chương 342 Đại ma ngữ điệu Nguồn Mê truyện audio com Giữa lúc 10 người không ngừng đi về phía trước thời điểm Tại cách bọn họ ngoài ngàn mét Vô biên hắc ám hải để thế giới bên trong Đứng thẳng từng cục cao chừng ngàn mét cự đại thạch bi Mà những bi đá này Từng cục loạn thất bát tao đứng ở long cung phía dưới Lãng rộng rãi trong vòng vàng dặm hải vực Mà nếu có người có thể từ trên cao quan sát cái này Trong vòng vàng dặm hải vực lời nói Liền sẽ phát hiện tại đây một mảnh loạn chính giữa thạch trận chỗ tồn tại một cái hắc ám vô biên lỗ lớn. Cửa động nối thẳng sâu trong lòng đất, giống như là thông hướng ma giới đồng dạng. Vừa vặn chính là ở nơi này trong động khẩu, tản ra một cổ làm người sợ hãi lực lượng khí tức. Sa Thông Thiên đi về phía trước, nhìn thấy loạn thạch trận thời điểm, kinh hô đến. "Chư vị, chúng ta đến." Sa Thông Thiên một lời thức tỉnh người trong mộng, mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn lại. Tại trước mặt bọn họ, một khối ngàn mét cao bia đá, lập trong bóng đêm, tự như một đầu cự thú. Sa thông thiên cầm trong tay quang mang văn ra, nền ở cái này trên tấm bia đá. Đem bóng tối bốn phía thắp sáng. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, tấm bia đá này cư nhiên cao chừng ngàn mét, mà trên tấm bia đá, rậm rạp có khắc một ít cổ quái phù văn. Ngay tại trong tấm bia đá chỗ, có một khối này màu lam đậm bảo ngọc tản ra mù sương quang mang. Theo lấy tấm bia đá này bên trên bảo ngọc tỏa ra ánh sáng, cùng lúc đó, toàn bộ loạn thạch trận bên trong sở hữu trên tấm bia đá bảo ngọc, kể hết đem quan mang sáng lên. Lúc này Lâm Bạch mới nhìn rõ, cái này khổng lồ loạn thạch trận, chân chính bố trí chí ít trong vòng vạn dặm. Loạn thạch trận, mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng có vẻ như loạn bên trong có tự, tự như thiên địa pháp lệnh, đem cái này vạn dặm hải vực tính vào hư không, không nhận thiên địa phép tắc khống chế. Nơi đây chính là phong ấn chi địa. Sa Thông Thiên nói rằng, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt mình tấm bia đá này bên trên, cái kia một khối ống ánh trong suốt bảo ngọc bên trên, có cái này mấy đạo thật nhỏ khe hở, cùng cùng linh khí đang từ trong cái khe nhô ra, đây chính là cái nào lỗ hổng lâm bạch nhìn lấy bảo ngọc bên trên khe hở kinh ngạc nói đến chính là cái này bảo ngọc bên trên xuất hiện ba đạo nhỏ bé đến cũng không thể phát hiện khe hở đây chính là cái nào lỗ hổng từ trong khe nhô ra linh khí một đường đi lên trên sông lên ngoài khơi hình thành linh tuyền hải không chỉ là lâm bạch nhìn thấy khối này bảo ngọc bên trên khe hở độc long đảo chủ huyết kiếm khách kim thu hướng thiên cũng đều là nhìn thấy cái này ba đạo khe hở sắc mặt lộ ra kinh hải nhưng sau đó lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên Riêng là Độc Long đảo chủ, cực nhanh nói đến. Sa Thông Thiên, còn chờ cái gì, mau đem Trấn Hải Ngọc phù lấy ra, đem cái này khe hở chặn kịp a. À. Được. Sa Thông Thiên đáp một tiếng. Không nhanh không chậm từ trong túi đựng đồ đem Hoa 65 tỷ linh thạch từ tàn bảo lâu mua có được Trấn Hải Ngọc phù lấy ra, nhưng là chậm chạp không có tiếng lên đem Trấn Hải Ngọc phù dán tại trên cái khe. Sa Thông Thiên, ngươi làm cái gì? Còn không mau đi. Độc Long đảo chủ có chút nóng nảy nói đến. Sa Thông Thiên nắm Trấn Hải Ngọc phù khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không có gấp đi lên. Độc Long đảo chủ ánh mắt biến đổi, có chút khó hiểu nhìn lấy Sa Thông Thiên vì sao không đi dán lên trấn Hải Ngọc Phù. Quyết kiếm khách cùng Kim Thu, Hướng Thiên cũng là sững sờ. Mà Lâm Bạch cũng là hai mắt sâu mị hạ xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, âm thầm đưa tay đặt ở trên túi đựng đồ, có chút dị động, Lâm Bạch liền sẽ lấy ra thanh ca kiếm, đánh chết Sa Thông Thiên. Bọn hắn đến chỗ này duy nhất mục chính là phong ấn cái này lỗ hổng mà bây giờ đã đến nơi đây, vì sao Sa Thông Thiên không đi lên phòng ấn lỗ hổng đâu? Hắn đại khái là đang chờ người A. À. Ken kết mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên một cái trầm thấp thanh âm khàn khàn vọng lại ở nơi này bên trong thế giới hắc ám. Ai? Người nào nói chuyện? Lâm Bạch, Độc Long Đảo Chủ, Kim Thu, Huyết Kiếm Khách, Hướng Thiên, đều là hung hăng cả kinh. Nghe thấy cái thanh âm này thời điểm, bọn hắn liền rùng mình đứng lên. Một cổ khí lạnh không kìm lại được từ bàn chân sông lên ót, phía sau toát ra mồ hôi lạnh, một cổ đến từ chính linh hồn kiên kỵ ở trong lòng hắn tràn ngập ra. Ta! Ta là ai? Ha ha, mười cái tiểu tử kia, các ngươi tới nơi này phong ấn ta, lại không biết ta là ai không? Cái thanh âm kia tiếp tục vọng lại mở ra. Lọc bột! Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, lâm bạch đều là tâm thần căng thẳng, nhìn về phía mảnh này loạn trong thạch trận. Ngươi là vị nào đại ma? Độc Long đảo chủ khó có thể tin nói đến. Đại ma nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không biết ta là ai đây các ngươi đám này tiểu tử kia thật rất thú vị mấy năm qua này liệu mạng muốn tới nơi đây đem bảo ngọc đánh nát bây giờ lại lại muốn tới đem bảo ngọc phong ấn các ngươi đến cùng muốn làm gì à đại ma vừa cười vừa nói lâm bạch hỏi là ai muốn tới đem bảo ngọc đánh nát trước đó hoa thanh hải cũng đã nói phong ấn chi địa phong ấn bị không biết tên cao thủ đánh nát một cái lỗ hổng cho nên bọn hắn mới chịu mua trấn hải ngọc phù đến đem lỗ hổng ngăn chặn đại ma cười nói bọn hắn rồi. Bọn hắn. Lâm Bạch nhìn về phía xa thông thiên, hoa vạn thanh, Long phi hải, tôn gia thành, khâu bưu năm người. Là đông hải bên trên bác đại gia tộc sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nếu không đâu. Lẽ nào còn ai vào đây biết rõ ta bị phong ấn ở nơi đây sao? Đại ma vừa cười vừa nói. Răng rắc. Lâm Bạch đều điên, tự như chịu khổ ti chấp đồng dạng ngu xuẩn, độc long đảo chủ cùng huyết kiếm khách, kim thu, hướng thiên cũng là vẻ mặt không hiểu nhìn lấy xa thông thiên đám người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao bác đại gia tộc muốn tới đánh nát phong ấn, vì sao bọn hắn hiện tại lại muốn tới phong bế lỗ hổng? Lâm Bạch Hiếu Kỳ hỏi. Ngươi hỏi ta, vậy ngươi sao không như hỏi bọn họ một chút? Đại ma khẽ cười nói. Cái này đại ma nói chuyện, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn không giống một cái giết người như ngóe ma đầu. Sa thông thiên nhếch mép cười nói. Mẹ nó, cẩu nhật đại ma, lão tử đang hỏi ngươi một lần, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta cởi ra trên người nô ấn. Nô ấn, Lâm Bạch hai mắt lộ ra một tia minh ngộ. Nguyên lai là làm nô ấn. Lâm Bạch hình như là minh bạch, Bác đại gia tộc không muốn vĩnh viễn bị vây ở Đông Hải bên trên, cũng không muốn vĩnh viễn bị quản chế tại người, lúc này mới muốn đánh nát phong ấn, cùng đại ma làm giao dịch. Đại ma khẽ cười nói: "Tiểu tử kia, ngươi phải biết, nếu như trước kia ngươi dám đối ta đã nói như vậy, ngươi đã chết mấy trăm lần." Sa Thông Thiên cười lạnh nói: "Ha ha ha, lão tử đương nhiên biết rõ, nhưng là bây giờ ngươi bắt ta cũng không có cách nào a." À ngươi chỉ có thể ở cái này hắc ám lòng đất thế giới bên trong, chậm rãi sa đọa xuống dưới. Đại ma, đây là cuối cùng cơ hội, chúng ta thả ngươi đi ra, nhưng ngươi phải giúp chúng ta cởi ra trên người nô ấn. Đây là một cái giao dịch, càng có thể có thể là, chờ ngươi cho chúng ta cởi ra nô ấn sau đó, chúng ta có thể trở thành ngươi tùy tùng, giúp ngươi chinh chiến thiên hạ, danh chấn nghìn thu. Sa thông thiên cất giọng nói. Độc Long đảo chủ lúc này khí hai mắt huyết hồng, giận dữ hét. Sa thông thiên, ngươi bác đại gia tộc vì mình bản thân sắc bén, liền muốn phóng đại ma đi ra, Đồ tháng thiên hạ sinh linh sao Ngươi cũng đã biết Hắn một khi xuất thế Toàn bộ Đông Hải Toàn bộ lĩnh Đông 700 quốc Đều muốn hóa thành biển lửa Đông Hải Thật là nhà ngươi a! À. Độc Long Đảo chủ giận dữ hét. Chương 343 Âm mưu kinh thiên Canh thứ 5 Nguồn Mê truyện audio.com Nghe thấy Độc Long Đảo chủ trống giận Sa Thông Thiên cười lạnh nói Dạ Ha ha Đông Hải cái này càng cổ chi địa lão tử đã sớm đợi chán, bác đại gia tộc mục tiêu cũng không phải là cỏn con này Đông Hải, là cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia, là cái này trời cao mặt đất, là cái này tinh thần đại hải. Còn như Đông Hải, hủy, cũng liền hủy. Sa thông thiên tức giận nói rằng, ngươi muốn chết. Lão tử muốn giết ngươi tên súc sinh này. Độc Long đảo chủ rống giận liên tục. Nhất thời, Độc Long đảo chủ phía sau Độc Long thú bay vọt ra, mà cùng lúc đó, Độc Long đảo chủ một chưởng hung ác đánh úp về phía Sa Thông Thiên. Ha ha, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta." Sa Thông Thiên cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, động cũng không động một chút. Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách như vậy cũng là lấy ra mũi kiếm. Độc Long đảo chủ, chúng ta tới đánh một trận a. Đột lại vào lúc này, Lâm Bạch đám người phía sau vô biên hắc ám bên trong, đột nhiên nộ lao tới hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, một đao đem Độc Long đảo chủ công kích chấn vỡ. Đồng thời, một đao đem Độc Long đảo chủ mạng môn chấn vỡ, chỉ để lại một hơi thở té trên mặt đất, thổ huyết liên tục Sa Lãng. Độc Long đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong lúc người xuất thủ nháy mắt, Độc Long đảo chủ liền biết hiểu thân phận. Toàn bộ trên biển Đông, có thể có hung hãn như vậy cùng giả công kích đao pháp võ kỹ người, cũng chỉ có cùng Sa Môn Sa Lãng. Phốc Suy. Phốc Suy. Cùng lúc đó, hắn mấy vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, chạy vội đánh úp về phía huyết kiếm khách, Lâm Bạch, Kim Thu, hướng thiên đám người. Cút ngay. Lâm Bạch cảm giác được phía sau đánh tới một trận sát ý, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, thanh ca kiếm bay vọt ra trong túi trữ vật, một đạo kiếm khí nổi giận chém mà xuống, cùng phía sau đánh tới một chưởng kia đối chọi mà ra. Ha ha, Lâm Bạch tiểu hữu kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền a. Một người mặc trường bào màu phấn hồng lão giả, đi ra trong bóng tối. Hoa Thanh Hải. Lâm Bạch nhìn thấy đối hắn xuất thủ người, bất ngờ chính là Hoa Thanh Hải. Cùng lúc đó, huyết kiếm khách hướng thiên kim thu nhau nhau bị hắn thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ đánh bay ra ngoài. Mà chỉ có Lâm Bạch, hơi chút khá hơn một chút, người khác đều là thân chịu trọng thương. Lâm Bạch nhìn quanh tứ phương, cái này hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, phân biệt đều là Đào Hoa đảo, Ô Kim đảo, Không Nguyên đảo, Cùng Sa môn, Thương Lãng môn, Huyết Sa môn, Long môn, Chiến Kình môn các loại, chờ, Đông Hải bác đại gia tộc cao thủ tuyệt thế. Lâm Bạch lạnh giọng nhìn lấy Hoa Thanh Hải, nói rằng: "Nguyên lai đây hết thảy đều là các ngươi làm cục, diễn kịch." hoa thanh hải bình thản cười một tiếng gật đầu nói rằng lâm bạch là người chính mình muốn nhảy vào ván cờ này bên trong đến bội chúng ta diễn tùng vui này trách không được chúng ta long gia thủ lĩnh cười lạnh nói đây là đáng tiếc a à, vừa mới danh dương thần võ quốc thiếu niên thiên tài bây giờ sẽ chết tại trong tay chúng ta tán thân ở nơi này vô biên bên trong đáy biển chiến kinh môn thủ lĩnh cười nói ai nói không phải sao lão tử đời này chết không được thiếu thiên tài có thể thần võ quốc thiếu niên thiên tài nhưng không có chết qua không biết là cái gì tư vị. Huyết kiếm khách, độc long đảo chủ, hướng thiên, kim thu cùng lâm bạch đứng chung một chỗ, vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy bác đại gia tộc lũ đứng đầu. Độc long đảo chủ lạnh giọng nói rằng. Vì sao? Đây là vì cái gì? Hoa thanh hải cười nói. Độc long đảo chủ, ngươi là ván cờ này bên trong rất trọng yếu một vòng. Đã các ngươi hỏi, vậy chúng ta liền để các ngươi chết được rõ ràng a. À? Chư vị, có muốn hay không đem sự tình nói cho bọn hắn biết đâu? Hoa Thanh Hải nhìn lấy người chung quanh, hỏi. Sa Lãnh cười lạnh nói: "Hoa lão đầu, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt, ngươi nói thôi, để bọn hắn chết được rõ ràng." Long gia thủ lĩnh cũng cười nói: "Ha ha, là thời điểm nói cho bọn hắn biết." Thương Lãnh môn thủ lĩnh cũng cười nói: "Nói cho bọn hắn biết đi, để bọn hắn chết được rõ ràng." "Được rồi." Hoa Thanh Hải khẽ mỉm cười một cái. Lúc này, Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến: "Chuyện này, còn phải từ chúng ta tiên tổ nói lên. Không biết được bao nhiêu tuế nguyệt trước đó." vì này đại ma bị thiên ngoại cường giả đánh rơi, rơi vào đông hải. vị kia thiên ngoại cường giả mặc dù đem đại ma phong ấn, nhưng hắn như trước không yên lòng, tìm được bọn ta tiên tổ, lệnh chúng ta tiên tổ trong coi nơi đây, cũng tại tiên tổ trong cơ thể giao xuống nô ấn, loại này nô ấn, hội căn cứ huyết mạch kéo dài mà tiếp tục truyền thừa tiếp. một khi đại ma xuất thế, cái này loạn thạch trận đổ nát lúc, chúng ta trong cơ thể nô ấn liền sẽ văng tung tóe, đến lúc đó nô ấn hội hấp thu chúng ta khí huyết chi lực, hướng thiên ngoại truyền lại một cái đại ma xuất thế tin tức, thông tri vị cường giả kia. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến. Mặc dù vị cường giả kia trước đây dành cho chúng ta tiên tổ rất nhiều tài nguyên tu luyện, để bọn hắn trở thành Đông Bá chủ trên biển, nhưng hôm nay vô số năm tháng hạ xuống, những tu luyện này tài nguyên đều đã tiêu hao quang. Đến chúng ta thế hệ này, liền một cái thần đan cảnh đều bồi dưỡng không ra. Mà Đông Hải căn cỗi, căn bản không có đủ quá nhiều tài nguyên tu luyện để cho chúng ta đột phá thần đan cảnh. Đông Hải mặc dù rất lớn, nhưng ở trong mắt chúng ta, quá nhỏ. Bác đại gia tộc muốn vỗ cánh bay cao, phải ly khai Đông Hải mà chúng ta muốn rời khỏi Đông Hải, nhất định phải loại bỏ nô ấn, bằng không lời nói, coi như chúng ta tu luyện tới thông thiên triệt địa tu vi, một khi đại ma xuất thế, chúng ta sở hữu trả giá đều sẽ hủy một trong bó đuốc. Hoa Thanh Hải nói đến đây, thảm đạm cười một tiếng. Chúng ta cũng là không có cách nào, tới nơi này tìm được vị này đại ma, chúng ta là muốn thả hắn ra, thế nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định muốn cho chúng ta cởi ra trong cơ thể nô ấn. Thật là các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta tiêu hao hơn 3 năm thời gian, mỗi một ngày đều có thiên võ cảnh cửu trọng võ giả tới nơi đây oanh kích bảo ngọc. Ba năm, trọn thời gian ba năm, chúng ta mới đưa khối này bảo ngọc đánh ra ba đạo khe hở. Nhưng cái này di thiên đại trận có một cái nho nhỏ lỗ hổng, nhưng đại ma thanh âm truyền ra ngoài. Thật là, hắn không nguyện ý cho chúng ta cởi ra nô ấn. Hoa thanh hải trống giận nói rằng. Hắn không nguyện ý. Hắn không nguyện ý. Hắn có thể giúp chúng ta cởi ra nô ấn, nhưng hắn không nguyện ý. Hoa thanh hải đối lấy loạn thạch trận giận dữ hết nói đến đây thời điểm hoa thanh hải khí nổi gân xanh nhìn chằm chằm loạn thạch trận bên trong đóng giận liên tục không chỉ là hoa thanh hải sa lãng cùng hắn bác đại gia tộc thủ lĩnh cũng đều là nhất tề căm tức nhìn loạn thạch trận bên trong hoa thanh hải mười phần bất đắc dĩ cười thảm một tiếng nói rằng hết cách rồi hắn không nguyện ý giao dịch vô pháp đạt thành chúng ta lại không thể mặc kệ cái này phong ấn giống như cái này mở rộng nhất định muốn đem cái này lỗ hổng chặn kịp thật là chúng ta đi tàn bảo lâu vừa hỏi, nếu muốn chặn kịp loại này phong ấn lỗ hổng, nhất định muốn mời tàn bảo lâu định chế, mà là còn muốn mời trung ương thánh quốc chế Phụ tông sư xuất thủ. Cần thiết linh thạch, cái kia càng là giá trên trời. 56 tỷ linh thạch A. À. 56 tỷ linh thạch. Lâm Bạch, ngươi biết 56 tỷ linh thạch đại biểu cái gì không? Nếu như xuất ra đi, có thể sang bằng một mảnh biển. 56 tỷ linh thạch, có thể sang bằng một mảnh biển. Hoa Thanh Hải thần sắc kích động, hiển nhiên bị cái này 56 tỷ linh thạch cho thật sâu đau đớn tâm. Bác đại gia tộc coi như đem toàn thân gia sản lấy ra, cũng thu thập không đủ 560 linh thạch. Thật là cái này lỗ hổng, chúng ta không thể không lấp, tất nhiên đại ma không nguyện ý đạt thành giao dịch, cái này lỗ hổng nhất định phải chặn kịp." Hoa Thanh Hải kích động nói đến. Độc Long đảo chủ cười lạnh nói: "Cái này kêu là mang đá lên đập chân mình a. À? Không sai, tạo hóa trêu ngươi a." À? Hoa Thanh Hải cười thảm nói liên tu. Chương 344. Phía sau chủ mưu. Nguồn Mê truyện audio.com. Hoa Thanh Hải thảm vừa cười vừa nói, 56 tỷ linh thạch tự như một ngọn núi, ép tới Bác đại gia tộc không thở nổi. Thật là đại ma không hoàn thành giao dịch, chúng ta liền không thể nhường đại ma đi ra. Hết cách rồi, mặc kệ là mang đá lên đập chân mình cũng tốt, vẫn là tự làm tự chịu cũng tốt, chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem cái này lỗ hổng chằng kịp. Vậy làm sao bây giờ đâu? 56 tỷ linh thạch Bác đại gia tộc không lấy ra được, thế nhưng Đông Hải có thể lấy ra. Đông Hải võ giả hiểu ra, đủ đủ 56 tỷ linh thạch. Nói tới chỗ này thời điểm, Hoa Thanh Hải lại là cười một tiếng. Lâm Bạch lại nói tiếp không sợ người chê cười, đám này Đông Hải võ giả còn rất yêu quê hương mình, còn rất yêu Đông Hải. Chúng ta đem đại ma xuất thế tin tức, diễn biến thành một trận Đông Hải hào kiếp, tặng đến toàn bộ Đông Hải bên trên, nhất thời lòng người bàn hoàng, thế nhưng chúng ta như trước tuyên bố, chúng ta có biện pháp phong ấn đại ma nhưng chúng ta yêu cầu Linh Thạch tới mua Trấn Hải Ngọc Phù, tới phong ấn Đại Ma. Hoa Thanh Hải cười nói. Lâm Bạch, ngươi cũng không cách nào tưởng tượng, chúng ta tiến đến nhiều ít Linh Thạch. Trọn một ngàn tỷ tỷ Linh Thạch. Từ bỏ mua Trấn Hải Ngọc Phù 56 tỷ Linh Thạch ở ngoài, chúng ta còn được lợi 44 tỷ Linh Thạch, đây chính là vui hư chúng ta. Chúng ta cũng thật không ngờ, những thứ này Đông Hải võ giả, cư nhiên đối Đông Hải, đối quê hương mình có như thế quan tâm tình. Có tiền bỏ tiền, mạnh mẽ xuất lực bao quát sau lưng ngươi độc long đảo chủ, hắn càng là xuất ra hơn một ức linh thạch, đây độc long đảo bên trên toàn bộ tài sản A. Hoa Thanh Hải nhìn lấy độc long đảo chủ nói rằng, độc long đảo chủ lúc này khí mãn khuôn mặt phòng hồng, cầm tức nhìn bác đại gia tộc, vừa định há mồm trống giận, nhưng một ngụm máu tươi càng là từ trong miệng trực tiếp phun ra ngoài. Xuất sinh Độc Long đảo chủ mặt kệ thương thế trong cơ thể chuyển biến xấu, đối lấy Hoa Thanh Hải giận dữ hét, Hoa Thanh Hải cười nói, chúng ta vì để Đông Hải võ giả càng thêm tin tưởng có đại ma tồn tại, vì vậy, chúng ta nhất định muốn từ bác đại gia tộc ở ngoài người, lựa chọn mấy người đi ra, theo chúng ta cùng đi phong ấn đại ma. Sau đó, các ngươi đi về nói cho bọn hắn biết, đại ma là thật bị phong ấn. Lâm Bạch nói rằng, thật là nếu như các ngươi đem chúng ta toàn bộ giết ở chỗ này, trở về toàn bộ đều là bác đại gia tộc người, cái kia Đông Hải võ giả sẽ không khả nghi sao? Hoa Thanh Hải cười nói, ai nói trở về người, chỉ có bác đại gia tộc võ giả còn có một người sẽ cùng theo chúng ta một chỗ trở về ai lâm bạch lạnh giọng hỏi ta hưu cái thanh âm này truyền đến nháy mắt một đạo đao cương mạnh mẽ rơi xuống đánh về phía lâm bạch sau lưng đeo lâm bạch mặc dù đã cảm giác được cái này đạo đao cương uy lực muốn tránh né thời điểm nhưng lại trễ một bước thổi phùng một tiếng lưỡi dao tận xương chém vào lâm bạch trên đầu vai đem lâm bạch đánh bay ra ngoài một cái ngã gục té trên mặt đất một bóng người nhoáng lên rơi vào hoa thanh hải bên người, đối lấy độc long đảo chủ cùng Lâm Bạch, lộ ra cười nhạt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tức giận nói. Kim Thu. Hướng thiên giận dữ hét. Kim Thu, ngươi tên xuất sinh này. Độc long đảo chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, há mồm thổ huyết liên tục. Huyết kiếm khách cũng là vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Kim Thu. Kim Thu đối Lâm Bạch đám người căm tức, chẳng thèm ngó tới, cười đối hoa thanh hải nói rằng. Hoa đảo chủ, chúng ta nói rất hay, một tỷ linh thạch, một cái tử cũng không thể thiếu, Độc Long đảo chủ nói rằng. Kim Thu, vì cái này một tỷ linh thạch, ngươi liền phản bội Đông Hải sao? Kim Thu cười nói. Một tỷ linh thạch, cũng không phải là một con số nhỏ a. À, huống hồ, ta nguyên vốn cũng không phải là Đông Hải võ giả. Ta là thần võ quốc Thương Hải Vân Thai cung nội cung thất vương một trong. Lâm Bạch, ngươi giết dịch hàng thù, ta sẽ giúp hắn báo. Kim Thu nhìn chầm chầm Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Ngươi hội chết trong tay ta, ta sẽ đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Kim Thu nói đến nguyên lai like kim thu cũng là thương hải vân thai cung võ giả hoa thanh hải cười nói kim thu đâu thật là thương hải vân thai cung nội cung thất vương thế nhưng hắn rất ít tại thương hải vân thai cung bên trong lộ diện đại đa số thời gian đều tại đông hải bên trên lịch luyện cho nên rất nhiều võ giả đều muốn kim thu trở thành đông hải võ giả đây cũng là một cái tạo hóa đi cơ hội tốt trời ban kim thu yên tâm chúng ta luôn luôn nói lời giữ lời chờ sự tình hoàn tất về sau một tỷ linh thạch một cái tử đều sẽ không thiếu ngươi Hoa Thanh Hải vừa cười vừa nói. Kim Thu cười nói. Đa tạ hoa đảo chủ. Hoa Thanh Hải đắc ý cười nói. Hiện tại các ngươi đều hiểu là tuần vui này diễn càng giống như chúng ta từ Đông Hải võ giả bên trong chọn lựa ra tối cường mấy người cùng đi đủ để cho Đông Hải sở hữu võ giả tính phục. Huyết kiếm khách, độc long đảo chủ, các ngươi được gọi là Đông Hải bên trên liền bác đại gia tộc cũng không dám chọc hai người, có các ngươi đi theo, bọn hắn nhất định tin tưởng không nghi ngờ. Mà vừa may, các ngươi lại cùng bác đại gia tộc có cái này thiên ti vạn lũ cừu hận chúng ta cũng có thể tiếp cơ hội này đem bọn ngươi tiêu diệt lại lấy được nhiều linh thạch như vậy lại tiêu diệt cừu gia lại phong ấn lại đại ma tối trọng yếu là chờ toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này sau đó sáng sớm ngày mai toàn bộ đông hải đều sẽ biết rõ là ngươi huyết kiếm khách cùng độc long đảo chủ đánh nát bảo ngọc mà ở chúng ta sẽ phải phong ấn bảo ngọc thời điểm các ngươi xuất thủ muốn ngăn lại chúng ta bị sa thông thiên cùng hoa vạn thanh đám người liên thủ giết chết mà chúng ta bác đại gia tộc được cả danh và lợi, sẽ trở thành Đông Hải bên trên anh hùng, lần nữa bị võ giả thật cao nâng ở trên đám mây. Cái này đối bác đại gia tộc mà nói, xem như là cởi ra nô ấn trong kế hoạch này nhất làm cho chúng ta thỏa mãn kết cục. Hoa Thanh Hải cười nhạt nói. Giảo hoạt hồ ly. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Hoa Thanh Hải nói rằng. Dựa theo bác đại gia tộc thủ lĩnh nói, cái này sở hữu kế hoạch, đều là Hoa Thanh Hải chế định. Bao quát muốn cùng đại ma đàm phán, muốn hắn trợ giúp cởi ra nô ấn, nhưng sau khi thất bại, Hoa Thanh Hải lập tức chế định kế hoạch mới tại cái khốn cục này bên trong, vì bác đại gia tộc mưu được tối đa tiền lời. Lâm Bạch không thể không nói, Hoa Thanh Hải là Lâm Bạch cho đến tận này gặp qua nhất đa mưu túc trí hồ ly. Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên sắc mặt đều cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phỏng chừng kế tiếp sự tình hướng đi hội chính như Hoa Thanh Hải nói như vậy. Độc Long đảo chủ cùng huyết kiếm khách sẽ trở thành đánh nát phong ấn cái kia hai cái cao thủ thần bí, bởi vì bọn họ tại Đông Hải bên trên danh tiếng nguyên bản là không tốt, nếu như nói bọn họ là chặn đánh vỡ phong ấn người, Đông Hải võ giả hẳn là sẽ tin tưởng. Mà bác đại gia tộc, riêng là đào hoa đảo, tại Đông Hải võ giả trong mắt, chính là chính đạo đại phái, đào hoa đảo đứng ra nói bọn hắn cứu vớt Đông Hải, cái kia toàn bộ Đông Hải võ giả đều sẽ đối bọn hắn càng thêm tôn sùng. Hoa Thanh Hải nói tới chỗ này. Tất cả mọi chuyện đều cho Lâm Bạch cùng độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên nói rõ ràng. Hoa Thanh Hải mắt lạnh nhìn loạn trong thạch trận, giận dữ hét. Đại ma, đây là người cuối cùng suy nghĩ cơ hội, nếu như ngươi bằng lòng giúp chúng ta giải trừ nô ấn, chúng ta giao dịch như trước chắc chắn. Hoa Thanh Hải còn không hết hy vọng, hướng loạn thạch trận bên trong phát sinh cuối cùng một tiếng giao dịch thỉnh cầu. Ha hả! Mà đáp lại Hoa Thanh Hải đại ma, chỉ là một tiếng chẳng thèm ngó tới tiếng cười, cái này khiến Hoa Thanh Hải trong cơn giận dữ. Chương 345 Lừa dối Phản bội Nguồn Mê truyện audio.com Đại ma, đây là người cuối cùng cơ hội suy nghĩ kỹ càng sa lãng cũng là có chút không cam lòng hỏi lần nữa đại ma a à, hà tất a à, giao dịch với chúng ta ngươi có thể đi ra không cần tại đáy biển này phía dưới chậm rãi sa đọa ô kim đảo ô gia thủ lĩnh cũng là than nhẹ khuyến cáo nói hoa thanh hải yên lặng nhìn lấy loạn thạch trận bên trong ha hả đại ma một tiếng chẳng thèm ngó tới tiếng cười truyền đến ta nói ba giờ đệ nhất lão tử mặc dù bị phong ấn thế nhưng lão tử sẽ không cùng xuất sinh hợp tác các ngươi liền các ngươi gia hương huynh đệ tỷ muội đều lừa gạt, các ngươi còn là một người phải không? Đệ nhị, coi như các ngươi đánh nát phong ấn, ngươi thật sự cho rằng cái này mấy khối tảng đá vụn là có thể phong bế lão tử sao? Lão tử là phong ấn làm lại đều không phải là cái này mấy khối tảng đá vụn. Cái này mấy khối tảng đá vụn chẳng qua là vì ngăn cản người vô tội tiến vào ta trong vòng vạn dặm mà thôi. Đệ tam, các ngươi đáng là gì, cũng dám cùng ta nói giao dịch. Hoa Thanh Hải giận dữ hét. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi liền đáng đời tại đây vô biên hải cuối cùng trong bóng tối chậm rãi sa đọa. Đại ma cười nói, ta sẽ không sa đọa, ngươi biết ta vì sao phải bị phong ấn ở cái này sao? Bởi vì các ngươi trong miệng vị kia thiên ngoại cường giả, căn bản là giết không được ta. Hắn giết không ta, cho nên mới ta đem ta phong ấn. Ta sẽ không sa đọa, ta sẽ tại trong thời gian lần nữa trọng sinh. Cái này loạn thạch trận còn có thể phong ấn ta mấy năm? Một trăm năm, một ngàn năm, vẫn là một vạn năm. Hắn lực lượng, tại suy yếu, ta đã cảm giác được phong ấn lực lượng tại suy yếu ta cũng cảm giác được ta lại thấy ánh mặt trời thời điểm nhanh đến chờ ta đi ra toàn bộ đông hải thậm chí còn các ngươi thế giới đều muốn tại ta lửa giận xuống hóa thành tro tàn các ngươi linh hồn đem liền rơi vào luân hồi tư cách cũng không có ngươi nói ta là đông hải hạo kiếp ta cho ngươi biết làm ta rơi vào các ngươi thế giới thời điểm ta chính là cái thế giới này hạo kiếp ung ung đại ma tiếng trống giận giữ âm không ngừng truyền đến thiên lôi cuồn cuộn, sợ đến lâm bạch đều là hoàn toàn trắng bệch. Hoa Thanh Hải bị đại ma mấy câu nói đó sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, vội vàng nói: Phong bế hắn, phong bế hắn, nhanh chặn kịp lỗ hổng, ta không muốn khi nghe thấy thanh âm hắn. Hoa Thanh Hải giận dữ hét: Bởi vì bảo ngọc trên có ba đạo khe hở, cho nên này mới khiến đại ma thanh âm tự loạn thạch trận bên trong truyền tới. Một khi khe hở bị chặn kịp, lớn như vậy ma thanh âm liền vô pháp tại truyền tới. Sa Thông Thiên nghe thấy Hoa Thanh Hải thanh âm, thân pháp thi triển ra, đường kính bay vút bên trên bia đá, cầm trong tay trấn hải ngọc phù một chưởng khóa tại cái kia ba đạo trong phong ấn. Nhất thời bảo ngọc bên trên truyền đến một trận quang mang lập lòe. Trấn hải ngọc phù hóa thành một tia mù sương quang mang, bị bảo ngọc hấp thu vào. Mà giờ khắc này, bảo ngọc thượng tam đạo khe hở, cũng dần dần khép lại như lúc ban đầu. Toàn bộ đại trận, lần nữa hóa thành bình tĩnh. Lỗ hổng, rốt cục chặn kịp. Hoa Thanh Hải thở vào một cái. Như vậy tiếp tục như vậy, chính là nơi đó để ý đến các ngươi. Hoa Thanh Hải nhìn về phía Lâm Bạch, Độc Long Đảo chủ, huyết kiếm khách cùng Lâm Bạch đám người. Độc Long Đảo chủ cười thảm một tiếng, vừa rồi xa lãng một kích tấn công mạnh đánh lén, đem Độc Long Đảo chủ kích thương. Mà huyết kiếm khách cùng hướng thiên sức chiến đấu còn tốt, hai người đều là thiên võ cảnh thất trọng thực lực, nhưng là bọn họ lúc này đối mặt hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, cũng là sắc mặt thảm đạm. Mà Lâm Bạch, thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi, nếu như đối mặt thiên võ cảnh bát trọng, cái kia Lâm Bạch còn có lực đánh một trận thật là bây giờ nhiều như vậy thiên võ cảnh cửu trọng, nhưng Lâm Bạch cũng là cảm giác được áp lực. Sa Thông Thiên, Hoa Vạn Thanh, Khâu Bưu, Tôn Gia Thành, Long Phi Hải, các ngươi đều trở lại đi, dọc theo đường đi khổ cực, kế tiếp sự tình, liền giao cho chúng ta những thứ này thúc thúc bá bá tới làm a. À. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt đối hắn năm người nói rằng. Sa Thông Thiên hướng đi bác đại gia tộc trong trận doanh, tàn bạo nhìn chầm chầm Lâm Bạch nói một tiếng. Ngươi không có chết trong tay ta, thật là ngươi vận khí tốt. Hoa Vạn Thanh lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, ngươi cùng ta Thương Hải Vân Thai cung ân oán, đến đây thì thôi. Hoa Vạn Thanh, Thương Hải Vân Thai cung nội cung thất vương một trong. Bây giờ Lâm Bạch gặp qua thất vương, Dịch Hàn, Hoa Vạn Thanh, Kim Thu, Lưu Bắc Tinh đã gặp bốn người. Dịch Hàn đã chết tại Lâm Bạch trong tay. Độc Long đảo chủ giận dữ hét. Lâm Bạch, huyết kiếm khách, hướng thiên, các ngươi trốn đi, ta cho các ngươi cản bọn họ lại. Hướng thiên cả giận nói. Độc Long đảo chủ, chúng ta nói rất hay đồng tâm hiệp lực, ngươi ở nơi này, chúng ta làm sao có thể trốn? Quyết kiếm khách dương kiếm nói rằng, chẳng phải vừa chết, có gì sợ? Lâm Bạch hít sâu một hơi, cười nói, mấy cái này trứng thối cà chua thối muốn giết ta, còn có chút độ khó. Độc Long đảo chủ giận dữ hét, các ngươi ba cái, khác biệt hành động theo cảm tình. Các ngươi phải sống, trở lại Đông Hải đi, đem chuyện nào chân tướng nói cho Đông Hải sở hữu võ giả. Tự tay đem cái này bác đại gia tộc giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cho kéo xuống tới nếu như chúng ta một cái đều sẽ không đi lời nói, như vậy bác đại gia tộc đem lấy anh hùng thân phận, tiếp tục tại Đông Hải bên trên, lừa Đông Hải võ giả, đây chẳng lẽ là các ngươi nguyện ý nhìn thấy tình huống sao? Độc Long đảo chủ đối huyết kiếm khách cùng hướng thiên nói rằng, hai người đều là rơi vào yên lặng. Đi thôi, đều đi thôi, không muốn đang làm hy sinh vô vị. Chúng ta trước đó nói qua đồng tâm hiệp lực, nếu như các ngươi thật đem cái này câu nghe vào lời nói, các ngươi nhớ kỹ giúp ta báo thù, chờ thực lực các ngươi đủ đủ, nhất định muốn giúp ta dẹp yên bác đại gia tộc, báo thù cho. Độc Long đảo chủ nói rằng, các ngươi ba người đều là Đông Hải bên trên, thậm chí còn là Thần võ quốc bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, chỉ cần cho các ngươi thời gian, các ngươi nhất định sẽ vô cùng cường đại. Đến lúc đó, nhớ về đưa ta một cái công đạo. Ta Độc Long đảo chủ, đời này giết người vô số, cũng không có làm vài món chuyện tốt, đây coi như là ta đối ta nửa đời trước chuộc tội a. À. Độc Long đảo chủ thảm đạm nói rằng, đi. Ta giúp các ngươi cản bọn họ lại. Độc Long đảo chủ trống giận nói liên tu. Bảo trọng. Ta sẽ ghi khắc ngươi, huynh đệ. Huyết kiếm khách trong ánh mắt kịch liệt lóe lên một tia không đành lòng, cố nén lệ quan, quay người lại liền hóa thành một đạo huyết sắc mũi tên nhọn, thẳng đến trong bóng tối mà đi. Khâu gia cùng thương lãng môn đi giết huyết kiếm khách. Hoa Thanh Hải nhìn thấy huyết kiếm khách muốn đi, lập tức đối phía sau hô. Nhất thời, Khâu gia cùng thương lãng môn cao thủ đồng loạt bay ra ngoài bảy tám vị, toàn bộ đều là thiên võ cảnh cửu trọng, truy sát huyết kiếm khách mà đi độc long tiền bối. Lâm Bạch không đành lòng hô. Lâm Bạch, ngươi so với chúng ta đều muốn ưu tú, ngươi có thể chém giết trừ thú, ngươi có thể tại thần võ quốc song ra to lớn như thế danh tiếng, ngươi còn có tốt hơn tương lai, không muốn tại chết ở chỗ này. Đi nhanh đi. Độc Long đảo chủ nói rằng, ngươi là đời ta gặp qua tối cường võ giả, lợi hại nhất kiếm tu, nhất tình thâm nghĩa trọng người, nhận thức ngươi là ta Chu Dương may mắn. Độc Long đảo chủ vốn tên là Chu Dương, nhưng hắn một mực trên người mang theo độc long thú lại thích sống một mình ở một tòa trên đảo vì vậy đông hải thượng võ giả gọi hắn là độc long đảo chủ lâu ngày hắn chân chính tên gọi cái gì biết rõ người cơ hồ không có mấy cái lâm bạch trong lòng có vô cùng vô tận bi thương vô biên vô hạn lửa giận đây là bác đại gia tộc lừa dối đây là kim thu phản bội cái này khiến lâm bạch lửa giận trùng tiêu độc long tiền bối nếu ngươi chết bác đại gia tộc sẽ vì ngươi chôn cùng lâm bạch kiên định nói rằng trong con người lóe lên một cổ hầu như đốt cháy trời cao lửa giận. Chương 346 Chờ ta trở lại, các ngươi đều phải chết. Nguồn Mê truyện audio com Hoa Thanh Hải nhìn thấy độc long đảo chủ đang khích lệ lâm bạch đám người đào tẩu. Nhất thời, Hoa Thanh Hải giận dữ hét. Không muốn tại lãng phí thời gian, đồng loạt ra tay, đem những con kiến hôi này toàn bộ giết ở chỗ này, không muốn cho bọn hắn chạy đi cơ hội. Ngân ngân, lâm bạch, ngươi giết con trai ta thù, chúng ta đến đến tính tính. Sa Lãng dương lên đại đao trong tay, đối lấy Lâm Bạch cười lạnh một tiếng liều chết xung phong. Một đạo đao cương, sẽ rách trời cao rơi xuống. Vô biên lực lượng, tựa như núi to đồng dạng đặt ở Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, thanh ca kiếm vội vàng thi triển ra kiếm pháp đón đánh mà lên. Kiếm ý, sơn hà vĩnh tịch. Kiếm khí xông lên trời không, rực rỡ đau đớn đôi mắt. Ngươi một cái thiên võ cảnh ngũ trọng võ giả, chẳng lẽ muốn càng bốn đẳng cấp, giết ta cái này thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Ha ha, người si nói mộng, cho ta bại à. a sa lãng cùng tiếu một tiếng một đao rơi xuống đem lâm bạch kiếm khí đánh nát sau đó một đao trùng điệp bắn trúng lâm bạch trên ngực phốc suy lâm bạch phun ra một ngụm tiên huyết bay rớt ra ngoài đụng vào loạn thạch trận trên tấm bia đá miệng nôn tiên huyết lâm bạch hướng thiên đi a à. độc long đảo chủ từ dưới đất đứng lên độc long thú gào thét ở giữa chạy vội mà ra một người liền ngăn lại bảy vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ mà giờ khắc này Tại Lâm Bạch cùng hướng thiên trước mặt, còn có tiếp cận 15 vị thiên võ cảnh cao thủ đồng loạt ra tay đánh chết mà đến. Đi. Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Hoa Thanh Hải hung hãn xuất thủ, một chưởng tấn công mạnh đánh về phía Độc Long đảo chủ. Độc Long thú kinh hô một tiếng, đón đánh mà lên Hoa Thanh Hải. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hoa Thanh Hải một chưởng đánh nát Độc Long thú đầu rắn. Không. Độc Long đảo chủ kêu thê lương thảm thiết một tiếng cái này độc long thú phản bội hắn tuế nguyệt thật dài hai người uyển như huynh đệ cũng như cha con bây giờ độc long thú chết thảm nhưng độc long đảo chủ giận dữ không thôi hoa thanh hải ta muốn ngươi trả xuất huyết đại giới thiên độc địa sát độc long đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân hắc vụ cuốn lên khuếch tán mà ra nồng đậm hắc vụ lan tràn ra đem bát phương nước biển đều nhuộm thành hắc sắc đây cũng là trước đó độc long đảo chủ một lần hành động độc sát về linh ngư yêu bầy cá bí pháp cực kỳ kinh khủng cái này nguyên bổn chính là độc long đảo chủ tại đông hải bên trên tìm được một quyển độc tu bí điển luyện chế mà thành khói độc đồng cảnh giới võ giả bị khói độc bao phủ không chống nổi một canh giờ liền sẽ hóa thành đùng huyết mà chết nhìn thấy thiên độc địa sát xuất hiện hoa thanh hải sắc mặt đại biến hắn tại đông hải bên trên tu luyện đã lâu tự nhiên biết rõ độc long đảo chủ khói độc lợi hại đến mức nào lúc này không dám lên trước cấp tốc lui lại đi ra ngoài hoa lão đầu ngươi tránh ra ta tới trừng trị hắn long môn thủ lĩnh cười lạnh một tiếng từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh liên nổ, lập tức hắn võ hồn cũng đồng thời đi ra. Hư một chi màu đồng xanh mũi tên nhọn từ long môn thủ lĩnh liên nổ phía trên bùng lên mà ra. Một chi mũi tên nhọn tập kích ra, tùy theo lại có chín mũi tên đều xuất hiện. Hư 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 hướng xé gió không ngừng truyền đến. Mười mũi tên nhọn bắn vào trong làng khói độc, lại có long môn thủ lĩnh võ hồn gia trì, mũi tên uy lực, tự như có thể bắn thủng trời cao. Đánh vào trong làng khói độc, hung hăng đem độc long đảo chủ thân thể đục lỗ, Độc Long đảo chủ mặc dù liều mạng chống cự, nhưng là chỉ ngăn lại bảy cái mũi tên nhọn, còn có ba cái đưa hắn phần bụng xuyên qua, bắp đùi xuyên qua, mà cuối cùng một chi, càng là đục lỗ trái tim của hắn. Thình thịch. Độc Long đảo chủ thân thể bay ra trong làn khói độc, đập xuống đất. Tiên huyết nhanh chóng tan vào trong nước biển. Độc Long tiền bối. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, cực nhanh đi qua, một kiếm đem Long môn thủ lĩnh hắn mũi tên lập tức tới. Lâm Bạch, đi mau, đi mau. Độc Long đảo chủ ánh mắt tan rã, nhìn lấy lâm bạch trong miệng thanh âm cực tiểu tự như con ruồi không nhỏ có thể nghe lâm bạch trong lòng đau xót một vị chiến hữu gần cách hắn đi xa lâm bạch cảm giác được độc long đảo chủ trên người sinh cơ gần tiêu thất cắn răng buông xuống độc long đảo chủ một xoay người liền muốn rời đi hướng thiên theo ta đi phong lôi thần dịp vận chuyển lâm bạch lôi kéo hướng thiên nhanh chóng đi xa lâm bạch độc long đảo chủ thế nào chạy như bay bên trong hướng thiên khẩn trương hỏi chết Lâm Bạch mặc dù rất không muốn đi tin tưởng sự thật này, nhưng độc long đảo chủ, đã chết. a, à. Hướng thiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệt, thất hồn lạc phách dáng dấp. Chạy đi đâu? Giữa lúc lúc này, sa lãng cùng Hoa Thanh Hải liên tục truy kích mà lên. Hoa Thanh Hải lấy ra bảo kiếm, cách không nhất trảm, đào hoa kiếm pháp như mộng như ảo phá không tập kích tới. Đồng thời, sa lãng một đao nộ phá núi sông đồng dạng rơi xuống. Nhị trọng công kích, chồng chung một chỗ, đánh úp về phía lâm bạch phía sau bên trên. Đáng chết lâm bạch cảm giác được phía sau công kích cũng không dám dừng lại phản kháng bởi vì lâm bạch một khi dừng lại cũng sẽ bị hai người bọn họ đuổi theo bạch ngân chiến thể lâm bạch liều mạng vận chuyển bạch ngân chiến thể muốn dựa vào bạch ngân chiến thể lực lượng ngành sinh sinh đem cái này hai đạo công kích chống được tới thình thịch một cổ thật lớn lực đánh vào đụng vào lâm bạch sau lưng đeo đem lâm bạch hung hăng xông về phía trước đi ra ngoài một khoảng cách thật là lâm bạch cương nhiên không có cảm giác được trên người mình có bất kỳ đau đớn quay đầu vừa nhìn, hướng thiên dùng thân thể mình, lập tức cái này nhị trọng công kích. Mà ở cái này nhị trọng thiên võ cảnh cửu trọng một kích toàn lực xuống, hướng thiên tâm mạch đã bị chấn vỡ. Hướng thiên không còn sống lâu nữa. Hướng thiên. Lâm Bạch thống khổ hô lớn. Lâm Bạch, buông ta xuống đi, một mình ngươi có thể còn có cơ hội chạy đi. Hướng thiên suy yếu nói rằng. Lòng ta mạch đã vỡ, sống không quá một khắc đồng hồ, buông ta xuống a. Lâm Bạch trong mắt nước mắt chảy ra, cuộc cường nói đến chống đỡ huynh đệ, ta sẽ dẫn ngươi ly khai cái này vượt sâu hắc ám. Chúng ta không phải còn muốn đi uống rượu không? Thiên đảo chi thành kỹ, nữ ổ, ta cho tới bây giờ đều chưa từng đi, ngươi muốn dẫn ta đi à? Nghe thấy Lâm Bạch không muốn buông xuống chính mình, hướng thiên phẫn nộ kêu to lên. Lâm Bạch! Lâm Bạch! Lâm Bạch! Cuối cùng, hướng thiên liền hô ba tiếng, Lâm Bạch cũng không có để ý đến hắn. Hướng thiên nhất ngoan tâm, không để ý trong cơ thể mình tâm mạch đã vỡ thương thế, một chưởng đem Lâm Bạch cánh tay đánh văng ra. Hướng Thiên. Lâm Bạch nhìn thấy Hướng Thiên đánh văn ra chính mình, thống khổ hô: "Sống khỏe mạnh." Hướng Thiên cười thảm nói: "Lâm Bạch, cho chúng ta báo thù." "Báo thù?" Hướng Thiên đối lấy Lâm Bạch giận dữ hét: "Báo thù?" Hướng Thiên không ngừng đối Lâm Bạch gầm rú nói a. À. Lâm Bạch cắn răng một cái, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn đắc bát phương dòng sông nước cuồn cuồn. Quay người lại, phong lôi thần giật mang theo Lâm Bạch xông thẳng mà ra. Ngay tại Lâm Bạch xoay người nháy mắt, hoa thanh hải cùng sa lãng truy sát đến hai người mang theo tàn nhẫn cười nhạt đem hướng thiên thân thể ở trong nước biển trực tiếp đánh cho phá thành mảnh nhỏ ta sẽ báo thù cho các ngươi bác đại gia tộc ta sẽ gọi các ngươi nợ máu trả bằng máu lâm bạch hồng suy nghĩ tự như ma thần đồng dạng trống giận giữa lúc lúc này tại lâm bạch tiền phương hắc ám chi chiến tuôn ra năm đạo công kích bắn trúng lâm bạch trên ngực đây là đuổi theo vết huyết kiếm khách khâu gia cùng thương lãng môn cao thủ Lâm Bạch bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài, đụng vào loạn thạch trận pháp trận phía trên. Loạn thạch trận trên trận pháp, liền tự như là một khối thủy tinh trong suốt, lại có không thể phá vỡ lực lượng. Hoa Thanh Hải cùng Sa Lãng đuổi theo, nhìn thấy Lâm Bạch bị thương lãng môn cùng Khâu gia cao thủ kích thương, lúc này cười một tiếng. Hoàn hảo các ngươi tới kịp thời, bằng không lời nói, tiểu tử này tốc độ quá nhanh, chúng ta liền đuổi không kịp. Huyết kiếm khách vết sao? Hoa Thanh Hải lại hỏi. Khâu gia thủ lĩnh, cười nói. Chính là một cái huyết kiếm khách, tại sao có thể là chúng ta khâu gia cùng thương lãng môn đối thủ, chúng ta đã đem hắn đánh thành một đám mưa máu. Tốt, bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này Lâm Bạch. Hoa Thanh Hải nghe nói về sau, đại hỷ không thôi. Lâm Bạch dựa vào loạn thạch trận bên trên trong suốt trên trận pháp, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, trên ngực, năm đạo hung ác vết thương, tự như bị giả thú xé rách lưu lại nanh vuốt, giữ tận lại đáng sợ. Trên ngực vết thương nứt ra, nhưng Lâm Bạch vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy dưới vết thương bạch cốt âm u cùng mình viên kia nhảy lên trái tim. Lâm Bạch, ngươi còn có duyên ngôn sao? Hoa Thanh Hải cười nhạt lên đây hỏi. Lâm Bạch ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Hoa Thanh Hải, Sa Lãng, Hoa Vạn Thanh, Sa Thông Thiên, Long Phi Hải, Khâu Bưu, Tôn Gia Thành, cùng với sở hữu bác đại gia tộc thủ lĩnh, cùng gia tộc bọn họ bên trong thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng nói. Có, ta có một câu nói, nhưng không phải duyên ngôn. Không phải duyên ngôn. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy đi sao? Sa Lãng cười lạnh nói phế nhiều lời như vậy làm cái gì, đưa hắn giết cho ta. Sa thông thiên giận dữ hét. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta cho ngươi một cơ hội. Hoa Thanh Hải dương dương đắc ý nói rằng. Lúc này đắc ý nhất đơn giản chính là Hoa Thanh Hải, hắn một tay chế định cái kế hoạch này, thi triển hoàn mỹ như vậy, chính hắn cho là mình nhất định chính là một thiên tài. Lâm Bạch nhìn chầm chằm ở đây bác đại gia tộc cao thủ, nghiến răng nghiến lợi lại vô cùng lạnh lùng nói đến. Chờ ta trở lại, ta sẽ đem công đạo mang cho Đông Hải, ta sẽ vì độc long đảo chủ, hướng thiên, huyết kiếm khách báo thù. Mà các ngươi bác đại gia tộc, đem bởi vì ta lâm bạch mà hủy diệt. Chờ ta trở lại, các ngươi gia tộc, đem từ nay về sau tiêu tán trong năm tháng. Chờ ta trở lại, ta sẽ dẫn lấy điện ngục hỏa diễm, đem bọn ngươi trên mặt cái gọi là chính nghĩa mặt nạ xé bỏ. Chờ ta trở lại, các ngươi đều phải chết. Lâm Bạch rống giận liên tục nói đến. Giết hắn, giết hắn. Hoa Thanh Hải lúc này nghe thấy Lâm Bạch, Lâm Chung rống giận, tự như là nghe thấy trớ chú, sắc mặt đại biến, trong lòng một cổ khiếp đảm xông lên trong lòng hắn. Hoa Thanh Hải gấp không thể chờ trống giận. Sa Thông Thiên, Hoa Vạn Thanh, Sa Lãng, Long Phi Hải, Khâu Bưu, Tôn Gia Thành, cùng với bác đại gia tộc thủ lĩnh, bác đại gia tộc cao thủ, nhất tề thi triển chính mình cường đại nhất một chiêu hướng lâm bạch mà đi. Hơn 30 đạo cường đại công kích, ngưng tụ thành một cái tự như thái dương đồng dạng tia sáng chói mắt, quanh sát hướng lâm bạch. Võ hồn bí pháp. Phá cấm. Lâm Bạch nhìn thấy hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ xuất thủ, Lâm Bạch trong ánh mắt lóe ra một tia tuyệt vọng hô. Nhất thời, Lâm Bạch bên ngoài thân thể toát ra hắc mang, đánh úp về phía phía sau loạn thạch trận đại trận. Ở nơi này hơn 30 đạo công kích liên thủ đánh tới nháy mắt, Lâm Bạch thân thể rơi vào loạn trong thạch trận. Cuối cùng một khắc này, Lâm Bạch phá vỡ loạn thạch trận pháp trận một cái lỗ hổng, nhưng Lâm Bạch thân thể tiến vào loạn trong thạch trận. Mà cái này hơn 30 đạo công kích ầm ầm rơi xuống bắn trúng loạn thạch trận pháp trận phía trên, lại không thể lay động chút nào. Chỉ là chờ đám còn lại uy tan hết, bác đại gia tộc người, tại cũng không có nhìn thấy Lâm Bạch tung tích. Lâm Bạch, chết. Hoa Thanh Hải đắc ý cười rộ lên. Đi thôi, chúng ta trở về làm anh hùng. Hoa Thanh Hải cười đắc ý, mang theo bác đại gia tộc võ giả ly khai mê thất chi hải. Bọn hắn ai cũng không có phát hiện, tại cuối cùng một khắc này, Lâm Bạch tiến vào loạn thạch trận bọn hắn cũng vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, Lâm Bạch lại có năng lực phá vỡ loạn thạch trận một cái lỗ hổng. Chờ ta trở lại, các ngươi đều phải chết. Chương 347 Hắc Yên Lan Nguồn Mê truyện audio com Thôn phải kiếm hồn võ hồn bí pháp, nhưng Lâm Bạch thân thể tại cuối cùng một khắc này, tiến vào loạn thạch trận bên trong. Trốn ở một khối bia đá phía sau, Lâm Bạch nhìn lấy bác đại gia tộc võ giả, đắc thắng trở lại thời điểm trên mặt kia nụ cười đắc ý, lửa giận trong lòng đều liền không đánh một chỗ tới, chờ ta trở về, các ngươi đều phải chết." Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, tàn bạo nói đến. Lúc này, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, vận chuyển đại ngũ hành quyết bắt đầu khép lại thương thế. "Ngươi võ hồn bí pháp rất thú vị." Lâm Bạch tiến vào loạn thạch trận bên trong, cái kia đại ma tự nhiên có thể nhận thấy được Lâm Bạch. Vì vậy, đại ma liền đối Lâm Bạch lại nói tiếp. Thật là Lâm Bạch không để ý đến đại ma, mà là khoanh chân ngồi xuống, mặc kệ không hỏi bắt đầu chữa thương đứng lên. Một ngày, hai ngày đi qua, thẳng đến ngày thứ ba, Lâm Bạch toàn thân thương thế mới chậm rãi khép lại, trên ngực vết thương cũng vậy. Lúc này, Lâm Bạch mới từ dưới đất đứng lên, ánh mắt thật sâu nhìn về phía loạn thạch trận chỗ sâu, một cái kia ăn thông dưới đất thế giới cửa động, giống như là ma vương miệng rộng đồng dạng âm u khủng bố. Hoàn hảo ba ngày nay cái kia đại ma không có đối với ta làm chuyện gì, bằng không lời nói, bằng vào ta thân thể bị trọng thương, liền sức phản kháng cũng không có. Lâm Bạch trong lòng lòng còn sợ hãi nói rằng, tiến vào loạn thạch trận, lâm bạch liền lập tức chữa thương sợ sẽ là cái kia đại ma vạn nhất đi ra mà lâm bạch lại là thân thể bị trọng thương chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình chết ở đại ma trong tay nhưng cũng may ba ngày nay bên trong đại ma vẫn luôn rất an phận cũng không có tới quấy rầy lâm bạch chữa thương hoàn tất lâm bạch khôi phục thất thất bát bát quay người lại lâm bạch liền hướng về loạn thạch trận biên giới thượng tẩu đi lâm bạch cũng không muốn ở chỗ này thêm một khắc cùng cái này một đầu tuyệt thế ma thần đời cùng một chỗ trừ phi ngươi là ghét bỏ mạng lớn cái này muốn đi sao đại ma hỏi không đi lẽ nào ngươi muốn lưu ta hạ xuống ăn khuya a à? lâm bạch đi tới loạn thạch trận biên giới bên trên nhất thời muốn thi triển võ hồn bí pháp đi ra sắp loạn thạch trận mở ra một cái lỗ hổng ngươi võ hồn bí pháp rất thú vị ta nhớ ngươi võ hồn cũng là rất thú vị a à? đại ma hiếu kỳ cười nói ha hả lâm bạch cười lạnh một tiếng võ hồn bí pháp thi triển ra lâm bạch liền muốn phá vỡ loạn thạch trận pháp trận cắt miệng rời đi nơi này cái này muốn đi sao ngươi hỏi qua ta đồng ý không? Lưu lại đi, ta đã cực kỳ lâu không có cùng người tốt dễ nói nói chuyện. Cái kia đại ma vừa cười vừa nói. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện, từ cái kia loạn chính giữa thạch trận chỗ trong động khẩu, nhô ra một trận kinh thiên động địa khói đen, rơi xuống đất lăn một vòng, hóa thành một đầu hắc yên lan. Hắc khí kia hóa thành yêu lan, hai mắt huyết hồng, nhìn chầm chầm Lâm Bạch nhe răng trận mắt. Hư đột nhiên, cái này hắc yên lan đi phía trước vọt mạnh mà ra, từ nơi cửa động kia, trong nháy mắt liền đến lâm bạch phía sau tốc độ này cực nhanh quả thực nhường lâm bạch tê cả da đầu cút lâm bạch lập tức buông tha tiếp tục thi triển võ hồn bí pháp mà là thanh ca kiếm lấy ra một kiếm phản chế đi lên kiếm khí trùng tiêu rơi xuống bắn trúng hắc yên lan trên người đem đánh bay ra ngoài lâm bạch dùng đầu ngón chân nghĩ cũng cần phải nghĩ đến cái này hắc yên lan chắc là vị kia đại ma tiểu một trong thủ đoạn ngươi muốn làm gì lâm bạch lạnh giọng hỏi ha hả ta cái gì cũng không muốn làm cái gì cũng làm không Ta chỉ là đã lâu không có ai chơi với ta, ngươi liền lưu lại chơi với ta chơi a. À? Còn có, ta đối võ hồn cảm thấy rất hứng thú, muốn nhìn ngươi một chút võ hồn. Có thể có phá vỡ loạn thạch trận pháp trận chi lực võ hồn bí pháp, ngươi võ hồn sợ rằng thấp nhất đều là thần cấp a. Nhưng ta nhìn ngươi một chút võ hồn a. À? Đại ma cười lạnh nói. Muốn nhìn ta võ hồn, nằm mơ. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng. Vậy ngươi liền theo ta tiểu sủng vật vui đùa một chút a. À? Đại ma đùa vừa cười vừa nói. Nhất thời, đại ma thanh âm vừa mới bị thua, bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài Hắc Yên Lang từ dưới đất bò dậy, hóa thành một cổ thủy mặt, tại loạn thạch trận bên trong cấp tốc truyền thụ. Rống một cổ hàng quan gào thét mà đến, cái kia Hắc Yên Lang mang theo cực kỳ nhanh chóng tốc độ, đi tới Lâm Bạch trước mặt, đỏ như máu đôi mắt chầm chầm đến Lâm Bạch linh hồn đều run rẩy. Kiếm ý, phiêu phong chấn hải. Lâm Bạch kiếm ý khuếch tán mà ra, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Mà lần này, Lâm Bạch lại thất thủ, bị cái kia Hắc Yên Lang né tránh, nói đúng ra, không phải lâm bạch thất thủ, mà là cái kia hắc yên lang tốc độ, lại thay đổi nhanh. Nhìn ngươi niên kỷ mới 17-18 tuổi dáng vẻ đi, không nghĩ tới cư nhiên liền tu luyện tới nhất giai hậu kỳ đỉnh phong kiếm ý, cũng coi là một cái kiếm đạo kỳ tài. Đại ma nhẹ giọng cười nói. Lâm bạch sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy không ngừng tại loạn trong thạch trận xuyên tới xuyên lui cái kia một cổ khói đen. Hô! Có là một trận cùng phong gào thét, cái kia một đoàn khói đen vọt tới lâm bạch trước mặt, rơi xuống đất lăn một vòng hóa thành một đầu yêu lang, hung ác tập sát mà đến. Lần này, ta xem ngươi làm sao né tránh. Lâm Bạch trong cơn giận dữ, tại kiếm ý tràn ngập bát phương nháy mắt, một cổ thần bí khó lường lực lượng từ trên trời giáng xuống. Thần thông. Trảm phong. Phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm một trong, thần thông trảm phong, hung ác chém vết mà ra. Một kiếm mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, lại nhanh như điện chớp bắn trúng hắc yên lang trên thân thể. Thình thịch. Lực lượng khổng lồ tựa như trọng sơn ngã xuống, trong chớp mắt liền đem trước mặt tập sát mà đến hắc yên lang chém giết thành một đoàn hắc vụ biến mất ở lâm bạch trước mặt ngươi cư nhiên có thể giết được hắc yên lang quả nhiên có chút ý tứ bất quá ngươi có thể giết được một đầu giết được mười đầu trăm con ngàn con sao đại ma mỉm cười lâm bạch nghe thấy câu nói này ánh mắt kinh ngạc từ xa nhìn lại từ cái kia loạn chính giữa thạch trận chỗ cái hang lớn màu đen phía dưới chạy như bay đi ra tất cả hắc yên lang rời trên mặt đất nhìn chằm chằm nhìn lấy lâm bạch chợt nhìn đầy đất tối thiểu vượt lên trước ngàn con. Lâm Bạch sắc mặt đều bạch. Rống. Một tiếng quát lớn truyền đến, mấy ngàn con hắc yên lang từ mặt đất bát phương gào thét mà đến. Lâm Bạch hoảng sợ ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, mình đã bị đoàn đoàn bao vây. Hơn nữa cái này hắc yên lang, tốc độ cực nhanh, Lâm Bạch có thể đánh nát một đầu, đã là may mắn, bây giờ hơn một ngàn đầu hắc yên lang gào thét mà đến, Lâm Bạch căn bản là không có cách trong nháy mắt ngăn lại. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút võ hồn. Đại ma nhẹ giọng nói. Lâm Bạch cắn thật chặt trên dưới răng, ánh mắt lộ ra một tia hung hãn, cầm chặt thanh ca kiếm. Tất nhiên không nguyện ý, nhưng ta liền để ngươi nhìn một cái phá thành mảnh nhỏ là cảm giác gì. Giết hắn. Đại Ma nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, nhất thời mấy ngàn con hắc yên lang chạy vội tập sát mà đến, tự như vạn kiếm quy tông, thẳng đến Lâm Bạch mà đến. Thình thịch. Để nhất đầu hắc yên lang bắn trúng Lâm Bạch, Lâm Bạch liền cảm giác được chính mình bên trái trên phần bụng truyền đến trận trận xé rách đau đớn. Một kích này, kém chút đem lâm bạch bên trái trên phần bụng một khối huyết nhục xé rách hạ xuống một đầu hắc yên lang lực lượng chính là lợi hại như vậy nếu như ngàn con hắc yên lang nhất tề rơi xuống lâm bạch có thể sẽ trong nháy mắt bị hắc yên lang xé rách thành mảnh vụn a đã ngươi muốn xem ta võ hồn vậy ta liền cho ngươi xem một chút thôn phải kiếm hồn lâm bạch nổi giận gầm lên một tiếng một đoàn hắc vụ từ lâm bạch trên đỉnh đầu mọc lên trong hắc vụ một cái tản ra chói mắt hắc quan lợi kiếm mang theo huy hoàng thiên uy đứng ở lâm bạch trên đỉnh đầu thôn phệ kiếm hồn vừa hiện, lập tức một cổ cùng bạo hấp lực truyền khắp toàn bộ loạn thạch trận bên trong. Mà cái này chút tập sát mà đến Hắc Yên Lan, lúc này toàn bộ bị thôn phệ kiếm hồn toàn bộ đánh nát, bị hút vào thôn phệ kiếm hồn bên trong, hóa thành tinh thuần linh khí, chảy ngược cho Lâm Bạch. Mấy ngàn con Hắc Yên Lan phá diệt, cho Lâm Bạch mang đến linh khí, trực tiếp đem Lâm Bạch từ thiên võ cảnh ngũ trọng, bước vào thiên võ cảnh lục trọng đại quan. Thiên võ cảnh lục trọng. Lâm Bạch có chút kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ, những thứ này hắc yên lang bên trong lại có nhiều như vậy linh khí. Ma đạo võ hồn. thôn phải kiếm hồn. Nguyên lai là người trong đồng đạo a. À. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, xem ra lão tử thoát khốn ngày đã đến. Ngươi, sẽ trở thành ta thân thể mới. Đại ma nhận ra lâm bạch ma đạo võ hồn, nhất thời điên cuồng cười ha hả. Chương 348 thôn phải ký ức, canh thứ năm. Nguồn Mê truyện audio.com Nghe thanh âm bên trong, cái kia đại ma thanh âm vô cùng kích động, đều có một tia điên cuồng. Bao nhiêu năm, bao nhiêu năm, rốt cuộc đợi được một cái không sai võ giả tiến đến. Hơn nữa còn là ma đạo võ hồn, trời cũng giúp ta. Tiểu huynh đệ, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ trở thành thân thể mới. Cái kia đại ma điên cuồng cười ha hả. Ngươi có ý gì? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Có ý gì? Ngươi chờ chút cũng biết. Đại ma âm lãnh cười một tiếng. Đột nhiên lúc này, toàn bộ loạn trong thạch trận truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiến nổ lớn âm. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, từ loạn chính giữa thạch trận chỗ, vậy ngay cả cùng dưới đất thế giới cửa động phía dưới, cùng cùng nước cùng cùng đi ra từng đợt vô cùng kinh khủng hắc vụ, tự như sóng biển đồng dạng mãnh liệt thường thiên. Hắc vụ mãnh liệt, phủ toàn bộ loạn thạch trận, tự như trong hắc vụ có một vị tuyệt thế ma thần đồng dạng. Lâm Bạch sắc mặt kinh hải, khống chế được thôn phệ kiếm hồn, chậm rãi lui về phía sau. Đừng hòng chạy, ngươi sẽ trở thành ta thân thể mới. Trong hắc vụ, truyền đến đại ma tiếng cười điên cuồng âm thanh âm này rất khó nghe tự như phía dưới cửu u ma thần đồng dạng đột nhiên hắc vụ bên trong quang mang lóe lên một con thật lớn hắc giáp tôm hùng xuất hiện cái này tôm hùng hai con thật lớn cái kiện tản ra khí tức kinh khủng một đôi đỏ như máu hai mắt mang theo vô biên kích động nhìn lấy lâm bạch hoa kháo thật lớn một con ốc mượn hồn lâm bạch kinh hô một tiếng xoát trở thành ta thân thể mới a à. cái này thật lớn tôm hùng nổi giận gầm lên một tiếng hắc vụ mãnh liệt đổi lấy lâm bạch đánh thẳng tới. Một trong một chớp mắt hắn bay vào lâm bạch trong cơ thể. Một con kia khổng lồ như vậy, tự như một đầu như núi cao cao thấp tôn hùng, cương nhiên dung nhập lâm bạch trong cơ thể. Mà lúc này đây, tại lâm bạch trên cổ xuất hiện một cái hát sắc tôn hùng hình xăm. Hô! Lâm bạch sắc mặt tái nhợt, cảm giác được trong cơ thể mình có một vật đang không ngừng bắt đầu khởi động. Ngươi cương nhiên tu luyện ra ba tòa linh tuyền, không tệ, không tệ, ta rất hài lòng. Từ lâm bạch trong cơ thể truyền đến đại ma thanh âm ngươi đối với ta làm cái gì lâm bạch kinh ngạc hỏi đại ma cười lạnh nói ta ma đạo võ hồn tên là ốc mượn hồn võ hồn loại này võ hồn chỉ có một cái năng lực cái kia chính là có thể làm cho ta thần hồn không ngừng đoạt xá võ giả thân thể không ngừng trọng sinh thân thể ngươi không sai hơn nữa còn có ma đạo võ hồn bên trong cường đại thôn phải kiếm hồn mang theo ta được đến thân thể ngươi sau đó lão tử không ngoại một năm là có thể đi ra cái này đồng nát trên thế giới trở lại ta thế giới đi khi đó đang cùng liên minh chính đạo nhất quyết thư hùng mã đức liên minh chính đạo chờ lão tử trở về diệt hết ngươi cửu tộc đại ma điên cùng hét lên nói rằng cái gì ngươi muốn chiếm thân xác ta lâm bạch vô cùng kinh hãi nói đến ha 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 ngươi thần hồn không muốn tại phản kháng chờ lấy bị ta ăn tươi a à? cái này đại ma nói đến đây câu thời điểm đột nhiên tại lâm bạch trong cơ thể truyền đến một cổ đau đớn không không phải trong cơ thể mà là linh hồn Lâm Bạch cảm giác được chính mình linh hồn hình như là đang bị vô số con kiến từng điểm từng điểm gặm ăn, loại kia cảm giác đau nhói, nhưng Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, mặt như gan heo đồng dạng xấu hổ. Chờ ta ăn tươi linh hồn ngươi, ta liền sẽ trở thành ngươi. Đại ma cười như điên nói. Lâm Bạch quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác linh hồn mình đã sắp bị ăn sạch đồng dạng. Thôn phải kiếm hồn. Lâm Bạch cắn răng, cố nén đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đứng ở Lâm Bạch đỉnh đầu thôn phải kiếm hồn khẽ động, từ Lâm Bạch trên đỉnh đầu bay vào trong cơ thể. Cho ta nuốt hắn. Lâm Bạch phẫn nộ vỗ đại địa, đóng giận nói liên tu. Nếu như mặc kệ cái này đại ma từng điểm từng điểm tầm ăn lên Lâm Bạch linh hồn, không ra một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Bạch liền sẽ bị đại ma tướng linh hồn thôn phệ. Mà cái thời gian đó, Lâm Bạch trong cơ thể không có linh hồn. Đại ma giờ khắc này ở dùng hắn võ hồn lực lượng, trong nháy mắt tiếp nhận Lâm Bạch thân thể, trở thành Lâm Bạch, đạt được Lâm Bạch võ hồn, ký ức cùng tất cả mọi thứ. Nuốt hắn thôn phệ kiếm hồn bay vào trong cơ thể, Lâm Bạch trong mắt phẫn nộ trống giận. Ung ung. Lâm Bạch trong cơ thể một mảnh rung động, một cổ khổng lồ hấp lực truyền ra, trực kích linh hồn mà đi. Đừng uổng phí sức lực, thôn phệ loại hình ma đạo võ hồn, ta cũng từng giết chết mấy cái, mà người mới thiên võ cảnh tu vi, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Đại ma lạnh giọng cười nói. Trảm. Lâm Bạch lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thôn phệ kiếm hồn thẳng đến linh hồn mà đi. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, Thông phải kiếm hồn không có gì không nuốt không có gì không trảm răng rắc một tiếng Thông phải kiếm hồn phía trên một cổ lực lượng khổng lồ phát tiết mà xuống một kiếm chém ở cái kia thật lớn tôm hùm trên đỉnh đầu răng rắc một tiếng lâm bạch đem cái này đầu tôm hùm cái đầu gọt bay nửa cái nuốt nhìn thấy cái kia nửa cái đầu gọt bay xuống lâm bạch lập tức vận chuyển thông phệ kiếm hồn đem cái này nửa cái đầu nuốt chửng lấy ngươi cương nhiên có thể chém ra ta võ hồn đại ma kinh hô lên ha hả ngươi không chết đối thôn phải kiếm hồn cùng ma đạo võ hồn rất hiểu sao lẽ nào ngươi không biết thôn phải kiếm hồn không có gì không nuốt không có gì không trảm sao đã ngươi muốn một chút ăn tươi ta linh hồn vậy ta liền một chút chém vỡ ngươi võ hồn xem ai nhanh tới a lâm bạch đóng giận liên tục thôn phải kiếm hồn tự như nổi điên đồng dạng loạn trảm mà xuống đem cái này chỉ thật lớn tôm hùng, kém chút sống sờ sờ cắt thành bảy tám khối võ hồn bí pháp sưu hồn lâm bạch lúc này thôi động thôn phải kiếm hồn thi triển võ hồn bí pháp. Một cổ hấp lực thu hút cái kia thật lớn tôm hùng bên trong. Ngươi tại đối ta làm cái gì? Đại ma kinh hô đến. Ngươi không phải muốn ăn xuống ta linh hồn sao? Vậy ta cũng nuốt trọn ngươi ký ức. Thông phải kiếm hồn, trực tiếp đem ký ức cho ta ăn. Sư hồn thi triển ra, vì này đại ma ký ức nhanh chóng tại lâm bạch trong đầu triển khai. Không. Đại ma kinh hô một tiếng, cảm giác được trong trí nhớ mình một thứ gì đó, đang nhanh chóng tiêu thất. Đại ma quên rất nhiều chuyện tháng ký ức bị lâm bạch thôn phải kiếm hồn cho nuốt hưu đại ma trong lòng cuồng nộ càng là có một tia sợ hãi cấp tốc ly khai lâm bạch trong cơ thể ly khai lâm bạch trong cơ thể lâm bạch lúc này mới cảm giác một tia ung dung trong cơ thể cái kia một cổ hung ác lực lượng biến mất không thấy gì nữa mà giờ khắc này lâm bạch quay đầu vừa nhìn loạn trong thạch trận cái kia một đầu hắc vụ che trời ốc mượn hồn đang dùng ngươi một đôi kinh sợ ánh mắt nhìn lấy lâm bạch ngươi đối với ta làm cái gì ốc mượn hồn ma đạo võ hồn bên trong truyền đến đại ma thanh âm hoảng sợ. Ha hả, nuốt ngươi một chút ký ức mà thôi. Lâm Bạch cười nhạt nói. Một chút ký ức. Ta có phân nửa ký ức, đều cho ngươi nuốt. Ta quên, ta ký ức bên trong mất đi cái gì? Ngươi từ ta ký ức bên trong thôn vệ cái gì? Đại ma phẫn nộ kêu. Lúc này đại ma nhớ lại, chính mình ký ức phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều nơi đều không có kết nối được, nói thí dụ như, hắn hiện tại ký ức tại chân võ cảnh nhất trọng, mà xuống một khắc ký ức cũng đã tại thần đang cảnh. Trong lúc đó những thứ này địa võ cảnh, thiên võ cảnh đoạn thời gian ký ức, toàn bộ đều tiêu thất. Ha ha, ngươi từ từ suy nghĩ đi, gặp lại. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi trừng liếc mắt đại ma, thôn vệ kiếm hồn mang theo lấy Lâm Bạch thân thể, vọt tới loạn thạch trận biên giới phía trên, một kiếm nổi giận chém mà xuống, chém ra một cái lỗ hổng, mang theo Lâm Bạch thân thể, trở lại mê thất chi hải. Làm Lâm Bạch ly khai nháy mắt, loạn thạch trận pháp trận lần nữa khép kín đứng lên. Không muốn đi, đem ký ức trả lại cho ta. Cái kia đại ma nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi, lập tức phi phát tới, nhưng hắn cuối cùng là hơi chậm một bước, Lâm Bạch sau khi rời đi, loạn thạch trận pháp trận đã một lần nữa khép lại. Mà đại ma thì là hung hăng đụng vào pháp trận phía trên, khó có thể phá vỡ pháp trận. Lâm Bạch tại pháp trận bên ngoài, cười nhạt nhìn con này hắc vụ che trời ốc mượn hồn, cười lạnh một tiếng, xoay người thẳng đến xa xa mà đi. Ngươi chờ. Ngươi chờ địa phương quỷ quái này trói không được ta bao lâu, chờ ta xuất thủ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, cầm về ta ký ức, mà thân ngươi thân sẽ trở thành ta một lần nữa chinh chiến thiên hạ lợi khí. À, ta ký ức, ngươi đến cùng dựa dẫm vào ta nuốt đi bao nhiêu cái ức? À à à, đại ma hỗn hển trống giận liên tục, hắn ký ức phá thành mảnh nhỏ, rất nhiều nơi đều không có kết nối được. Thế nhưng hắn lại không biết mình đến tột cùng mất đi trí nhớ gì, bởi vì cái kia đoạn ký ức là trống rỗng. Năm canh hoàn tất, cầu nguyệt phiếu nha đám tiểu đồng bạn, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Chương 349 Đại ma ký ức Nguồn Mê truyện audio.com Lâm Bạch chạy ra loạn thạch trận bên trong, mặc dù sau khi đi ra, Lâm Bạch cũng không có nghe thấy đại ma tê tâm liệt phế trống giận, nhưng hắn trong lòng chắc là có thể tưởng tượng được, cái này đại ma nhất định là khí hư. Rời đi trước mê thất chi hải, tìm một chỗ chữa thương A. Lâm Bạch dưới đáy biển cấp tốc đi lại. Mà khoảng cách bác đại gia tộc đi tới phong ấn chi địa đã qua ba ngày lâm bạch trên cơ bản có thể tin tưởng vững chắc đúng bác đại gia tộc đã ly khai mê thất chi hải cũng may lâm bạch trong tay cũng có trước hoa vạn thanh dành cho hải đồ có thể dễ dàng đi ra mê thất chi hải ly khai mê thất chi hải lâm bạch lộ ra mặt nước tốn hao nửa canh giờ tìm được một tòa không người hoang đảo ngồi trong rừng ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương đứng lên một ngày sau lâm bạch thương thế trên người khép lại như lúc ban đầu lúc này lâm bạch mới chậm chậm bắt đầu cắt tỉa trong đầu ký ức quá hung hiểm không nghĩ tới cái kia đại ma ma đạo võ hồn lại có như vậy lực lượng lâm bạch bây giờ nhớ tới cũng còn lòng còn sợ hãi chưa tỉnh hồn nếu như không phải cuối cùng một khắc này thôn phải kiếm hồn không lưu chỗ trống bộc phát ra lực lượng đến chỉ sợ ta linh hồn cũng đã bị đại ma ăn tươi mà hắn cũng đem đạt được ta ký ức cùng lực lượng còn có thân thể trở thành mới lâm bạch lâm bạch kiên kỵ nói đến bất quá thôn phải kiếm hồn thôn phải lớn bao nhiêu ma ký ức những ký ức này tựa hồ rất lợi hại tại cuối cùng không phải kiếm hồn cùng đại ma ma đạo võ hồn đối chọi thời điểm, thông phải kiếm hồn bày ra lực lượng cường đại, tính áp đảo chiến thắng đại ma ma đạo võ hồn. Cái này khiến Lâm Bạch đối thôn phải kiếm hồn lực lượng, lần nữa có một cái mới nhận thức. Lâm Bạch cảm thấy, mình là thôn phải kiếm hồn, coi như là tại cấp độ nghịch thiên ma đạo võ hồn bên trong, chắc cũng là thuộc về vô cùng lợi hại loại nào. Thôn phải kiếm hồn càng cường đại, Lâm Bạch liền càng cao hứng. Bởi vì võ hồn càng mạnh, vậy thì chứng minh võ giả cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Bạch tốn hao nửa ngày thời gian, lúc này mới đem Đại Ma ký ức tự như cắt tỉa một lần. Cái này Đại Ma ký ức, cư nhiên như thế đông đúc. Đây quả thực xem như là ta một trận tạo hóa a. À. Ta vô căn cứ nhiều hơn chút nhiều như vậy tri thức, cái này đúng là sau này ta hành tẩu thiên hạ vốn liếng. Lâm Bạch mừng như điên nói rằng. Đại Ma trong trí nhớ, Lâm Bạch biết được rất nhiều võ đạo giới bên trong che giấu, cùng với rất nhiều tri thức, cái này khiến Lâm Bạch lần nữa khai thác nhãn giới, mở mang tầm mắt. Nguyên bản Lâm Bạch xuất hiện ở thần võ quốc cái này vùng đất xa xôi, đối với võ đạo giới nhận thức cũng là rất ít. Thậm chí còn Lâm Bạch cũng không biết tại thần đang cảnh phía trên còn có cái gì tu vi cảnh giới. Cũng không biết rất nhiều linh đan, linh thảo, khoáng thạch. Thật là phần này thôn vệ đại ma ký ức, hoàn toàn bổ sung Lâm Bạch cái này điểm yếu. Đại ma trong trí nhớ, tối trọng yếu có ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là về hắn võ hồn giới thiệu. Đại ma võ hồn, là một loại tương tự với ốc mượn hồn võ hồn, loại này võ hồn có thể cho hắn không ngừng thôn phệ võ giả linh hồn, do đó sống nhờ tại võ giả trong thân thể, tiếp tục tu luyện. Mà một khi bộ thân thể này bị hư hao, hắn liền có thể chạy trốn, lần nữa bình thường thân thể mới. Thôn phệ võ giả linh hồn, thi triển ra hắn võ hồn lực lượng, có thể được cái này võ giả hoàng mỹ ký ức. Đã từng vị này đại ma chiếm giữ một cái đế quốc hoàng đế thân thể, còn tại đế quốc này bên trong làm mấy năm hoàng đế, cũng không có bất kỳ người nào phát giác ra được thật là về sau, bởi vì vị này đại ma hoang dâm vô độ, bên trong đế quốc chư hầu vương tạo phản, hắn liền ngay tại chỗ trảm thủ, thế là hắn mới một lần nữa tìm kiếm thân thể mới. Lâm Bạch nhìn xong loại này ma đạo võ hồn, trong lòng cảm giác được một tia kiên kỵ. Không ngừng đoạt xá, không ngừng trọng sinh, lấy đủ loại thân phận xuất hiện ở võ đạo giới bên trong, hôm nay hắn là chính đạo thủ lĩnh, mà ngày mai có thể hắn liền trở thành ma đạo đế vương. Trong nháy mắt sở hữu quyền lợi, tôn nghiêm, địa vị, mỹ nhân trong nháy mắt có thể cho hắn sở hữu thiên hạ tất cả t lâm bạch huyết sâu một hơi nếu như không phải ta có thôn phải kiếm hồn mang theo tại cuối cùng một khắc này cùng đại ma lấy mệnh tương bác có thể hiện tại ta linh hồn đã bị hắn nuốt trọn mà hắn cũng đem tiếp thu ta thân thể trở thành mới lâm bạch trở lại võ đạo giới bên trong loại này ma đạo võ hồn quá quỷ dị nếu như muốn giết hắn lời nói nhất định muốn đem võ hồn một chỗ chém chết bằng không lời nói nhường hắn chạy đi vậy cũng không biết hắn hội đoạt xá nhiều thân thể đi tới bên cạnh ngươi Lâm Bạch ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Nếu như không thể giết vị này đại ma, nhưng đại ma võ hồn chạy đi, đoạt xá bên cạnh ngươi bản thân, một mực đi theo bên cạnh ngươi, chờ đợi ngươi bản thân bị trọng thương một khắc này, cho ngươi một kích trí mạng. Đây quả thực là đáng sợ, đơn giản là khủng bố. Bởi vì sợ rằng chờ ngươi chết một khắc này, ngươi sẽ không biết, bên cạnh ngươi người, đã không muốn ngươi năm xưa bản thân. Bây giờ ta đã trêu chọc tới cái này đại ma, thôn vệ hắn phân nửa ký ức, hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Lâm Bạch trong lòng có một tia lo lắng bất quá xem cái kia phong ấn coi như hoàn chỉnh hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thoát khốn chỉ cần cho ta thời gian chờ ta trưởng thành đến một cái có thể chống lại hắn cảnh giới đến lúc đó hắn tới tìm ta ta là có thể dùng thôn phệ kiếm hồn trực tiếp đưa hắn cho gì lâm bạch thật sâu nói rằng đại ma trong trí nhớ cái thứ hai nhất bộ phận trọng yếu luyện đan bộ phận này ký ức nhường lâm bạch biết được vì này đại ma đã từng là một vị cường đại luyện đan sư hơn nữa còn là thuộc về luyện đan tông sư cấp bậc phần này trong trí nhớ không chỉ có nhường lâm bạch đạt được vị này đại ma sở hữu luyện đang kinh nghiệm còn nhường lâm bạch biết được không ít linh hoa linh thảo phần này ký ức là đại ma một thân đang đạo ký ức đang dược vẫn luôn là lâm bạch tha thiết ước mơ muốn học tập đồ vật bởi vì nếu như lâm bạch muốn ở võ đạo đi xa hơn lời nói vậy thì không thể rời bỏ đang dược phụ trợ từ lâm bạch bái nhập linh kiếm tông tới nay đã nghỉ học tập luyện đan thật là linh kiếm tông bên trong đại đa số đều là luyện kiếm cũng không am hiểu luyện đan mà tông môn bên trong luyện đan sư cũng đều là 10 phần đê cấp căn bản giáo không lâm bạch cái gì. Nguyên bản lâm bạch là dự định đi thần tích lĩnh, đang học luyện đan. Thật là bây giờ đột nhiên đạt được đại ma đan đạo ký ức, nhưng lâm bạch lập tức sở hữu luyện đan tông sư ký ức, cái này khiến lâm bạch mừng rỡ, hận không thể hiện tại liền tìm một chỗ, mở lò luyện chế một lò đang dược đi ra. Đại ma đan đạo ký ức, hầu như ở tạm ta thôn phệ trong trí nhớ 2 phần 3, trong trí nhớ bao hàm vũ nội, hải nạp bách xuyên, đủ loại đan phương, đủ loại linh dược đều có liên quan đến, mấu chốt nhất là còn có rất nhiều phương diện luyện đan tâm đắc cùng kinh nghiệm. Ta bây giờ được phần này ký ức, cũng có thể trực tiếp mở lò luyện đan. Lâm Bạch Hân thích nói đến. Đại ma bộ phận thứ ba ký ức, chỉ có một phần rất nhỏ. Phần này trong trí nhớ, hình như là một loại nào đó pháp quyết tu luyện chi thuật. Làm Lâm Bạch nghiêm túc cắt tỉa bộ phận này ký ức thời điểm biết được đây là một bộ công pháp. Tên là Đạo Tâm Chủng Ma Chương 350 Đạo Tâm Chủng Ma Nguồn mê truyện audio com đạo tâm chủng ma lâm bạch lẩm bẩm bộ này pháp quyết tên trong đôi mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng mê mang nghiêm túc tiếp tục cởi xuống đi ta thiên làm lâm bạch đem đạo tâm chủng ma bộ này pháp quyết giải hoàn tất sau đó nhất thời sợ đến hai mắt kinh hãi bộ công pháp này cư nhiên có thể tăng cường võ giả gấp ba sức chiến đấu lâm bạch kinh hô nói rằng lâm bạch bình phục một chút tâm tình trong miệng thấp giọng nói rằng Tu luyện bộ công pháp này sẽ ở mắt phải bên trong xuất hiện một viên đỏ như máu mầm móng, tên là ma chủng. Làm ma chủng nở hoa, võ giả liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu, xưng là nhập ma cảnh giới. Tiến vào nhập ma cảnh giới về sau, võ giả sức chiến đấu đem trực tiếp bạo tăng gấp 3. Lâm Bạch Kinh hô đến. Nói cách khác, nếu như ta tu luyện đạo tâm chủng ma, bộ công pháp này lời nói, nếu như nói ta tại thiên võ cảnh nhất trọng là có thể chém giết thiên võ cảnh tam trọng võ giả, làm ma chủng nở hoa, ta nhập ma về sau, sức chiến đấu lực gấp 3, khi đó ta thì có năng lực tại thiên võ cảnh nhất trọng, trực tiếp chém giết thiên võ cảnh cửu trọng. T. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch không trải qua hít sâu một hơi. Thiên võ cảnh nhất trọng chém giết thiên võ cảnh cửu trọng, đây là cỡ nào nghịch thiên mới có thể làm được sự tình A, à, đạo tâm chủng ma, ma chủng nở hoa, gấp 3 chiến lực, ngạo thị thiên hạ. Lâm Bạch tâm thần không ngừng trung chuyển, trái tim đều băng băng, nhảy loạn đứng lên. Bộ công pháp này quá cường đại. Hầu như có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Ta thực lực bây giờ nguyên bản là cường đại, nếu như lại tu luyện đạo tâm chủng ma, chỉ chờ nhập ma một khắc này, ta sức chiến đấu đem ngạo thị đồng cảnh giới bên trong bất luận kẻ nào. Lâm Bạch kinh hô nói liên tu. Thật là, như vậy công pháp nghịch thiên cũng có chỗ thiếu hụt. Lâm Bạch trong lòng nhiệt tình lập tức bị đập chết, bởi vì Lâm Bạch nhìn thấy bộ công pháp này hai cái khuyết điểm. Cái thứ nhất khuyết điểm, tu luyện đạo tâm chủng ma, võ giả không thể chủ động khống chế ma chủng nở hoa. Võ giả không cách nào khống chế ma chủng nở hoa, nói cách khác chỉ có thể một mực tu luyện mà ma chủng có thể hay không nở hoa cái kia còn nói không chính xác lâm bạch sắc mặt có chút khó coi nói rằng nếu như võ giả không cách nào khống chế ma chủng nở hoa lời nói vậy tu luyện cũng vô ích a à. nói thí dụ như một cái võ giả từ sinh ra mà bắt đầu tu luyện đạo tâm chủng ma thật là thẳng đến hắn chết đi hoặc là bị cường địch giết chết thời điểm cái này ma chủng cũng không có nở hoa đây chẳng phải là nói một chút tác dụng cũng không có không cách nào khống chế ma chủng nở hoa cái này thật không tốt Đệ nhị khuyết điểm, nhập ma sau võ giả, đem thích giết chóc thành tính, lạnh lùng, tâm như thiết thạch, coi thường tất cả. Cái này cái thứ hai khuyết điểm còn tốt, ta là một cái năng lực tự kiềm chế rất cường nhân, coi như ta nhập ma, coi như ta thích giết chóc thành tính, nhưng ta giết cũng đều là người đáng chết, tuyệt đối sẽ không làm sát kẻ vô tội. Lâm Bạch nhìn thấy khuyết điểm này, cái này tự như đối hắn không có ảnh hưởng. Nếu như là hắn phổ thông võ giả, năng lực tự kiềm chế không mạnh, dễ dàng bị giết chóc khống chế lời nói, cái kia nhập ma sau đó khả năng liền trực tiếp đại khai sát giới. Có thể Lâm Bạch khác biệt, Lâm Bạch cảm giác mình là một cái năng lực tự kiềm chế rất cường nhân, hẳn là sẽ không làm sát kẻ vô tội. Cái thứ hai khuyết điểm đến thì không cần tại đi để ý, hiện tại chủ yếu là người thứ nhất khuyết điểm, cái này ma chủng không thể tự kiềm chế khống chế hắn nở hoa, cái này có điểm khó giải. Nếu như có thể khống chế hắn nở hoa lời nói, nhưng ta trong nháy mắt sở hữu gấp ba ở trên sức chiến đấu, vậy ta đem tại đồng cảnh giới bên trong trực tiếp vô địch. Lâm Bạch cau mày nói rằng, thôi đi, không đi nghỉ. Vẫn là có thể trước tu luyện một phen, trước đem ma chủng ngưng tụ ra để ở nơi đó, vạn nhất có một ngày ta đối mặt sinh tử đại kiếp thời điểm, ma chủng đột nhiên nở hoa, vậy ta khả năng là có thể dựa vào ma hoa mang đến cấp 3 chiến lực, lực uổng sống to. Cái này, đạo tâm chủng ma, nhưng khi thành một cái con bài chưa lật tới dùng A. Chỉ là lá bài tẩy này, không về tự ta khống chế, cái này có điểm quá bất đắc dĩ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không cách nào khống chế ma chủng nở hoa, cái này khiến Lâm Bạch có điểm không chịu nhận bất quá dường như cũng không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể chờ lấy ma chủng chính mình nở hoa. Lâm Bạch ngưng khí định thần, trong cơ thể pháp quyết dâng lên, bắt đầu yên lặng tu luyện lên đạo tâm chủng ma. nửa ngày sau đó, Lâm Bạch đột nhiên từ trên hoang đảo dương đôi mắt, mà giờ khắc này Lâm Bạch dương đôi mắt thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại Lâm Bạch mắt phải bên trong, có một cái hạt gạo kích cỡ tương đương hồng sắc quan điểm, hơi hơi lóng lánh quang mang. đây chính là ma chủng, ma chủng cô động mà ra, kế tiếp sự tình chính là chờ mê mùi loại nở hoa. Lâm Bạch sau một hồi, lại đem hai mắt nhắm lại. Nhắm lại về sau, lần nữa mở ra, Lâm Bạch mắt phải bên trong ma chủng, cũng đã bị ẩn nút, đôi mắt khôi phục như lúc ban đầu, tất cả như thường. Từ dưới đất đứng lên, Lâm Bạch mở rộng một chút quyền cước, cảm thụ được trong cơ thể dồi dào lực lượng, nhàn nhạt nói đến. Trước đó thông vệ cái kia đại ma hắc yên lang, nhưng ta tu vi cảnh giới đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng. Bây giờ bằng vào ta thiên võ cảnh lục trọng tu vi, đối mặt thiên võ cảnh cửu trọng chắc là không sợ bác đại gia tộc nợ máu trả bằng máu thời điểm đến lâm bạch nghĩ đến đây trong con ngươi hiện lên một tia đỏ tươi huyết quang vẻ mặt màu sắc trang nhã đi ra hoang đảo mà đi đi tới bãi cát một bên một đống hai màu tím đen cánh xuất hiện ở lâm bạch phía sau mang theo lâm bạch thân thể bay vút bầu trời thẳng đến xa xa mà đi độc lông tiền bối hướng thiên huyết kiếm khách các ngươi tại trên hoàng tuyền lộ chớ đi quá nhanh ta lập tức sẽ đưa bác đại gia tộc võ giả hạ xuống cùng các ngươi Lâm Bạch bay ở trong tầng mây, lạnh giọng nói rằng. Bác đại gia tộc, ta tới. Hưu Lâm Bạch tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bay vút qua trong tầng mây, liền xuất hiện ở ngoài ngàn mét, bình tĩnh trên mặt biển. Một chiếc thuyền chỉ vững vàng chạy mà đến. Phu quân, ngươi xem nơi đó có một người đứng ở trên mặt nước, chắc là hắn đội thuyền chịu đến yêu thú công kích đắm chìm, chúng ta mau cứu hắn, có được hay không? Thuyền này trên đầu, một nam một nữ rút vào với nhau, nam tuấn nữ đẹp, trên mặt đều là mang theo nhật nhạt mỉm cười. Nguyễn Nhi, ngươi dụng tâm cái này tốt, cũng được, tất nhiên chúng ta gặp phải, vậy dĩ nhiên không thể không cứu. Nam tử này cưng chiều liếc mắt nhìn cô gái trong ngực, cười nhạt nói. Đem thuyền ngang nhiên xông qua. Nam tử hạ lệnh. Khổng lồ đội thuyền chậm rãi tới gần một cái kia đứng trên mặt biển Nam tử. Vị huynh đệ kia, tại hạ là vô phong đảo đảo chủ phong hoa, vị này là thê tử của ta Mộc quyển. Xin hỏi huynh đệ có thể hay không là gặp phải phiền phức, như có nhu cầu, tại hạ có thể xuất thủ tương trợ. Phong Hoa cười nhạt một tiếng hỏi. Lâm Bạch chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cười nói. Như vậy lời nói, vậy thì đa tạ lão ca. Thật không dám giấu giếm, ta cưỡi đội thuyền ở trên biển gặp phải yêu thú, đã đắm chìm, hiện tại ta chính hết đường xoay sở đây. Nếu như lão ca có thể giúp ta một thanh, vậy thì thật là quá tốt. Thiếu niên này, chính là Lâm Bạch. Ly khai hoang đảo sau Lâm Bạch, toàn lực chạy như bay thật lâu, thẳng đến trong cơ thể chân khí trong đan điền đều tiêu hao phân nữa. Lúc này, Lâm Bạch mới dừng lại, rơi trên mặt biển, nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục chân khí đúng lúc gặp lúc này không nghĩ tới vô phong đảo đội thuyền nguyện ý dẫn hắn đoạn đường lâm bạch thực sự là cao hứng không gì sánh được lão ca các ngươi là muốn đi nơi nào a à? lâm bạch hiếu kỳ hỏi phong hoa khẽ cười nói chúng ta muốn đi thiên đảo chi thành tham gia bát đại gia tộc cử hành tiệc ăn mừng ngươi có thể tiện đường cái gì tiệc ăn mừng lâm bạch hiếu kỳ hỏi huynh đệ lẽ nào ngươi không biết sao bác đại gia tộc hợp lực vì Đông Hải bình định một trận hạo kiếp, ngăn cản đại ma xuất thế, bây giờ bác đại gia tộc liên hợp cùng một chỗ, tại thiên đảo chi thành thường tổ chức tiệc ăn mừng, mời toàn bộ Đông Hải võ giả, bất luận tu vi, bất luận thế lực, bất luận sinh ra, đều có thể đi tham gia tiệc ăn mừng. Vừa may lúc đó bác đại gia tộc muốn phong ấn đại ma thời điểm, ta vô phong đảo cũng ra một ngàn vạn linh thạch, mà bây giờ đại ma đã phong ấn, ta tự nhiên muốn đi chúc mừng. Phong hoa cười nhạt nói. Ha ha. Nghe thấy bác đại gia tộc còn muốn mở tiệc ăn mừng, Lâm Bạch trong lòng chính là cười lạnh một tiếng. Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên ba người dáng dấp xuất hiện ở Lâm Bạch trong đầu. Báo thù. Báo thù. Lâm Bạch siết quả đấm, trên mặt hiện ra một tia lệ khí. Chúng ta đi Thiên đảo chi thành, huynh đệ, chúng ta thật là tiện đường, nếu như là lời nói, chúng ta có thể mang ngươi đoạn đường. Phong Hoa khẽ cười nói. Vừa lúc ta cũng muốn đi tham gia cái này tiệc ăn mừng. Lâm Bạch ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Chỉ là hiện tại Lâm Bạch trên mặt nụ cười hoàn toàn không có. Chương 351 Phong hoa cùng một quyển Nguồn Mê truyện audio com Leo lên vô phong đảo đội thuyền, trên mặt biển đi chừng một ngày, cũng nhanh tiếp cận thiên đảo chi thành. Phong hoa mang theo vợ hắn một quyển, ngồi ở trong khoang thuyền, mở tiệc chiêu đãi lâm bạch. Phong hoa cười nói Huynh đệ, ngươi từ đâu tới đây a? À? Lâm Bạch lắc đầu nói đến. Ta từ thần võ quốc đến, đến hải ngoại đến rèn luyện. Phong Hoa kinh ngạc nói nguyên lai ngươi là thần võ quốc tới a à, khó trách ta nhìn ngươi trong cơ thể lực lượng như vậy hùng hậu thần võ quốc đi ra cao thủ quả nhiên không tầm thường một quyển cũng cười nói sắp tới các ngươi thần võ quốc xuất hiện một cao thủ gọi lâm bạch ngươi biết không một quyển vẻ mặt kinh hỷ lại sùng bái nhìn lấy lâm bạch nói rằng lâm bạch rất nhỏ gật đầu nghe nói qua một chút hắn là linh kiếm tông đệ tử một quyển kích động nói đến nào chỉ là đệ tử đơn giản như vậy lâm bạch hắn là thần võ quốc linh kiếm tông ngoại môn người thứ nhất địa võ cảnh đệ tử bên trong người thứ nhất hôm nay là nội môn đệ tử tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ trở thành hạch tâm võ giả hơn nữa hắn vẫn thần võ quốc cuối năm vĩ tế bên trên triều dương cung bên trong người thứ nhất lực áp tướng môn thiên tài quyết chiến tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử bây giờ kinh người thiên kiêu thật là khiến người ta hướng tới a à? lâm bạch sững sờ nhìn lấy một quyển phong hoa cười khổ nói huynh đệ không nên hiểu lầm ta cái này thê tử cả đời liền sùng bái nhất cường giả trước đó là sùng bái đoạn thương hải mà lâm bạch sau khi xuất hiện nàng lại sùng bái Lâm Bạch. Một quyển nói rằng, đó là đương nhiên, giống như Lâm Bạch loại kia anh hùng, tuổi còn trẻ mới mười mấy tuổi niên kỷ, thì có thành tựu kinh người như thế, sau này quả thực tiền đồ vô lượng a. Nếu như có thể gả một cái dạng này phu quân, ta nhất định phải cho hắn sinh một đống bảo bảo, phốc suy. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, mới vừa quát đến trong miệng rượu, bị sặc ra tới. Trên mặt hơi lộ ra lúng túng. Lâm Bạch nghiêm túc vừa nhìn một quyển, cô gái này 27-28 niên kỷ, trên người không có thiếu nữ ngây ngô, ngược lại là nhiều hơn một cổ thiếu phụ nhu tình, vạn bàn nhu tình, coi như là một vị hiếm có mỹ nhân. Phong hoa mặt đều đen, nhìn lấy Lâm Bạch cười khổ nói. Huynh đệ, không cần để ý tới nàng, nàng chính là cái này dáng vẻ, ưa thích sùng bái cường giả, chờ sau này ngày đó xuất hiện ở hiện một cường giả danh chấn triều dương cung thời điểm, ta phỏng chừng nàng cũng sẽ cải biến sùng bái người. Một quyển bầu không khí nói rằng. Ai nói, đời ta liền sùng bái Lâm Bạch, không có khả năng còn có người khác nếu như ta có thể gặp hắn một lần liền tốt dù là xa xa liếc mắt nhìn cũng tốt một quyển nhẹ nhàng nói rằng trong mắt mang theo kỳ vọng lâm bạch nói rằng lâm bạch không phải tới hải ngoại sao hắn hiện tại chắc là theo bác đại gia tộc võ giả đi phong ấn chi địa tất nhiên bác đại gia tộc tổ chức tiệc ăn mừng cái kia hẳn là sẽ có lâm bạch một quyển vui vẻ nói đúng vậy a à, đúng vậy a à. cho nên chúng ta mới như thế ngựa không dừng vó muốn đi thiên đảo chi thành nha nhìn một chút vị này danh chấn thần võ quốc thiếu niên thiên tài Phong Hoa nhìn lấy một quyển vẽ mặt hoa si dạng tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng một quyển gió êm dịu vòng sáng đơn giản đang nói chuyện phím, Lâm Bạch biết rõ một tin tức. Xem ra bác đại gia tộc còn không có tuyên bố độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên cùng ta tin tức người chết a. À. Là dự định tại tiệc ăn mừng bên trên tại tuyên bố sao? Ha ha. Lâm Bạch trong lòng cười lạnh một tiếng. Ung ung giữa lúc lúc này, vô phong đảo đội thuyền đột nhiên truyền đến nổ vang, lập tức lay động. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Mộc Quyển lập tức lo âu hỏi. Phong Hoa nói rằng, ta cũng không biết, ta ra, ngươi bồi vị tiểu huynh đệ này uống chút rượu. Nói xong, Phong Hoa liền đi ra buồn nhỏ trên tàu đi. Chúng ta cũng a. À. Lâm Bạch cười nhạt nói. Được. Mộc Quyển cũng thủy chung không yên lòng tới. Lâm Bạch cùng Mộc Quyển cùng đi ra khỏi buồn nhỏ trên tàu đi. Đi tới cái cặp bản bên trên, lúc này mới phát hiện, cái cặp bản bên trên đã kín người hết chỗ. Lâm Bạch đứng ở đoàn người mặt sau cùng, ánh mắt vượt qua trước mặt tầng tầng đoàn người, nhìn thấy tại vô phong đảo trước thuyền, có cái này một bài thật lớn đội thuyền va chạm mà đến. Ở nơi này khổng lồ đội thuyền bên trên, có đạo này cùng sa cờ xí. Cùng sa môn. Lâm Bạch nhìn lấy chiếc thuyền này, lúc này nhận ra đây cũng là cùng sa môn đội thuyền. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Một quyển vượt qua tầng tầng đoàn người, đi tới phong hoa bên người. Phong hoa nói. Ngươi làm sao đi ra, mau vào đi. Một quyển ủy khuất nói. Ta lo lắng ngươi nha. Ai nha? Phong Hoa tức giận liếc mắt nhìn Mộc Quyển. Lúc này, Phong Hoa ôm quyền đối lấy đi trước cùng sa môn đội thuyền bên trên hô. Các vị thật là cùng sa môn huynh đệ. Theo gió vòng sáng vừa hô, cái này cùng sa môn đội thuyền phía trên, đi tới một người đầu trọc võ giả, đứng ở đầu thuyền phía trên, cúi đầu nhìn lấy vô phong đảo đội thuyền. Sa thông thiên. Lâm Bạch nhìn thấy tên đầu trọc này nam tử, nhất thời nhận ra người này, trong con người sát ý lóe lên. Sa thông thiên cười lạnh nói. Không sai, chính là cuồng sa môn, ngươi là người phương nào? Phong Hoa nhất thời cười nói. Tại hạ vô phong đảo đảo chủ, lần này là đi trước thiên đảo Chi Thành, chúc mừng bác đại gia tộc Bình Định Đông Hải hạo kiếp, tất nhiên các hạ là cuồng sa môn người, vậy cũng hay không dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta ly khai. Dù sao, các ngươi đều là trên biển anh hùng A. À? Phong Hoa cười nhạt nói. Bình Định Đông Hải hạo kiếp, phong ấn đại ma, đây quả thực là để cho người ta nhịn không được muốn kinh hô công tích A. À? Nói bác đại gia tộc là trên biển anh hùng, cái kia không có chút nào quá đáng. Sa thông thiên cười như điên, quá khứ người khác nhìn thấy cùng sa môn đội thuyền, đều là nhiều đều tránh không kịp, mà cái này vài ngày, sa thông thiên thật là chịu đến toàn bộ đông hải thượng võ giả tôn sùng, mỗi một con thuyền chỉ từ cùng sa môn bên cạnh đi mà quá hạn sau khi, đều sẽ dừng lại hành lễ. Cái này khiến sa thông thiên trong lòng cái kia một cổ hư vinh cảm giác đạt được thỏa mãn. Ha ha ha, nguyên lai like các ngươi cũng biết chuyện này, thật cái này cũng không có gì, bác đại gia tộc coi như trên biển tối cường tu luyện thế lực. Lý nên vì Đông Hải bài ưu giải nạn, giúp đỡ Đông Hải. Đây đều là chúng ta phải làm, tại sao cảm tạ nói đến? Sa Thông Thiên đắc ý cười nói. Đột nhiên, Sa Thông Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phong hoa bên người Mộc Uyển. Mộc Uyển da trắng mỹ mạo, một thân thành thuộc thiếu phụ khí tức, nhưng Sa Thông Thiên xem sau đó, huyết mạch phúng trương, hai mắt đều nhanh bay đến Mộc Uyển trên người. Phong hoa cười nói. Lý nên cảm tạ, dù sao nếu như không phải là các ngươi ra tay toàn lực lợi nói, sợ rằng bây giờ Đông Hải đều là một mảnh sinh linh đồ tháng ha ha đã ngươi không muốn lời cảm tạ vậy ta có một cái nho nhỏ yêu cầu ngươi có thể đáp ứng không sa thông thiên đắc ý cười mời nói nếu là ta vô phong đảo có thể làm được sự tình tuyệt không chối từ phong hoa lúc này nói rằng sa thông thiên tà mị cười một tiếng nhìn về phía một quyển nói rằng đây là ngươi thê tử phong hoa cười nói chính là tiền nội sa thông thiên tà tà cười nói ta xem thê tử ngươi như hoa như ngọc đẹp như thiên tiên, sao không nếu như để cho nàng tới cùng sa môn trên thuyền, bồi chúng ta những thứ này anh hùng hảo hảo uống một bầu rượu, bồi lão tử một đêm, cũng không uổng lão tử liều mạng đi phong ấn đại ma, cứu tính mạng các ngươi a. A, à, à một quyển nghe thấy yêu cầu này, sợ đến trốn ở phong hoa phía sau. Mà phong hoa cũng là bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói. Các hạ là đang nói đùa a. À? Chương 352 Một kiếm hoành tảo thiên quân Nguồn Mê truyện audio.com một quyển trốn ở phong hoa phía sau sợ đến lạnh run vẻ mặt tái nhật mà phong hoa đây là bộ mặt tức giận nói đến các hạ là đang nói đùa à? a sa thông thiên cười như điên cùng sa môn võ giả xưa nay không nói giận. làm sao vừa rồi ngươi không phải phải cảm tạ chúng ta sao hiện tại nhường lão tử vui đùa một chút vợ của ngươi đều không thể a à? lão tử thật là liều mạng đi phong ấn đại ma cứu tính mạng các ngươi một chút như vậy nho nhỏ yêu cầu các ngươi đều không thể thỏa mãn ta sao Sa Thông Thiên đắc ý cười nói. Phong Hoa lạnh giọng nói rằng: Các hạ cử động lần này thật sự là quá ép buộc, các ngươi là cứu Đông Hải không giả, ta thành tâm cảm tạ. Có thể ngươi lại nói như thế, thực sự nhường tại hạ có chút tức giận. Mau mau tránh ra, để cho chúng ta đi qua. Phong Hoa lạnh giọng nói rằng: Hừ hừ, rơi vào cuồng sa môn trong tay, ngươi còn muốn đi? Sa Thông Thiên cười lạnh một tiếng. Đột nhiên từ cuồng sa môn trên thuyền nhảy xuống, như sét đánh một chưởng bắn trúng Phong Hoa trên ngực. Phốc suy lực lượng khổng lồ thế đại lực trầm một chưởng liền đem phong hoa đánh cho miệng nông tiên huyết tại chỗ bay ngang đi ra ngoài trùng điệp đụng vào thân thuyền bên trên phu quân một quyển lo lắng hô một tiếng sa thông thiên tà mị cười một tiếng trực tiếp ôm một quyển vòng eo kháng ở đầu vai bên trên liền phi thân rơi vào cùng sa môn đội thuyền bên trên tiểu mỹ nhân đi theo ta đi tối nay lão tử nhất định khiến ngươi sản đến thét chói tai ha 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 sa thông thiên đắc ý cười như điên buông buông một quyển tu vi quá yếu, căn bản là không có cách tránh thoát xa thông thiên bàn tay. Nguyễn Nhi Phong hoa khí hai mắt phun lửa, vội vàng xông lên, muốn đem một quyển cướp về. Sa thông thiên thấy một lần, lạnh giọng nói rằng Không biết sống chết, dám đến khiêu chiến cùng sa môn, vậy liền để các ngươi nếm thử vị đắng. Ngươi đến, đem trên chiếc thuyền này tất cả mọi người, nam toàn bộ giết, nữ toàn bộ đoạt trở về, chơi chán đang bán được thiên đảo chi thành kỹ nữ qua đi. Đúng, thuyền trưởng. Ha ha, còn có mỹ nhân sao? ta tới. Z a. À. Cùng sa môn môn đồ, từ trên thuyền lớn nhảy xuống, tự như như hạt mưa nhảy vào vô phong đảo trên thương thuyền. Cùng sa môn tới. Làm sao bây giờ? Chúng ta xong đời, xong đời. Lần này chết chắc. Đảo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vô phong đảo đội thuyền trên có hơn 100 vị võ giả, đều là lúc này nhất tề nhìn lấy phong hoa dò hỏi. Phong hoa tuyệt vọng nhìn lấy một màn này, quả đấm nắm được khanh khách trung động, phẫn nộ được nổi gân xanh, gắt gao siết quả đấm, giận dữ hét. Đây chính là trên biển anh hùng đến làm việc sao? Ngươi cùng sa môn, đến bị ngủ lôi oanh. Trên biển, không cần các ngươi loại này anh hùng. Phong hoa giận dữ hét. Lúc này, Lâm Bạch đứng ở đoàn người mặt sau cùng, nhìn thấy hơn 100 cái cùng sa môn võ giả nhảy xuống, phải sát nhập vô phong đảo đội thuyền phía trên. Lâm Bạch vẽ mặt phẫn nộ, phía sau hai màu tím đen cánh nổi lên, nhanh chóng như xét đồng dạng trùng thượng vân tiêu mà đi thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm bùng lên mà ra. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, tự như lưu tinh hỏa vũ đồng dạng rơi trên không trung, từ từng cái vỏ giả trên cổ họng chợt lóe lên. Nhất thời, tiên huyết văng khắp nơi, từ trên bầu trời phun vải ra. Từ cuồng sa môn trên thuyền nhảy lên một cái, phải rơi vào vô phong đảo trên thuyền sở hữu cuồng sa môn môn đồ, lúc này toàn bộ biến thành thi thể, từng cái tái nhập trong nước biển. Vô phong đảo võ giả đều ngốc. Nhìn thấy một màn này, nguyên lai chính là hoàn cảnh xấu bọn hắn, đều chuẩn bị liều mạng, thật là lúc này, dường như hoàn toàn không cần bọn hắn xuất thủ đồng dạng. Một kiếm chém giết hơn 100 vị võ giả. Ngay cả phong hoa đều kinh ngạc đến ngay người. Lớn mật, dám vết cuồng sa môn môn đồ, người chán sống. Lão tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Mã Đức, nói nhảm gì đó, xông lên, đem cái này tiểu tử loạn đao chém chết. Từng cái tại cuồng sa môn đội thuyền thượng võ giả, nhào nhào gạo lớn đứng lên. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sát ý lạnh như băng bao phủ mà ra. Kiếm ý, khuếch tán mà ra, đem toàn bộ cuồng sa môn đội thuyền bao phủ ở bên trong. Lúc này, Lâm Bạch phát hiện, chiếc này cuồng sa môn trên thuyền lớn, có được tiếp cận một ngàn người võ giả, tu vi đại đa số đều là địa võ cảnh cảnh giới, chỉ có ít có mấy người, là thiên võ cảnh cảnh giới. Nợ máu trả bằng máu thời điểm đến. Lâm Bạch nhảy vào cuồng sa môn trong thuyền lớn. Phong lôi thần dược biến thành hai màu tím đen cánh, mang theo Lâm Bạch hóa thành một đạo thiểm điện, trong đám người không ngừng gào thét mà qua. Mỗi một lần Lâm Bạch bay vút qua một cái võ giả bên người thời điểm, kiếm quan đều là lập loại dựng lên. Thế là, cái này võ giả liền ngã trong vũng máu, không có chút sinh cơ. Phong Hoa đứng ở vô phong đảo đội thuyền bên trên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chính mình trước mặt chiếc thuyền lớn này bên trên, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo thiểm điện, không ngừng từ trong đám người lưu chuyển mà đi, đều nhìn không thấy lâm bạch bóng người. A a a a từng tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Từng cái võ giả bị kiếm quang mở ngực bể bụng, từng cái võ giả bị kiếm quang chém vỡ yết hầu. Kêu thảm thiết truyền đến, tiên huyết văng khắp nơi rất ngắn chốc lát thời điểm, toàn bộ cùng sa môn đội thuyền bên trên, liền treo đầy thi thể, tiên huyết đem chiếc thuyền lớn này nhuộm thành hồng sắc. Cái bộ dáng này, giống như là một chiếc từ đất ngục trở về thuyền một dạng. Buông, buông. Sa thông thiên khiên một quyển hướng buồn nhỏ trên tàu đi ở giữa đi, lúc này hắn hoàn toàn là tinh trùng lên ốc, còn không biết cuồng sa môn trên thuyền sở hữu võ giả, lúc này đang bị lâm bạch tàn sát. Giải dụ cái gì, đợi lát nữa lấy hết quần áo ngươi, ngươi có thể chậm rãi dãy dù. Ngươi dãy dù được càng kịch liệt, lão tử liền càng hưng phấn, ha ha ha. Sa thông thiên đắc ý liên tục cười nói. Phu quân, cứu ta. Một quyển Mỹ lệ trên gò má, giữ lại khuất nhục nước mắt. Lâm Bạch, cứu ta. Lúc này, một quyển nghĩ đến hắn sùng bái Lâm Bạch, một cái kia tại triệu dương cung bên trong lực áp quần hùng thiếu niên thiên tài, một cái kia danh chấn thần võ quốc tuyệt thế kiếm tu. Hư vào thời khắc này, một đạo kiếm khí phá không đánh tới, trực kích sa thông thiên sau lưng đeo tên vương bác đảng kia dám đối lão tử xuất thủ không biết lão tử là thuyền trưởng sao sa thông thiên ném một quyển nhanh chóng một thân một quyền oanh kích mà đi chiến đao xuất thủ nộ hải đao trảm thi triển mà ra ai sa thông thiên một đao chém nát kiếm khí sau đó lạnh giọng nhìn chằm chằm đi trước hỏi lúc này bên trong khoang thuyền u tỉnh trong thông đạo một cái thiếu niên áo trắng tay cầm lợi kiếm chậm rãi đi xuống đã lâu không gặp sa thông thiên lâm bạch đi tới sa thông thiên trước mặt ngoài trăm thước mặt không chút thay đổi, vô biên lạnh lùng, hai mắt sát ý trùng tiêu, lạnh lùng nói rằng. Sa thông thiên vẻ mặt lửa giận, mà khi hắn nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt đột biến. Lâm, Lâm, Lâm Bạch, ngươi không phải chết ở phong ấn chi địa sao? Điều đó không có khả năng, là chúng ta liên thủ đưa ngươi oanh sát, hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng hợp lực một kích, ngươi làm sao có thể sống sót? Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói. Không nghĩ tới đi, ta từ đất ngục trở về. Sa Thông Thiên ánh mắt kinh hãi đúng, hắn nhìn thấy Lâm Bạch, nhìn thấy một cái đã từng bị bọn hắn liên thủ đánh chết võ giả, mà bây giờ hắn lại lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Chẳng lẽ là quỷ sao? Chợt lúc này, Sa Thông Thiên tàn bạo nói đến. Hư, giả thần giả quỷ, coi như ngươi thực sự là từ đất ngục bò ra ngoài ác quỷ, lão tử hôm nay cũng phải tại giết ngươi một lần. Xem đau. Nói xong, Sa Thông Thiên cầm đau nộ xông lại. Chương 353 Nợ máu trả bằng máu, canh thứ năm. Nguồn mê truyện audio com coi như ngươi là quỷ ta cũng có thể tại giết ngươi một lần sa thông thiên nổi giận gầm lên một tiếng cầm đau nộ xông lên trước nộ hải đau trảm xé rách thiên địa rơi xuống nguyên bản sa thông thiên chính là thiên võ cảnh thất trọng cao thủ tu viên nguyên bản là thập phần cường đại mà hợp với một bộ này đao pháp mặc dù không thể để cho hắn vượt cấp giết người thế nhưng tại đồng cảnh giới bên trong cũng coi là vô địch Húng hồ sa thông thiên lúc này cũng nhìn ra lâm bạch tu vi bất quá là thiên võ cảnh lục trọng mà thôi một Đao cũng đủ để đánh chết Lâm Bạch. Sa Thông Thiên, nợ máu trả bằng máu thời điểm đến, không chỉ là ngươi muốn chết, ngươi cùng Sa Môn, bác đại gia tộc, cũng phải cho các ngươi hành động trả xuất huyết đại giới. Lâm Bạch dơ cao kiếm, tức giận nói rằng. Ha ha, tiểu đồ vật, lão tử hiện tại liền giết ngươi, nhìn ngươi như thế nào nói nhảm. Sa Thông Thiên khóe mắt hung ác, một đau nổi giận chém mà xuống. Hiện tại ngươi, ta giết ngươi cũng không cần xuất kiếm. Lâm Bạch thân hình khẽ động, biển giống như u linh tự Sa Thông Thiên trước mặt tiêu thất vậy đi sa thông thiên sững sờ trong lòng sợ hãi nói rằng lẽ nào hắn thực sự là từ đất ngục trở về ác quỷ Phốc suy giữa lúc sa thông thiên kinh hãi thời điểm đột nhiên lâm bạch bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn thanh ca kiếm một kiếm đem sa thông thiên phần bụng đang điền xuyên qua a à. sa thông thiên kêu thảm một tiếng bị lâm bạch một cước đạp bay đi ra ngoài ngươi 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 hủy đang điền ta sa thông thiên trống giận nói liên tu ngươi có ý kiến gì không có ý kiến có thể nói thế nhưng ta sẽ không nghe. Lâm Bạch cười lạnh nói. Sa Thông Thiên khóe mắt nói rằng. Lâm Bạch, ngươi chờ, ngươi chờ, đại ca của ta Sa Lãng sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ đem ngươi ngủ mã phân thay, thiên đao vạn quả. Thật sao? Vậy ta sẽ chờ lấy. Lâm Bạch một bước tiến lên, thanh ca kiếm nổi giận chém mà xuống, đem Sa Thông Thiên đầu lâu gọt bay ra ngoài. Nhìn lấy Sa Thông Thiên thi thể, Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Lúc này mới một cá nhân, khó tiêu mối hận trong lòng của ta một phần vạn bác đại gia tộc, tiệc ăn mừng sẽ trở thành các ngươi mai cốt chi địa. Lâm Bạch lạnh giọng nói đến. Một quyển bị sa thông thiên ném xuống đất, lúc này sợ đến tự như một con thụ tinh tiểu bạch thỏ, núp ở góc nhà, nàng mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch đem sa thông thiên đánh bại, lại nhìn lấy Lâm Bạch một kiếm đem sa thông thiên cho giết. Ngươi chính là Lâm Bạch. Một quyển si ngốc nhìn lấy Lâm Bạch. Nàng cả đời đều tôn sùng cường giả, trước đây Lâm Bạch tại thần võ quốc dương danh thời điểm, nàng liền muốn đi thần võ quốc nhìn một chút thiếu niên này thiên tài là hình dáng gì. Thật là Đông Hải đi thần võ quốc quá xa, phong hoa không yên lòng, nhờ vậy mới không có đi. Nhưng cái này vẫn không có bỏ đi một quyển đối Lâm Bạch sùng bái, hắn tin tưởng vững chắc thiếu niên này, lại có nghịch thiên chi lực. Lâm Bạch nhàn nhạt đi tới, đem một quyển kéo lên, hỏi. Ngươi hoàn hảo sao? Một quyển bối rối gật đầu, vẻ mặt yên hồng, lại nhớ lại lên trước đó tại trong tiệc rượu, hắn đã từng ngay trước Lâm Bạch mặt nói, cấp cho Lâm Bạch Sinh một đống bảo bảo. Nhớ tới lời này, một quyển xấu hổ không chịu nổi, hận không thể đào cái lỗ chui vào. Quyển Nhi, Quyển Nhi. Giữa lúc lúc này, Phong Hoa đi tới cùng sa môn trên thuyền lớn. Tại trong khoang thuyền tìm được một quyển cùng Lâm Bạch. Quyển Nhi, ngươi không sao chứ, hù chết ta. Phong Hoa đã chạy tới, ông Mộc quyển, lo lắng nói rằng. Phu quân, ta không sao. Tựa ở Phong Hoa trong lòng, một quyển gấp bội cảm thấy an tâm. Phong Hoa lúc này, ông quyền đối Lâm Bạch nói rằng huynh đệ ta không biết nên dùng thế nào cảm tạ lời nói mà nói ta hiện tại tâm tình thiên ngôn vạn ngữ khó nói ra trong lòng ta cảm kích một câu nói sau này nếu là có cần dùng tới ta vô phong đảo địa phương muôn lần chết không từ lâm bạch lắc đầu nói đến không sao cả đều là chuyện nhỏ phong hoa huynh không cần để ở trong lòng chỉ là ra cái này việc chuyện phỏng chừng phong hoa huynh cũng không có tâm tình gì muốn đi thiên đảo chi thành chúc mừng a à. phong hoa tức giận nói rằng ta hiện tại còn đi chúc mừng ta đi chúc mừng đám người kia cặn bã sớm một chút đầu thai sao? Không đi, lập tức trở về địa điểm xuất phát hội vô phong đảo, tại cũng không ra. Lâm Bạch cười nói. Cái kia đã như vậy, chúng ta ở nơi này phân ly đi, ta muốn đi thiên đảo chi thành. Cáo từ. Lâm Bạch cười nhạt nói. Nhìn thấy Lâm Bạch muốn đi, phong hoa vội vàng hỏi. Huynh đệ, ta còn không biết mét tôn tính đại danh đây. Lâm Bạch mỉm cười, đầu cũng không quay lại nói đến. Phong hoa huynh, không cần để ý, ta bất quá là một cái vô danh tiểu bối, hảo hảo bảo hộ thê tử ngươi, tại đây trong loạn thế có thể như vậy tâm địa thiện lương nữ tử, đã là không nhiều. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão, một đời bình an. Lâm Bạch khi đang nói chuyện, liền đi ra thuyền lớn đi. Đi tới cái cặp bản bên trên, phong lôi thần dực cúng một cái, mang theo Lâm Bạch thân thể bay vút thượng thiên. Nơi đây khoảng cách thiên đảo Chi Thành đã không xa, Lâm Bạch hoàn toàn có thể bay đi qua. Trước khi đi, Lâm Bạch đem xa thông thiên đầu lâu cũng cho mang đi đây là lâm bạch đưa cho bác đại gia tộc phần thứ nhất hậu lễ này này huynh đệ phong hoa rất muốn biết lâm bạch tên liền sốt ruột hỏi phu quân không muốn đang kêu hắn chính là lâm bạch một quyển vội vàng lôi kéo phong hoa nói rằng phong hoa nghe nói về sau sững sờ nhìn lấy một quyển hỏi ngươi nói cái gì hắn là lâm bạch chính là cái nào thần võ quốc thiếu niên thiên tài Từng một quyển nhìn lấy lâm bạch bóng lưng khẽ gật đầu khóe miệng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Phong Hoa cũng là liên tiếp siêng ngốc. Không chỉ là một quyển sùng bái lâm bạch, ngay cả Phong Hoa trong nội tâm cũng có một tia kính nể, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, có thể tại thần võ quốc xông ra lớn như vậy trò, trở thành lực áp thần võ quốc thiên tài kiệt xuất thiếu niên thiên tài, gọi là một vị cường giả. Phong Hoa đắng chắc hỏi. Nguyễn Nhi, ngươi nằm mộng cũng muốn gặp Lâm Bạch, hiện tại nhìn thấy, nhưng có để ngươi thất vọng. Một quyển ngọt ngào cười nói. Không có, nếu hắn thiên tài là trọng trong loài người, như vậy hắn chính là thần trong loài người, hắn là Uyển Nhi cả đời sùng bái võ giả, sẽ không ở thay đổi. Nếu là ta còn không có gã cho phu quân, ta hẳn là sẽ đuổi theo theo hắn cước bộ. Mộc Uyển nhìn lấy phong hoa nói rằng, đi thôi, phu quân, chúng ta hồi vô phong đảo đi, cũng không tiếp tục đi ra, đừng tới cuốn vào những thứ này trên biển phong ba. Uyển Nhi hiện tại đã nghĩ cùng phu quân, hảo hảo cùng quãng đời còn lại. Mộc Uyển ông thật chặt phong hoa nói rằng, tốt, đi, chúng ta về nhà a. À phong hoa mang theo một quyển trở lại vô phong đảo trên thuyền đảo chủ chúng ta bây giờ hay là đi thiên đảo chi thành sao vô phong đảo đội thuyền thượng võ giả hỏi không đi chúng ta về nhà phong hoa lắc đầu nói đến đảo chủ vừa mới đó võ giả là ai hắn thế mà lại bay có một số võ giả nhìn thấy lâm bạch từ cùng sa môn trên thuyền bay đi đều là vẻ mặt hoảng sợ phong hoa đôi mắt thâm trầm nói rằng hắn hắn hiện tại vẫn là một cái vô danh tiểu bối thế nhưng có ở đây không lâu tương lai, hắn đem danh chấn thiên hạ. Vô phong đảo trở về địa điểm xuất phát, ở cách thiên đảo Chi Thành còn có một thiên lộ lộ trình địa phương, trở về địa điểm xuất phát hồi vô phong đảo. Đêm khuya thời gian, Sa Thông Thiên khống chế chiếc này cùng Sa Môn đội thuyền, bị hắn cùng Sa Môn võ giả tìm được, kéo trở lại Thiên Đảo Chi Thành bên trên thuộc về cùng Sa Môn tạm thời bến cảng bên trong. Sa Lãng Long hành hổ bộ đi tới, lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì, còn muốn ta tự mình tới một chuyến?" khi tìm được sa thông thiên đội thuyền về sau, liền có võ giả đi mời sa lãng mà đến. Lúc này một cái võ giả nơm nớp lo sợ nói rằng. Môn chủ, người bên trên cũng biết. Võ giả này bị dọa đến toàn thân run, sắc mặt trắng bệch. Cũng không phải bị sa lãng hù dọa, mà là bị chiếc thuyền này hù dọa. Bởi vì sa thông thiên chiếc thuyền này hiện tại quá kinh khủng. Hừ, thần thần quái quái. Sa lãng lạnh trên một tiếng, đi xuống cảng miệng, tại trong màn đêm, hắn nhìn thấy dựng sát ở cảng trong miệng cái kia một chiếc thật lớn đội thuyền bay vút mà đi. Khi hắn bay vút đến phân nửa thời điểm, hai mắt đột nhiên hoảng sợ, dưới chân không vững, kém chút rơi vào trong nước. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại trên chiếc thuyền này, rậm rạp treo đầy thi thể, tiên huyết chiếu vào thân thuyền bên trên, đem toàn bộ thân thuyền đều nhuộm thành hồng sắc, cực kỳ kinh khủng. Sa lãng hai mắt co rụt lại, rơi vào cái cặp bản bên trên, nhìn thấy từng cái cuồng sa môn võ giả, lung tung té trên mặt đất. Hắn có thể xác định, nơi đây phát sinh một trường giết chóc. Không sai. Là tàn sát những võ giả này đều là tại lực lượng tuyệt đối nghiện ép xuống, liền sức đánh trả cũng không có bị tàn sát. Sa lãng vẻ mặt lạnh lùng, đi vào trong khoang thuyền, tìm được sa thông thiên thi thể. Sa lãng cúi đầu nhìn lại, tại sa thông thiên thi thể phía trên, trên ngực sử dụng kiếm vết khắc xuống bốn chữ. Nợ máu trả bằng máu. Chương 354 Thiên đảo Chi Thành Nguồn Mê truyện audio com Thiên đảo Chi Thành Lúc đêm khuya, sa lãng vẻ mặt ngưng trọng trở về. Hoa Thanh Hải cùng hắn bác đại gia tộc thủ lĩnh đều rối rít đi tới. Hoa Thanh Hải hỏi. Sa lãng, ta nghe qua các ngươi cùng sa môn gặp gỡ chút phiền toái. Sa lãng cười lạnh nói. Các vị tin tức đều nghe linh thông a, à, ta cùng sa môn mới vừa xảy ra sự cố, toàn bộ các ngươi đều biết. Long môn thủ lĩnh lạnh lùng nói. Thôi đi, thiên đảo chi thành như thế trắm lớn một chút địa phương, có một cọng lông thổi lên chúng ta đều biết, huống hồ vẫn là một chiếc vận đầy thi thể cùng sa môn đội thuyền tiến vào cảng miệng chuyện lớn như vậy, chúng ta có thể không biết sao. Sa lãng lạnh trên một tiếng, không nói gì, một bộ đằng đằng sát khí dáng dấp, hiển nhiên tâm tình cực kém. Tại trong vòng một tháng, con trai mình, chính mình thân đệ đệ, trước sau bị người cho giết, đổi lại là ai, sợ rằng tâm tình đều hảo bất khởi lai a. À. Hoa Thanh Hải hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, sa lãng? Sa lãng không nói gì, lắc đầu, đối phía sau vẫy tay. Cùng sa môn môn đồ mang một cụ trên quan tài đến, thả ở trước mặt mọi người các ngươi muốn biết lời nói, tự xem à. a. Sa lãng nói rằng, hoa thanh hải tiến lên mở ra quan tài, bên trong có một cổ thi thể không đầu, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều đối sa thông thiên vô cùng quen thuộc, coi như không có đầu lâu, bọn hắn cũng có thể nhận ra đây là sa thông thiên. Riêng là nhìn thấy sa thông thiên trên ngực sử dụng kiếm khắc ra cái kia bốn chữ lớn, nợ máu trả bằng máu. Thấy hoa thanh hải cùng hắn bác đại gia tộc cao thủ, từng cái kinh hồn tán đảm. Hiển nhiên, giết sa thông thiên người là cố ý muốn để bác đại gia tộc nhìn thấy bốn chữ này hoa thanh hải hai mắt chút ngưng lạnh giọng nói rằng đây là vết kiếm hơn nữa còn là một vị kiếm thuật cực cao cao thủ lưu lại phóng nhãn tại toàn bộ đông hải bên trên có thể có loại kiếm pháp này nhân vật không ra năm cái hơn nữa đều tại đào hoa đảo sa lãng cười lạnh một tiếng nói đến xem ra ngươi là không đánh đã khai cùng ta suy đoán một dạng có thể có lợi hại như vậy kiếm pháp võ giả tất nhiên là đào hoa đảo kiếm tu cái này đông hải bên trên người nào không biết đào hoa đảo là đông hải thượng đẳng một kiếm tu chi địa hoa thanh hải lạnh lùng nói Sa lãng, ngươi bớt ở chỗ này nói như thế nói tới, ta tất nhiên nói cho ngươi có thể có như thế kiếm pháp người, không ra năm cái, đều tại đào hoa đảo, thế nhưng không chỉ là đào hoa đảo võ giả có loại kiếm pháp này. Húng hồ, Đông Hải bên trên cũng không chỉ trên đảo đào hoa có kiếm tu, hắn kiếm tu, cũng đều là tồn tại. Nói thí dụ như, huyết kiếm khách. Nói thí dụ như, đến từ thần võ quốc Lâm Bạch. Hai người bọn họ đều là có thể khắc xuống như vậy lợi hại vết kiếm người. Hoa Thanh Hải từ tốn nói, huyết kiếm khách cùng lâm bạch đều đã chết ở mê thất chi hải lẽ nào bọn hắn còn có thể mượn xác hoang hôn sa lãng không hiểu hỏi hoa thanh hải nói rằng lâm bạch là chết không sai thế nhưng huyết kiếm khách ta không có nhìn thấy hắn chết không chết cho nên không dám khẳng định khâu gia gia chủ lúc này nhảy ra nói rằng làm sao ngươi hoa gia là hoài nghi ta khâu gia cái kia huyết kiếm khách là ta cùng thương lãng môn cao thủ một chỗ vây giết cái kia còn có thể có giả hoa thanh hải hít sâu một hơi nói rằng vậy thì kỳ quái, trừ những người này ở ngoài, Đông Hải bên trên còn có lợi hại như vậy kiếm tu sao? Sa lãng tàn bạo nhìn lấy Hoa Thanh Hải. Hoa Thanh Hải nói rằng, Sa lãng ngươi không cần nhìn ta như vậy, nếu như ta muốn giết Sa Thông Thiên, ngươi căn bản tìm không được hắn thi thể. Ta càng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, còn khắc xuống chữ gì tới nhục nhã ngươi. Sa lãng lạnh lùng nói, nếu như chờ ta điều tra ra là ngươi đào hoa đảo dở trò quỷ, cẩn thận ta không khách khí. Hoa Thanh Hải nói rằng, chúng ta bây giờ không phải đấu tranh nội bộ thời điểm, ngày mai chính là tiệc ăn mừng, đúng là chúng ta thu hoạch toàn bộ Đông Hải võ giả tín ngưỡng thời điểm. Chư vị, ngày mai sau đó, chúng ta đúng là Đông Hải bên trên anh hùng, đến lúc đó các vị thế lực, tài phú, địa vị đều là nước cao thuyền trưởng. Chúng ta sẽ trở thành Đông Hải bên trên mới thần. Hoa Thanh Hải nói rằng, Sa lãng cùng hắn bác đại gia tộc thủ lĩnh cũng đều biết, ngày mai là một bước cuối cùng, sẽ bả mê thất chi hải phong ấn đại ma tin tức hoàn toàn báo cho biết toàn bộ Đông Hải. Đây cũng tính là cho Đông Hải võ giả một cái công đạo. Dù sao trước đây vì góp đủ 56 tỷ linh thạch, bác đại gia tộc thật là hướng toàn bộ Đông Hải xin giúp đỡ. Lúc này đem đại ma phong ấn, cho Đông Hải võ giả một cái công đạo, nói cho bọn hắn biết linh thạch hoa đến đến vườn hoa phương đi. Mà trên thực tế, quyên tiền có được có hơn 10 triệu linh thạch, Hoa Trấn Hải Ngọc phù dùng đi 56 tỷ linh thạch, còn có 44 tỷ linh thạch bị bác đại gia tộc giấu đi, chuẩn bị tiệc ăn mừng sau chia đều. Vậy thì chờ ngày mai sau đó, chúng ta tại đến tính sổ sách a sa lãng tàn bạo trừng liếc mắt hoa thanh hải trong lòng hắn hầu như đã liệu định đây là đào hoa đảo người khô bởi vì tại đông hải bên trên bây giờ trừ đào hoa đảo kiếm tu bên ngoài không có người khác có thể có mạnh mẽ như vậy thủ đoạn hoa thanh hải bất đắc dĩ lắc đầu thầm mắng một tiếng mãn phu lúc đêm khuya lâm bạch nhìn lấy cùng sa môn đội thuyền tiến vào cảng miệng về sau khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng xoay người hướng đi thiên đảo chi thành bên trong đi lâm bạch đã biết được ngày mai chính là tiệc ăn mừng cho nên lâm bạch tiến vào vào thành vừa vặn Lâm Bạch đi trước một chuyến tàn bảo lâu, vốn là muốn đi tìm Tô Tiên Mị, lại thật không ngờ, Tô Tiên Mị đã ly khai thiên đảo Chi Thành, bây giờ vẫn chưa về. Mất hứng mà về. Lâm Bạch đi ở thiên đảo Chi Thành trên đường phố Phùng Hoa. Bất tri bất giác đi tới một mảnh xa hoa trụy lạc, hàng đêm sen ca địa phương. Ngẩng đầu nhìn lên, cái này một con phố khác đều tràn đầy mùi phấn son, từng ngọn lầu các treo đầy hồng điều hòa lục cái, thân mang bại lộ các cô gái, đứng ở lầu các vung lên động trong tay khăn tay. Nơi này là thiên đảo chi thành nổi danh kỹ nữ hoa. Hướng thiên, ngươi không phải nói muốn dẫn ta tới cái này vui đùa một chút sao? Ta tới, ngươi đi cái kia. Lâm Bạch hai mắt lộ ra một tia bi thương. Mặc dù Lâm Bạch cùng hướng thiên quen biết không lâu, nhưng là đối lấy nghĩa bạc vân thiên hán tử vô cùng ưa thích. Báo thù. Báo thù. Nhớ tới hướng thiên, Lâm Bạch trong đầu liền hiện ra tại mê thất chi hải, hướng thiên mang theo chết lúc, cái kia một đôi mang theo phẫn nộ sát ý ánh mắt, nhìn lấy Lâm Bạch, không ngừng cho Lâm Bạch nói, báo thù cho hắn, cho độc long đảo chủ báo thù, bị huyết kiếm khách báo thù ta biết ngày mai tiệc ăn mừng chính là bác đại gia tộc hủy diệt lúc lâm bạch xoay người ly khai con đường này đi đến sẽ phải chuẩn bị tiệc ăn mừng địa phương ở chỗ này đứng hồi lâu lâm bạch thật lâu khó có thể bình định lửa giận trong lòng thực sự là cao hứng a bác đại gia tộc thật đúng là trên biển anh hùng a cương nhiên phong ấn đại ma đúng vậy sa thông thiên hoa vạn thanh long phi hải khâu bưu tôn gia thành mỗi cái đều là tốt lắm không sai chúng ta anh hùng ngày mai bọn hắn liền sẽ đứng ở nơi này tiệc ăn mừng trong đại hội tiếp thu toàn bộ Đông Hải cúng bái. Một số võ giả, từ Lâm Bạch bên người đi qua lúc, trong miệng đều là nói kích động lòng người lời nói. Không có gì anh hùng. Đều là một trận âm mưu. Lâm Bạch hai mắt lộ ra hung ác, xoay người tiêu thất trong bóng đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, đếm không hết võ giả muốn lấy tiệc ăn mừng trong đại hội đi tới, trên mặt mỗi người đều mang sáng lạng không gì sánh được nụ cười. Nhưng liền chỉ có một người, một thiếu niên đi trong đám người, mặt không chút thay đổi, hai mắt trầm thấp. Tại đây trong tay thiếu niên, mang theo một cái hình chữ nhật ám hồng sắc đầu gỗ cái rương, cũng không biết bên trong là cái gì. Chương 355 Tiệc ăn mừng Nguồn Mê truyện audio com Lâm Bạch Tùy Tùng võ giả cùng đi vào cái này tiệc ăn mừng tổ chức quảng trường khổng lồ bên trong. Sau khi tiến vào, Lâm Bạch yên lặng đem phía sau mũ mang lên, phủ chính mình khuôn mặt. Đi vào quảng trường, Lâm Bạch yên lặng đứng ở trong đám người, không nói được một lời. Nhìn lấy quảng trường này bên trong, bị bác đại gia tộc võ giả trang phục như là lễ mừng năm mới một dạng dày đặc, một mảnh sắc mặt vui mừng, trái phải hai bên liền còn có nhạc sĩ thổi người tuyệt vời âm phù. Nhìn quanh bác phương, nơi đây trong quảng trường, hầu như đến đêm gần hơn 50 vạn võ giả. Hầu như toàn bộ Đông Hải bên trên cỡ lớn thế lực, thế lực nhỏ, có uy tín danh dự nhân vật toàn bộ đều đến đông đủ. Tới rồi. Chúng ta những anh hùng tới. Trên biển khơi anh hùng. Lúc này, trong đám người ầm ầm nổ tung. Toàn thành hô to. Anh hùng. Anh hùng. Anh hùng. Anh hùng. Tại lật tung trời cao tiếng hô to bên trong, hơn 50 võ giả, nhất tề đi vào trong hội trường. Lâm Bạch nghiêng mắt nhìn đi, cái này hơn 50 võ giả bên trong, có Hoa Thanh Hải, Sa Lãng, Long Phi Hải, Hoa Vạn Thanh, Tôn Gia Thành, khâu bưu các loại bác đại gia tộc nhân vật lãnh tụ. Mà còn có bác đại gia tộc bên trong sở hữu thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, lúc này hầu như toàn bộ đến đông đủ. Tốt, tất cả đều tới. Lâm Bạch nhìn thấy đám người kia, khẽ miệng cười lạnh một tiếng. Mỗi một người bọn hắn mặt đều in dấu thật sâu khắc ở lâm bạch trong đầu, một cái đều không có quên. Bởi vì bọn họ đã từng đứng ở lâm bạch trước mặt, liên thủ thi triển ra một chiêu có thể oanh sát thần đang cảnh lực lượng, muốn lâm bạch đánh chết. Bọn hắn những người này, trên mặt mỗi cái đều là mặt mũi hồng hào, một bộ tinh thần tỏa sáng dáng dấp, giống như là hôm nay muốn kết hôn lão bà một dạng cao hứng. Bác đại gia tộc võ giả đi tới giữa sân. Hoa Thanh Hải tiến lên một bước, đi ra bác đại gia tộc hàng ngũ giơ tay lên hơi hơi đè một cái, ý bảo toàn trường an tĩnh lại. Hoa Thanh Hải vừa ra tay, toàn trường lập tức yên lặng lại. Hoa Thanh Hải vô cùng cao hứng cười nói: tại Hạ Đào Hoa đảo Hoa gia gia chủ, Hoa Thanh Hải, cảm tạ các vị từ Đông Hải bên trên các nơi chạy tới tham gia lần này tiệc ăn mừng đại hội. Lão phu thay mặt bác đại gia tộc cảm tạ chư vị xuất lực. Hoa Thanh Hải mang theo bác đại gia tộc võ giả nhất tề thi lễ. Lần này, nhường Đông Hải các võ giả đối bác đại gia hảo cảm tăng gấp bội hoa gia chủ khách khí đại ma xuất thế chúng ta lý nên có tiền bỏ tiền mạnh mẽ xuất lực đúng đấy thủ ta đông hải cố hương bất diệt là chúng ta đông hải võ giả lợi ích chung a à, hoa gia chủ không cần như vậy nhìn thấy bác đại gia tộc thi lễ rất nhiều võ giả đều cảm giác không chịu nổi nói liên tu hoa thanh hải cười nói tin tưởng các vị cũng biết sự tình chân tướng đi tại trước đây không lâu bác đại gia tộc võ giả kiểm tra đến đông hải bên trên đại ma tồn tại đồng thời chứng thực cái này đại ma truyền thuyết mà theo lấy Bác đại gia tộc hợp lực thăm dò, phát hiện cái này đại ma phong ấn nới lỏng. Một khi đại ma xuất thế, nhất định là thiên hạ đại loạn, mà ta Đông Hải cũng sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Mà ta Bác đại gia tộc, thân là Đông Hải bên trên tối cường thế lực, thân là Đông Hải bên trên võ đạo đỉnh phong chỗ, có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ bảo hộ chúng ta Đông Hải. Bảo hộ quê hương chúng ta, bảo hộ sinh chúng ta nuôi chúng ta địa phương. Đông Hải chi địa, quyết không dễ dàng tha thứ hắn xâm phạm, cho dù là thần, cũng không có thể. Hoa Thanh Hải thanh âm càng phát ra dũng cảm đứng lên, nói toàn trường võ giả, mỗi cái huyết mạch phúng trương. Tuyệt không cho phép nhẫn. Tuyệt không cho phép nhẫn. Tuyệt không cho phép nhẫn. Toàn trường võ giả theo Hoa Thanh Hải hô to lên, trong lúc nhất thời, một người hô, vạn người đều là hô. Tiếng gầm ngập trời, quyển thiên dựng lên, sông lên lên chín tầng mây, tự như có thể dọa được thiên ngoại chư thần đều lạnh rung đồng dạng. Hoa Thanh Hải tiếp tục nói. Nhưng làm sao, ta bác đại gia tộc mặc dù cao thủ như mây, mang linh thạch không nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng toàn bộ Đông Hải thượng võ giả xin giúp đỡ. Còn tốt, trời phù hộ ta Đông Hải, nhưng ta Đông Hải võ giả mỗi cái đều là yêu gia yêu cố hương chi nhân, nghe thấy Đông Hải gặp nạn, có tiền bỏ tiền, mạnh mẽ xuất lực. Bằng vào chúng ta bác đại gia tộc dẫn đầu, đầu tiên liền quyên góp được mua phong ấn 56 tỷ linh thạch. Từ nay về sau, chúng ta có chọn lựa ra toàn bộ Đông Hải bên trên thực lực tối cường mấy cái võ giả cùng nhau hợp lực đi phong ấn đại ma. Vì để Đông Hải võ giả yên tâm, chúng ta đặc biệt từ bác đại gia tộc ở ngoài còn chọn lựa năm người đông hải thượng đẳng một độc tu độc long đảo chủ lâm bạch nghe thấy hoa thanh hải hô lên độc long đảo chủ tên trong ánh mắt một tia bức người sát ý lộ ra ngươi còn dám gọi hắn tên sẽ không sợ linh hồn hắn từ cửu ưu điện ngục bò ra ngoài tìm ngươi tính sổ sao hoa thanh hải tiếp tục nói đông hải đao thứ nhất tu kim thu đông hải quyền thứ nhất tu hướng thiên đông hải kiếm thứ nhất tu huyết kiếm khách vì thế, chúng ta bác đại gia tộc càng là không tiếc hoa xuống số tiền lớn, từ thần võ quốc linh kiếm tông mời tới từng tại triều dương cung nội lực áp quần hùng thiên tại tuyệt thế, Lâm Bạch. Lâm Bạch chế nhạo một tiếng. Ta là người mời tới sao? Hoa Thanh Hải ngưng trọng nói đến. Tập hợp toàn bộ Đông Hải bên trên tối cường võ giả, cùng bác đại gia tộc một chỗ đi trước phong ấn chi địa, kinh lịch từng cuộc một ác chiến, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn là thành công. Đại ma, bị phong ấn. Hoa Thanh Hải siết chặt quả đấm, nộ hướng mây xanh, kiên định mạnh mẽ nói rằng anh hùng anh hùng anh hùng toàn trường hô to lâm bạch cười lạnh nói ngụy quân tử hoa thanh hải lập tức cúi đầu than nhẹ nói rằng thế nhưng đáng tiếc đáng tiếc chúng ta tuyệt đối không ngờ rằng đúng ngay tại chúng ta phong ấn đại ma một bước cuối cùng bên trên huyết kiếm khách độc long đảo chủ hướng thiên liên thủ đối chúng ta xuất thủ nguyên lai ba người bọn họ chính là muốn đánh nát phong ấn phóng xuất đại ma cao thủ thần bí nếu không phải Lâm Bạch liều mạng chống cự, thậm chí đánh đổi mạng sống đại giới cuốn lấy bọn hắn, cho chúng ta tranh thủ thời gian, sợ là chúng ta liền vô pháp phong ấn đại ma. Nhưng ngàn cân treo sợi tóc cơ hội, Lâm Bạch cùng Hoa Vạn Thanh, Kim Thu ba người liên thủ, đem huyết kiếm khách, Độc Long đảo chủ hướng thiên chém giết. Thế nhưng Lâm Bạch cũng đánh đổi mạng sống đại giới, ngay cả con trai ta, Hoa Thanh Hải cũng là trả xuất huyết đại giới, bây giờ thương thế cũng không có khép lại đây. Hoa Thanh Hải nói rằng Gây tẩm độc Long đảo chủ, lão tử đã sớm biết hắn không phải cái gì tốt đồ vật. Đúng đấy, cái kia huyết kiếm khách cũng thế, đang yên đang lành một cá nhân, lấy vật gì huyết kiếm khách, vừa nghe liền không là đồ tốt. Hướng thiên cũng giống như vậy, các ngươi còn nhớ rõ Hướng thiên hung ác sao? Hừ hừ, là ở trong tay hắn người, rất nhiều. Hoa vạn thanh thiếu hiệp đây là tốt lắm, tự nhiên có thể giết ba người bọn họ. Đúng vậy a. À. Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, Hướng thiên, chết không có gì đáng tiếc. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn không có rơi ở trong tay ta, bằng không nhất định đưa bọn họ thiên đao vạn quả, ngũ mã phân thây. Đưa bọn họ tổ tông 18 đời đều móc ra, lấy roi đánh thi thể. Lấy roi đánh thi thể sau đó, đưa bọn họ tổ tông 18 đời thi cốt tất cả đều nghiền nát thành bụi phấn, ném vào trong hầm phân đi. Coi như như vậy, cũng khó tiêu tan bọn ta mối hận trong lòng. Từng cái vỏ giả lòng đầy căm phẫn tức giận mắng đứng lên. Lâm Bạch xiết quả đấm, một tay đặt tại trong túi đựng đồ, hai mắt lộ ra bức người sát ý, chương 356. Một cái từ địa ngục trở về người. Nguồn. Mê truyện audio com Lâm Bạch mặt không chút thay đổi đứng ở trong đám người, nhìn lấy xung quanh võ giả mỗi cái đối độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên đám người nhục mạ, trong lòng lộ ra một chút tức giận. Nhưng Lâm Bạch nghe thấy những võ giả này bị bác đại gia tộc cái này giả nhân giả nghĩa khuôn mặt dẫn tới tức giận như thế thời điểm. Lâm Bạch nhìn không được quát. Người nói những thứ này có chứng cứ sao? toàn trường võ giả tiếng hô to âm quá lớn, nhưng Hoa Thanh Hải cũng không có tìm được Lâm Bạch tung tích. Nhưng Hoa Thanh Hải nhưng là hồi đáp nói. Kim Thu có thể làm chứng. Lúc này, từ bác đại gia tộc trong trận doanh, Kim Thu đi tới, vẻ mặt đau lòng nhất ốc nói rằng. Tại hạ có thể chứng minh Hoa đảo chủ lời nói không hoa. Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên, thật là muốn phóng xuất đại ma, cho Đông Hải mang đến tai nạn chi nhân. Thực sự là đáng tiếc, bọn hắn đã từng đều là Đông Hải võ giả A, trên biển Kiêu Dương. Kim Thu yên lặng lắc đầu nói rằng. Kim Thu thiếu hiệp, không cần như vậy, ba tên này, chết không có gì đáng tiếc. Đúng đấy, bọn hắn đáng chết. Thật đáng chết. Rất nhiều võ giả tiếp tục tức giận mắng đứng lên. Hoa Thanh Hải mặc kệ những thứ này tiếng mắng chửi âm duy trì liên tục nửa canh giờ, liền lại cười nói. Tốt, chư vị, bất kể như thế nào, chúng ta là thành công phong ấn đại ma. Hôm nay là tiệc ăn mừng, không nói những cái kia thương tâm lời nói. Ta đã phân phó thiên đảo chi thành sở hữu tử lâu đại trù, chuẩn bị tốt mỹ vị món ngon các vị có thể chậm rãi thưởng thức hoa thanh hải cười nhạt nói đa tạ bác đại gia tộc đa tạ hoa đảo chủ đa tạ toàn trường võ giả cảm kích hô lâm bạch lúc này từ trong đám người nhảy lên một cái rơi vào bác đại gia tộc trước đó hoa thanh hải đột nhiên nhìn thấy cái này từ trong đám người đi ra nam tử quần áo trắng đầu hắn mang áo choàng để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt nhưng hoa thanh hải hơi nghi hoặc một chút hoa thanh hải cười nhạt nói vị huynh đệ kia, ngươi còn có nghi vấn gì không? Lâm Bạch cười lạnh nói. Không có bất kỳ nghi vấn, chỉ là vì chúc mừng bác đại gia tộc phong ấn đại ma, ta vì bác đại gia tộc tất cả cao thủ, chuẩn bị một phần lễ vật, xin các ngươi nhất định muốn vui vẻ nhận. Hoa Thanh Hải hỏi. Lễ vật gì? Lâm Bạch cầm trong tay ám hồng sắc trương gỗ văn ra, Hoa Thanh Hải mau tay nhanh mắt một trảo, vững vàng tiếp được. Lập tức, Hoa Thanh Hải mở ra trương gỗ, bên trong là một nam tử đầu trọc đầu lâu. Sa thông thiên. Hoa Thanh Hải vừa nhìn, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Lâm Bạch, yên lặng cầm trong tay cái rương, đưa cho Sa Lãng. Sa Lãng vừa nhìn, là mình thân đệ đệ đầu lâu, lúc này quát lớn quát. Là ngươi giết ta đệ đệ, ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha. Một cái từ địa ngục trở về ngươi. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Lúc này, Lâm Bạch chính đối bác đại gia tộc, chậm rãi tựa đầu chống áo choàng vạch trần, lộ ra một tấm vẻ mặt màu sắc trang nhã khuôn mặt. À. Bắc đại gia tộc sở hữu võ giả, nhìn thấy gương mặt này thời điểm, tất cả đều là một bộ giống như gặp quỷ dáng dấp. Riêng là Hoa Thanh Hải, Hoa Vạn Thanh, Sa Lãng ba người, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đây là Lâm Bạch. Bọn hắn nhớ kỹ, Lâm Bạch thật là bị bọn hắn hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả liên thủ đánh chết a, à, làm sao có thể sẽ còn ra hiện tại bọn hắn trước mặt? Hiện tại nhận ra ta là ai sao? Lâm Bạch giận dữ hét. Hoa Thanh Hải ta chính là trong miệng ngươi loại kia từ thần võ quốc mời tới võ giả lâm bạch a à, làm sao ngươi không nhớ rõ sao? hoa đảo chủ ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? À? lâm bạch cười lạnh nói. hoa thanh hải nhìn thấy lâm bạch khuôn mặt đều tái vẽ mặt tái nhợt nói không nên lời một câu. lâm bạch thực sự là lâm bạch hắn không phải đã bị ta liên thủ oanh sát sao? kim thu hoa vạn thanh cùng với hắn bác đại gia tộc cao thủ nhất tề thấp giọng kinh hô nói rằng mà giờ khắc này toàn trường võ giả nghe thấy Lâm Bạch tự giới thiệu, cũng là vô cùng kinh ngạc. Gì, hắn lại là Lâm Bạch. Không thể nào, Hoa Thanh Hải đảo chủ vừa mới nói hắn tại chống cự độc long đảo chủ cùng huyết kiếm khách, hướng thiên thời điểm, cũng đã chết a. À. Làm sao hắn còn sống? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn trường võ giả đều không biết rõ, không hiểu ra sao nhìn lấy Hoa Thanh Hải. Lâm Bạch vận chuyển chân khí, thanh âm tự như thiên âm đồng dạng vọng lại tại toàn bộ trong quảng trường. Chư vị, ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi một việc, là về Đông Hải võ giả phong ấn đại ma sự tình. Hoa Thanh Hải vội vàng tức giận nói rằng. Lâm Bạch, cho ta câm miệng. Một khi Lâm Bạch nói ra chuyện này, bác đại gia tộc đem trong nháy mắt thể diện mất hết, tại Đông Hải đem khó có nơi sống yên ổn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tiếp tục cất giọng nói. Cái gì đại ma, cái gì phong ấn phá toái, những thứ này căn bản là bác đại gia tộc một trận âm mưu. Đây là một cái âm mưu. Âm mưu. Lâm Bạch thanh âm, lập tức truyền khắp toàn trường. Từng cái võ giả, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Giết hắn. Giết hắn. Hoa Thanh Hải vẻ mặt sốt ruột, đóng giận. Sa lãng cái thứ nhất bay vọt ra, đại đao trong tay hiển lộ, đối lấy Lâm Bạch tấn công mạnh mà đi. Cùng lúc đó, hắn bác đại gia tộc hơn 30 vị thiên võ cảnh cao thủ, đồng loạt ra tay, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch miệt thì cười một tiếng. Hiện tại còn chưa phải là muốn các ngươi mệnh thời điểm chờ ta nói ra sự tình ngọn nguồn tại tới chậm rãi thu thập các ngươi phong lôi thần giựt lóe lên mang theo lâm bạch lướt ngang đi ra ngoài trăm mét tách ra mọi người vây công điều này sao có thể hắn làm sao có thể né tránh ghê tẩm. cứ nhiên bị né tránh không có khả năng một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả làm sao có thể né tránh ba chúng ta hơn mười vị cao thủ một kích toàn lực từng cái bay nhào lên đây võ giả nhìn thấy lâm bạch tiêu thất nhao nhao kinh hãi lúc này lâm bạch thanh âm tiếp tục truyền đến Lâm Bạch nhất định muốn đem chuyện nào nói ra, còn độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên một cái công đạo. Lâm Bạch tiếp tục nói. Đông Hải bên trên thật là phong ấn một vị đại ma, thật là cái này phong ấn vốn là hoàn chỉnh. Là bác đại gia tộc võ giả, trải qua ba năm, mỗi ngày mỗi đêm đi đánh nát phong ấn, lúc này mới tại phong ấn bên trên lưu lại ba đạo khe hở, nhưng linh khí tiết ra ngoài, tại Đông Hải bên trên hình thành linh tuyền hải. Bọn hắn vì sao phải làm như vậy? Bởi vì đã từng phong ấn vị này đại ma thiên ngoại cao thủ, ở tại bọn hắn bác đại gia tộc trong huyết mạch gieo xuống nô ấn loại này nô ấn có một cái hiệu quả cái kia chính là các loại chờ đại ma khi xuất hiện trên đời sau khi bọn hắn cũng sẽ bị tranh thủ toàn thân tinh huyết hướng lên trời bên ngoài vị cường giả kia gửi đi một cái đại ma xuất thế tin tức bọn hắn đánh nát phong ấn chính là vì cùng vị kia đại ma bắt được liên lạc do đó cùng đại ma đạt thành giao dịch là giao dịch gì đâu giao dịch này chính là chỉ cần đại ma bằng lòng giúp bọn hắn trở ra nô ấn bọn hắn bác đại gia tộc đều sẽ phóng đại ma xuất thủ hoắc loạn thiên hạ tàn sát đông hải lâm bạch thanh âm quyển dường như sấm sét rơi vào toàn trường võ giả bên tai câm miệng câm miệng hoa thanh hải trống giận liên tục khí mãn khuôn mặt phòng hồng lâm bạch cười lạnh một tiếng tiếp tục nói thật là không nghĩ tới vị kia đại ma không nguyện ý cùng những người này giao dịch không thể tránh được bọn hắn chỉ có thể đem phong ấn lỗ hổng chặn kịp thật là muốn mua trấn hải ngọc phù yêu cầu 56 tỷ linh thạch. Bọn hắn không có, chỉ có thể hướng các ngươi mộ tập. Trên thực tế, mua trấn hải ngọc phù chỉ dùng 56 tỷ linh thạch, nhưng là bọn họ hướng các ngươi quyên góp được trọn hơn 10 triệu linh thạch, còn lại 440 vạn linh thạch, toàn bộ cho bọn hắn bác đại gia tộc nuốt riêng. Làm để cho các ngươi yên tâm đem linh thạch giao ra đây, càng là làm một ván cờ lớn, nhưng đông hải bên trên cường đại nhất võ giả, một chỗ đi trước phong ấn. Chính là độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên cùng ta mà khi chúng ta đến phong ấn chi địa thời điểm, Hoa Thanh Hải, xa lãng xuất lĩnh bác đại gia tộc hơn 30 vị thiên võ cảnh cao thủ, đồng loạt ra tay, liên thủ đem độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên, toàn bộ chém giết tại mê thất chi hải bên trong. Mà Kim Thu, hắn nguyên bổn chính là bác đại gia tộc an bài vào quân cờ, Kim Thu còn sống trở về, nói cho các ngươi biết, độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên mới là đánh nát phong ấn thần bí nhân. Trên thực tế, đây hết thảy đều là bác đại gia tộc tự làm tự chịu, không để ý Đông Hải hàng ngàn hàng vạn võ giả chết sống, khư khư cố chấp, nhưng phải làm cho cả Đông Hải võ giả cho các ngươi tính tiền. Đây là một cái âm mưu. Các ngươi không công tốn hao giá trên trời linh thạch, tự nhận là là ở vì Đông Hải, vì quê quán mình làm việc. Thế nhưng, cái này trên thực tế là đang vì bác đại gia tộc chùi đít. Đánh nát phong ấn người, là bác đại gia tộc. Yếu lĩnh đầu bổ khuyết phong ấn người, cũng là bác đại gia tộc mà bọn hắn còn ở đây bên trong, được cả danh và lợi, đạt được hơn 440 ức linh thạch trở thành trên biển anh hùng. Các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Chương 357 Thân bại danh liệt Nguồn Mê truyện audio com Lâm Bạch Thanh Âm, len ken mạnh mẽ, uyển dường như sấm sét rơi vào sở hữu võ giả bên tai. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Lâm Bạch sẽ nói ra một loại khác kết cục? Chúng ta nên tin ai a? À? Nếu quả thật bác đại gia tộc làm một cái cục, vậy ta tuyệt đối sẽ không nhường bác đại gia tộc tốt hơn. Bác đại gia tộc nếu như đến lừa dối chúng ta, ta Đông Hải võ giả muốn đòi lại một cái công đạo, thực sự là khinh người quá đáng. Rất nhiều võ giả lúc này nhao nhao kinh hô lên, mặc dù không biết rõ sự tình chân tướng, nhưng bọn hắn cũng đều phát hiện chuyện này không có đơn giản như vậy. Hoa Thanh Hải vội vàng cất giọng nói: "Chư vị đừng nghe Lâm Bạch nói bậy, hắn là đang gạt các ngươi, hắn là đang gạt các ngươi, chúng ta mới là cứu vớt Đông Hải anh hùng." Lâm Bạch, ngươi vô căn cứ nói xấu chúng ta, có chứng cớ không? Hoa Thanh Hải tức giận hỏi lâm bạch ánh mắt tối sầm lại yên lặng không nói ngươi muốn chứng cứ ta có đúng lúc gặp lúc này trong quảng trường truyền tới một thanh âm lạnh như băng nghe thấy cái thanh âm này toàn trường võ giả đều là cổ phát lạnh giữa lúc lúc này một người mặc huyết bào tay nắm lấy một thanh lợi kiếm võ giả đi vào trong quảng trường bác đại gia tộc võ giả cùng hoa thanh hải sa lãng hoa vạn thanh nhất tề quay đầu nhìn lại tề nhìn thấy nam tử này bác đại gia tộc thiên võ cảnh cao thủ lại là cả kinh mà toàn trường võ giả càng là tựa như giống như gặp quỷ lui lại mấy bước huyết kiếm khách bác đại gia tộc cùng toàn trường võ giả đều nhất tề kinh hô lên cái này một cái từ ngoài sân rộng phi thân rơi vào người trong sân bất ngờ chính là khâu gia gia chủ cùng thương lãng môn môn chủ cực lực tuyên bố đã đánh chết huyết kiếm khách khâu gia gia chủ cái thứ nhất đứng ra khuôn mặt giật mình nói đến không có khả năng không có khả năng ta rõ ràng đã đem ngươi đánh thành huyết vụ ngươi làm sao có thể còn sống thương lãng môn môn chủ cũng là kinh hô không sai, chúng ta là mắt mở trừng trừng nhìn lấy ngươi chết, ngươi làm sao sẽ còn sống. Hoa Thanh Hải nhìn thấy huyết kiếm khách, đột nhiên xuất hiện, cảm giác mình thế giới đều đổ nát. Lâm Bạch ánh mắt vui vẻ, chợt lách người đi tới huyết kiếm khách bên người. Ngươi không chết, quá tốt. Lâm Bạch thật sâu nói rằng. Huyết kiếm khách đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng. Chỉ bằng mấy người bọn hắn trứng thối cà chua thối, cũng muốn giết chúng ta kiếm tu, đơn giản là quá coi thường chúng ta. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng. Lúc này, huyết kiếm khách đối hoa thanh hải cùng bác đại gia tộc võ giả nói rằng ta vì sao không chết các ngươi đều rất kinh ngạc a à. vậy ta tới nói cho ngươi đi ta võ hồn tên là sông ngư võ hồn ta có thể dùng ta võ hồn chi lực tách ra một cái cùng ta giống nhau như đúc phân thân đến nhưng cái này phân thân thời gian tồn tại chỉ có một canh giờ tại một giờ này bên trong cái này phân thân huyết nhục xương cốt tướng mạo tu vi khí tức toàn bộ đều cùng bản tôn giống nhau như đúc các ngươi đuổi theo vết chết là ta phân thân huyết kiếm khách cười nhạt nhất thời thân hình thoát một cái từ huyết kiếm khách trong cơ thể toát ra từng đợt huyết vụ ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một cái giống nhau như đúc huyết kiếm khách tới lâm bạch nhìn thấy một màn này cũng là vô cùng kinh ngạc cái này lực lượng phân thân khí tức huyết nhục toàn bộ cùng huyết kiếm khách bản tôn hầu như hoàn toàn tương đồng coi như là huyết kiếm khách mẹ đẻ chỉ sợ cũng phân biệt ra được một cái kia là phân thân cái nào là bản tôn cái gì hoa thanh hải long môn môn chủ khâu gia gia chủ đều là một bộ trận mắt hốc mồm nhìn lấy trước mặt bọn họ xuất hiện hai cái huyết kiếm khách. Qua nhiều năm như vậy, huyết kiếm khách tại Đông Hải bên trên uy danh không ngừng, nhiều lần chịu khổ sát thủ, nhưng hắn cũng chưa chết. Rất nhiều người đều nói hắn hội ở trong máu tươi trọng sinh. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn giết đều là huyết kiếm khách phân thân mà thôi. Hoa Thanh Hải sắc mặt một mảnh tái nhật. Huyết kiếm khách nói rằng: "Các ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Ta cho các ngươi mang đến chứng cứ." Khi đang nói chuyện, Huyết kiếm khách từ trong ngực lấy ra hơn 10 túi trữ vật. Hoa Thanh Hải hỏi. Đây là cái gì đồ vật? Các ngươi còn chưa kịp phân phối 44 tỷ linh thạch à? Huyết kiếm khách cười nhạt nói. Cái gì? Ngươi làm sao có thể tìm được những linh thạch này? Không có khả năng, những linh thạch này chỉ có chúng ta biết rõ để ở nơi đó. Ngươi làm sao có thể tìm được? Cái kia bác đại gia tộc võ giả nhau nhau la hoảng lên. Kim Thu vô cùng ngưng trọng nói đến. Hoa đảo chủ, ngươi đáp ứng ta linh thạch, ngươi không muốn quyệt nợ A. À? Hoa Thanh Hải vẻ mặt lạnh lùng, không nói được một lời. Huyết kiếm khách cười lạnh nói. Các ngươi tại thiên đảo Chi Thành chuẩn bị tiệc ăn mừng thời điểm, ta tự mình đi bái phỏng một chút các vị bác đại gia tộc Sơn Môn. Các ngươi đừng nói, thủ hạ các ngươi người, cực kỳ cá biệt vẫn là rất trung thành. Thế nhưng có một người liền rất sợ chết, một cái tên là Long Hải Người, tại ta giết hắn trước đó, hắn khai báo những linh thạch này ở nơi này. T nghe thấy huyết kiếm khách nhắc tới Long Hải, bác đại gia tộc ánh mắt rốt cục thay đổi. Những thứ này nhiều hơn chút 44 tỷ linh thạch, toàn bộ đặt ở Long Môn Sơn Môn bên trong, giao cho Long Môn Môn chủ phụ thân, Long Hải nghiêm gia trong giữ. Hơn nữa, Long Hải là một vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ. Huyết kiếm khách tất nhiên tìm được Long Hải, cái kia tất nhiên là thật sát Long Biển. Huyết kiếm khách, ngươi dám giết ta phụ thân, ta với ngươi không chết không thôi. Long Môn Môn chủ hỗn hển trống giận. Quyết kiếm khách miệt thì liếc mắt nhìn long môn môn chủ dương giọng đối lấy toàn trường võ giả nói rằng chư vị đông hải võ giả chuyện này nguyên bản là như là lâm bạch nói tới như thế đây là một cái âm mưu bác đại gia tộc vì mình có thể thoát khỏi nô ấn lúc này mới đi đánh nát phong ấn mà bọn hắn tự làm tự chịu lại không nên để cho chúng ta cùng đi gánh vác trách nhiệm hơn nữa bọn hắn còn nghĩ nhiều quyên tiền đi ra hơn 440 trăm ức linh thạch chiếm làm của mình thật sự là ghê tởm cực kỳ vì che đậy bí mật này độc long đảo chủ hướng thiên, đều chịu khổ bọn hắn độc thủ. Hôm nay, ta huyết kiếm khách liền đem các ngươi linh thạch, nhiều hơn chút 44 tỷ toàn bộ trả lại cho các ngươi. Huyết kiếm khách cất giọng nói. Hoa thanh hải rốt cục nổi giận, giận dữ hét. Huyết kiếm khách, ngươi dám. Huyết kiếm khách, đem linh thạch giao ra đây. Ngươi muốn chết phải không? Giao ra linh thạch. Bác đại gia tộc người, nhào nhào lớn tiếng kêu lên. Toàn trường võ giả nhìn thấy bác đại gia tộc người, bây giờ khẩn trương, mỗi cái suy đoán nói rằng lẽ nào lâm bạch cùng huyết kiếm khách nói đều là thật đây thật là bác đại gia tộc liên thủ bố trí xuống một ván cờ lớn đây là quá ghê tởm ngươi bác đại gia tộc tự tìm chết muốn đi đánh nát phong ấn vì sao phải nhường đông hải võ giả cho các ngươi nhận trách nhiệm các ngươi bác đại gia tộc vì mình quyền lợi đi đánh nát phong ấn hoàn toàn không để ý đông hải võ giả chết sống nhưng đến cuối cùng các ngươi cương nhiên chẳng biết xấu hổ muốn chúng ta một chỗ cầm linh thạch đi ra đi phong ấn đại ma thực sự là đủ không biết xấu hổ các ngươi bác đại gia tộc còn biết gia mặt loại vật này sao? Toàn trường võ giả trống giận. Bác đại gia tộc người, mỗi cái đều hoang mang. Hôm nay vốn là bọn hắn lên đỉnh Đông Hải tốt thời gian. Hôm nay nguyên bản những võ giả này đều đến đối bọn hắn quỳ bái. Hôm nay nguyên bổn chính là bác đại gia tộc nhất quan huy thời gian. Nhưng cái này tất cả, toàn bộ đều nhường lâm bạch cùng huyết kiếm khách hủy. Không chỉ có hủy ngày này, càng là vào hôm nay nhường bác đại gia tộc thân bại danh liệt. Chương 358 Kiếm hoa võ hồn canh thứ năm nguồn mê truyện audio com từ mê thất chi hải đi ra huyết kiếm khách liền đi hướng bác đại gia tộc lãnh địa mà lúc này đây bác đại gia tộc cao thủ toàn bộ đều tại thiên đảo chi thành chuẩn bị tiệc ăn mừng nơi nào biết hậu môn cháy rất ngắn mấy ngày ở giữa bác đại gia tộc môn việt cơ hồ bị huyết kiếm khách một người càng quét khẩn trương còn tìm được bác đại gia tộc chuẩn bị tiệc ăn mừng sau đi phân phối 44 tỷ linh thạch. Người muốn chứng cứ, ta cho các ngươi chứng cứ, quyết kiếm khách đem hơn 10 túi trữ vật toàn bộ mở ra, trùng điệp hướng trời cao quẳng mà đi. Hàng ngàn hàng vạn linh thạch, tự như như hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Đậm rạp linh thạch, xuống lên một trận ngũ quan thập sắc linh thạch mưa. Ta thiên, thật nhiều linh thạch a. À. Bầu trời xuống tiền. Bầu trời xuống linh thạch mưa. Nói nhảm, đó là huyết kiếm khách đem linh thạch ném ra. Toàn trường võ giả nhất tề kinh hô lên, nhìn lấy rậm rạp từ trên trời rơi xuống tới linh thạch. Huyết kiếm khách nói rằng, những thứ này đều là chúng ta sở hữu Đông Hải võ giả gom góp trong linh thạch nhiều hơn chút, hiện tại ta đều thay bọn hắn trả lại cho các ngươi. Chúng ta? Nhiều linh thạch như vậy a? À? Xem ra Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách lời nói không ngoa, nơi đây linh thạch cộng lại tối thiểu vượt lên trước 40 tỷ. Lẽ nào bọn hắn nói thực sự là thật? Đây đều là bác đại gia tộc một cái âm mưu sao? Lẽ nào độc long đảo chủ cùng hướng thiên, thực sự là vô tội sao? Vừa rồi ta mắng độc long đảo chủ cùng hướng thiên thảm như vậy, ta thật là đáng chết. Rất nhiều võ giả đều hai mắt phun lửa nhìn lấy Bác đại gia tộc võ giả. Không. Hoa Thanh Hải nhìn lấy hơn 40 tỷ linh thạch toàn bộ bị quẳng đi ra, nhất thời hét thảm lên. 40 tỷ linh thạch là khái niệm gì? Điều này có thể nhường một cái nhỏ yếu gia tộc, cường thịnh mấy trăm năm, điều này có thể nhường một cái võ hồn thấp kém võ giả, vững vàng đột phá đến thần đang cảnh trở lên. Điều này có thể nhường quốc gia nhỏ, trở thành lĩnh đông 700 quốc chi một. Đây là thần võ quốc một năm ở trên tài chính và thuế vụ. 40 tỷ linh thạch quyết kiếm khách cứ như vậy tiêu sái ném toàn trường võ giả bây giờ đều phục hồi tinh thần lại nếu là chúng ta linh thạch vậy thì cầm a từng cái võ giả phi thân nhập tràn bắt đầu cướp đoạt linh thạch các ngươi các ngươi các ngươi đều phải chết hoa thanh hải khí nổi gân xanh giận dữ hét quyết kiếm khách nhìn lấy hoa thanh hải cái bộ dáng này lạnh giọng nói rằng lâm bạch ta mặc kệ ngươi chờ chút muốn ngồi cái gì thế nhưng kim thu mệnh giữ cho ta ta muốn mà hoa vạn thanh mệnh cho ngươi như thế nào quyết kiếm khách hỏi như thế nói lâm bạch mỉm cười hai người kia mệnh ta đều muốn lâm bạch lấy ra thanh ca kiếm kiếm phong dương lên thẳng hướng xa lãng cùng hoa thanh hải lạnh lùng nói bác đại gia tộc nợ máu trả bằng máu thời điểm đến vết hắn cho ta nhóm hoa thanh hải trống giận chúng ta linh thạch a hôm nay chúng ta bác đại gia tộc xem như là thân bại danh liệt xong xong gia tộc trăm năm cơ nghiệp lúc đó tiêu vong bác đại gia tộc thủ lĩnh nhao nhao thất lạc nói rằng là các ngươi. Lâm Bạch, huyết kiếm khách, là các ngươi hủy gia tộc bọn ta trăm năm cơ nghiệp. Các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Sa lãng cùng hoa thanh hải, mỗi cái phẫn nộ xông lên. Hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, bộc phát ra lực lượng lật tung trời cao, chấn vỡ vạn vật. Huyết kiếm khách, ngươi đứng vừa nhìn liền tốt. Lâm Bạch bay xông lên, kiếm quang dương lên, kiếm khí lập tức xông lên trời không. Sa lãng trống giận liên tục. Nực cười, lấy ngươi thiên võ cảnh ngũ trọng. Không, hiện tại là thiên võ cảnh lục trọng tu vi, cũng muốn giết chúng ta sao? Đơn giản là người si nói mộng. Lâm Bạch, đưa ta nhi tử cùng đệ đệ mệnh tới. Sa lãng cầm trong tay khoát đao, chém về phía Lâm Bạch. Nhất thời một trận đao quang kiếm ảnh rơi mà ra, đem hai người xung quanh trên mặt đất trong vòng trăm thước, lưu lại khủng bố vết kiếm cùng ánh đao. Hoa Thanh Hải giận dữ hét. Cùng tiến lên, đem cái này hai tên hỗn trướng, toái thi vạn đoạn. Tốt. Bác đại gia tộc thủ lĩnh, từng cái bay hướng dựng lên, thẳng hướng Lâm Bạch hơn ba mươi người lực lượng tự như thương hải bên trong lao tới một đầu ác thú như muốn hủy diệt thiên địa đồng dạng thẳng hướng lâm bạch kiếm ý lâm bạch hai mắt lóe lên vẻ băng lãnh lập tức bao trùm toàn trường kim thu mạng ngươi là ta huyết kiếm khách lúc này khẽ động đem kim thu từ trong đám người tách ra kim thu mắt lạnh nhìn huyết kiếm khách cười lạnh nói chỉ bằng ngươi đã như vậy cái kia để ngươi nhìn một chút thương hải vân thai cung thất vương là có cường đại dương nào huyết kiếm khách chịu chết đi quyết kiếm khách cùng kim thu lui ra chiến trường kích đánh nhau hoa thanh hải nhìn thấy một màn này nói rằng không cần phải đi quản huyết kiếm khách kim thu là thương hải vân thai cung thất vương một trong tu vi lực lượng tự nhiên cao thâm mạc trắc hắn đủ đủ chém giết huyết kiếm khách chúng ta đồng loạt ra tay đem lâm bạch cái này đồ hỗn trướng toái thi vạn đoạn hoa thanh hải cùng hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ một chỗ xung phong liều chết mà lên cần phải đem lâm bạch đánh chết kiếm ý nhìn thấy hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ xông tới, Lâm Bạch không có chút nào khinh thường, lập tức thi triển ra kiếm ý, khuếch tán bát phương, bao phủ toàn trường. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch nhìn chầm chầm xông lên xa lãng cùng Hoa Thanh Hải. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thông thiên triệt địa kiếm quang, tự như ma thần răng nanh, lấy ra đau đớn đôi mắt quang mang. Ung ung. Không thể địch nổi một kiếm rơi xuống, chém về phía xa lãng. Xa lãng sắc mặt đại biến, cảm giác được một kiếm này bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng người nhanh chóng tách ra. Theo lấy xa lãng tách ra, một kiếm này lực lượng trực tiếp đánh rơi tại xa lãng phía sau ba vòng thiên võ cảnh cửu trọng trên người, thổi phù một tiếng. Ba vị này thiên võ cảnh cửu trọng thân thể, tại chỗ bị lâm bạch chém eo. Tiên huyết văng khắp nơi, phơi thay tại chỗ. Sa lãng nhìn thấy một màn này đều ngốc, kinh hô. Làm sao có thể? Ngươi thiên võ cảnh lục trọng, làm sao có thể đánh bại chúng ta thiên võ cảnh cửu trọng? lẽ nào ngươi là một cái yêu nghiệt sao đào hoa kiếm phát hoa vạn thanh lấy ra bảo kiếm một kiếm mảnh liệt đâm mà đến kiếm khí xuyên thủng hư không thẳng đến lâm bạch trên ngực hiện tại ta có thể không phải là các ngươi có thể tùy tiện bắt chẹt người lâm bạch lạnh giọng cười nói ta nói rồi các ngươi đào hoa đảo kiếm phát rất bình thường hư mà không thật chỉ cần biểu hiện hôm nay liền để ngươi xem một chút chân chính kiếm phát cần phải là hình dáng gì lâm bạch vương giả đánh tới hoa vạn thanh nhất thời hai mắt lóe lên, một cổ lạnh lạnh sát ý bại lộ mà ra. Phong lôi thần dực mang theo Lâm Bạch lao xuống tiến lên, tới gần Hoa Vạn Thanh. Hoa Vạn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch tại chính mình cường đại thế tiến công xuống, không lùi mà tiến tới, nhất thời cười như điên. Ha ha ha, lại muốn chính diện tiếp xuống ta một kiếm, ngươi đơn giản là quá mơ mộng hảo huyền. Chịu chết đi, Lâm Bạch. Hoa Vạn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, nhất thời cười lạnh một tiếng. Kiếm thế lập tức bạo tăng, một cổ làm người sợ hãi lực lượng từ hoa vạn thanh kiếm pháp bên trên thi triển mà đến. Kiếm hoa võ hồn. Đào hoa kiếm pháp, hoa rơi vô tình. Một kiếm nổ bắn ra mà ra, kiếm khí tự như bay múa đầy trời cánh hoa, lại mang theo một cổ sơ sát tiêu điều chi ý, phá không mà đến, chém xuống. Hoa vạn thanh nguyên bổn chính là thiên võ cảnh thất trọng tu vi, lúc này có triển lộ ra chính mình võ hồn, nhưng hắn chỗ thi triển ra đào hoa kiếm pháp, quy lực lần nữa bạo tăng nhiều gấp đôi. Kiếm hoa võ hồn là huyền cấp cửu phẩm võ hồn, hình dạng tự như là từng chui lợi kiếm chồng chung một chỗ, hình thành một đóa kiếm hình đóa hoa, mặc dù mỹ lệ, nhưng lại mang theo một cổ làm người ta sợ hãi sát ý, chết. Một kích mạnh nhất, từ hoa vạn thanh trong tay đánh dết mà xuống, thề phải một kiếm chém vỡ trời cao, nằm canh hoàn tất. Cầu Nguyệt Phiếu Cầu Phiếu đề cử Chương 359 Kiếm trảm quân hùng Nguồn Mê truyện audio.com Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, một cổ vẻ băng lãnh tự nhiên mà sinh, ngay tại hoa vạn thanh một kiếm này hung mảnh không gì sánh được rơi xuống nháy mắt, Lâm Bạch quả đoán một kiếm kích ra. Một kiếm này, trực tiếp từ hoa vạn thanh tầng tầng kiếm khí bên trong, phá vỡ một cái lỗ hổng, tập sát đi lên. Phong lôi thần giật tốc độ nhường Lâm Bạch hóa thành một đạo thiểm điện. Phốc suy. Một tiếng mũi kiếm vào thịt, văng lên tiên huyết thanh âm truyền đến. Mọi người định thần nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Bạch một kiếm xuyên qua hoa vạn thanh yết hầu. Mà hoa vạn thanh tử vong thời điểm, trên mặt kia vẫn là một bộ nụ cười đắc ý, tự như hắn đã nhìn thấy lâm bạch chết dưới kiếm của mình đồng dạng lâm bạch giơ cao kiếm vung lên đem hoa vạn thanh đầu lâu chém bay đi ra ngoài rơi vào hoa thanh hải dưới chân thanh nhi không hoa thanh hải nhìn thấy còn đang dưới chân chính mình đầu lâu thống khổ kêu rên lên hoa vạn thanh là hoa thanh hải đắc ý nhất một đứa con trai so với hoa thiên thụ muốn coi trọng được nhiều cho nên hoa thanh hải mới không tiếc đại giới muốn đưa hoa vạn thanh đi thương hải vân thai cung tu luyện lâm bạch ta muốn ăn tươi ngươi hoa thanh hải trống giận một kiếm nhất thời bay xông lên băng lãnh kiếm pháp hàng triệt cửu u hoa đảo chủ người này kiếm pháp nghịch thiên ta hy vọng chúng ta có thể buông xuống ân oán một chỗ đem người này dết lại nói lúc này sa lãng cũng nhìn ra lâm bạch kiếm pháp siêu quần sức chiến đấu mạnh nổ bình thường thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ căn bản không phải đối thủ của hắn nhất thời liền la hoảng lên được hoa thanh hải đáp một tiếng nhất thời hai người tập sát mà đến Đạo hoa kiếm pháp hoa thần kiếm trảm đại lãng đào sa trưởng. Hoa Thanh Hải cùng sa lãng nhảy lên không trung, hai người đều là thi triển ra trên người mình nhất vũ kỹ cường đại, cần phải một trưởng đem Lâm Bạch đánh chết. Lực lượng cường đại ầm ầm rơi xuống, tự như thiên ngoại thần ma một trưởng muốn nổ nát trời cao mặt đất đồng dạng. Thần thông. Ông nhu nhất kiếm. Lâm Bạch nhìn thấy Hoa Thanh Hải cùng sa lãng liên thủ công kích mà xuống, nhất thời trong đôi mắt lộ ra một tia hận ý, ông nhu nhất kiếm, như gió nhẹ quất vào mặt. Vô biên phong bạo tụ đến, tự như mũi kiếm hình thành phong bạo, trong nháy mắt đem hoa thanh hải cùng sa lãng bao vây lại. Chết. Lâm Bạch xông lên, cấp tốc qua múa lên thanh ca kiếm. Một kiếm kiếm chém vỡ tại trong hư không. Một kiếm kiếm vô cùng cường đại rơi mà ra. Một kiếm này kiếm, thế muốn đem gió đều cho chém xuống tới. Phốc suy. Phốc suy. A a a a, ở nơi này để cho người ta hoa cả mắt cấp tốc kiếm quang bên trong, từng tiếng nhíp nhân tâm phát tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến. Lúc này, hoa thanh hải cùng sa lãng thân ảnh bị đánh bay ra ngoài hơn 100 m ngã trong vũng máu a à, a à, tay ta sa lãng quỳ rạp trên mặt đất thống khổ kêu rên lên hắn hai cái cánh tay bây giờ đã bị lâm bạch hoàn toàn chém xuống mà hoa thanh hải hai mắt cùng cánh tay trái cũng là bị lâm bạch chém xuống hai người trong nháy mắt cương nhiên toàn bộ bị lâm bạch bị thương nặng lâm bạch chớ có càng rỡ long môn tới gặp gỡ ngươi lâm bạch nhận lấy cái chết thương lãng môn đến đây trảm ngươi ăn ta không nguyên đạo chí tôn trưởng pháp một chiêu, hủy thiên diệt địa. Chịu chết đi. Lúc này cái kia bác đại gia tộc võ giả, tự như không muốn sống đồng dạng hồng suy nghĩ, đổi lấy Lâm Bạch xung phong liều chết lên đây. Trong lúc nhất thời, một cổ cường đại lực lượng chèn ép Lâm Bạch thân thể. Một bên cùng Kim Thu đại chiến huyết kiếm khách, nhìn thấy một màn này đều là vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng nói. Lâm Bạch, cẩn thận. Cẩn thận cái rắm, chờ chết đi. Hoa Thanh Hải trống giận cười nói. Hừ, chỉ bằng các ngươi, sợ rằng còn giết không được ta. Thần thông, trảm phong. Nhìn lấy bát đại gia tộc cao thủ, từng cái bay sông lên, liên hợp một kích, chừng khai thiên tích địa lực lượng. Lâm Bạch cũng là không dám khinh thường, thi triển ra cho đến tận này trên người mình cường đại nhất một chiêu kiếm chiêu tới. Phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm một trong, trảm phong. Trảm phong một kiếm, quy lực mạnh mẽ không gì sánh được, rất nhanh chấp điện, nhanh như tật phong, nhanh đến tự như có thể mang cùng phong chém xuống. Một đạo kiếm quan quét ngang mà ra, vẻ băng lãnh tràn ngập tại trước mặt bác đại gia tộc tất cả cao thủ trên cổ. Thổi phù một tiếng. Một kiếm chém rụng mà xuống, liền có hơn 20 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ đầu lâu bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Ta thiên. Cái này Lâm Bạch cư nhiên một kiếm giết hơn 20 cái thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Đúng vậy, hơn nữa những người này đại đa số đều vẫn là Đông Hải bên trên đã sớm thành danh kiêu hùng A. À. Lâm Bạch vừa rồi một kiếm này, ta tại sao dường như cảm giác trong năm tháng gặp qua, một kiếm kia hình như là... Trạm phong là kiếm ý thần thông. Thảo nào mạnh như vậy? Trong quảng trường võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm giết hơn 20 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, rốt cục không còn bình tĩnh, nhao nhao kinh hô nói rằng. Mà huyết kiếm khách nhìn thấy một màn này, đều là há hốc mồm. Hắn nguyên bản còn cảm thấy hắn còn có thể cùng Lâm Bạch phân cao thấp, nhưng hôm nay xem ra, Lâm Bạch kiếm pháp cùng Tu Vi đã sớm không biết siêu việt hắn bao nhiêu. Nếu như nói huyết kiếm khách là một thiên tài lời nói, cái kia Lâm Bạch chính là một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài quyết kiếm khách cùng lâm bạch so sánh chênh lệch quá nhiều trảm phong một kiếm đại phát thần uy chém xuống một kiếm hơn hai mươi vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ đầu lâu nhất thời nhường hoa thanh hải cùng sa lãng đều sắc mặt hoàn toàn trắng bệch hạ xuống hoa thanh hải cắn răng giận dữ hét đây là ngươi từ ta trên đảo đào hoa bia đá kia lên tới thần thông lâm bạch nói không sai ta hận a à, sớm biết như vậy lúc đầu liền không nên để ngươi còn sống rời đi đào hoa đảo hoa thanh hải tức giận nói Hôm đó Lâm Bạch đạt được thần thông về sau, cái kia thần bia phong hóa, lúc đó Hoa Thanh Hải cũng đã có muốn giết Lâm Bạch tâm. Thật là khi đó Lâm Bạch đi theo Tô Tiên Mị bên người, Hoa Thanh Hải không dám tùy tiện ra tay, lúc này mới thả Lâm Bạch đi. Hoa Thanh Hải nhớ rõ, khi đó Lâm Bạch mới thiên võ cảnh nhị trọng. Nếu như khi đó đem Lâm Bạch giết, liền sẽ không nhiều hơn chút phía sau nhiều chuyện như vậy. Một kiếm giết hơn 20 vị thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên còn còn có hơn 10 vị cao thủ còn sống, lúc này bọn hắn nhìn lấy Lâm Bạch ánh mắt, không ngừng lấp lóe hoảng sợ, chậm rãi lui về phía sau. Ta nói rồi, chờ ta trở lại, các ngươi đều phải chết. Thần thông. Ông Nhu nhất kiếm. Lâm Bạch bước nhanh tiến lên, một kiếm nổi giận chém, trăng non đồng dạng kiếm quang rơi mà ra, từ bác đại gia tộc Tàng Dư Thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, bị Lâm Bạch lần nữa một kiếm trảm dưới kiếm. Toàn trường vắng vẻ. Tiên huyết tứ địa. Tại Lâm Bạch dưới kiếm, té lung tung thi thể, tiên huyết tuôn trào ra. Mọi người cả kinh, nhất tề nhìn lại, những thi thể này bên trong, không thiếu nổi danh chấn đông hải nhân vật tuyệt thế, nói thí dụ như cái kia long môn thủ lĩnh, không nguyên đảo thủ lĩnh, thương lãng môn thủ lĩnh. Lúc này toàn bộ từng cái ngã trong vũng máu. Bọn hắn tất cả đều, chết không nhắm mắt. Hôm nay vốn là bọn hắn phong quan vô hạn một ngày. Hôm nay vốn là bọn hắn chịu đông hải võ giả cúng bái một ngày. Sau ngày hôm nay, bọn hắn nguyên bản có thể trở thành đông hải bên trên anh hùng, đông hải bên trên mới thần mà hết thảy này, toàn bộ đều bị lâm bạch cái chui này băng lãnh kiếm cho chung kết. Chương 360 Hoa Thanh Hải, chết Nguồn Mê truyện audio com Nhìn thấy lâm bạch đem bát đại gia tộc võ giả, hầu như toàn diệt thời điểm. Duy nhất còn sống Hoa Thanh Hải cùng sa lãng, vẻ mặt ngưng trọng, riêng là sa lãng, hai chân đều bị sợ đến phát trung lên. À lúc này, Kim Thu truyền đến hét thảm một tiếng. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, huyết kiếm khách vận dụng võ hồn lực lượng, ngưng tụ ra phân thân, một trước một sau hai kiếm đâm thủng kim thu trái tim kim thu kêu thảm một tiếng hai mắt dần dần mất đi màu sắc té trên mặt đất tiên máu chảy đầy đất lúc này huyết kiếm khách hướng đi lâm bạch nhìn thấy lâm bạch dưới kiếm cái kia hơn 30 vị thiên võ cảnh cửu trọng thi thể thời điểm hai mắt cũng là hung hăng rung lên đây quả thực là nghịch thiên huyết kiếm khách trong lòng kinh hô liên tục ta hận a à, ta hận a à, một chiêu cờ sai đầy bàn đều thua hoa thanh hải ngửa mặt lên trời khẽ thở dài nhìn thấy lâm bạch cùng huyết kiếm khách đi tới hoa thanh hải tự biết đã hồi thiên vô lực hoa thanh hải nhìn lấy lâm bạch nói rằng ta tất cả mọi chuyện đều làm tốt chuyện gì đều an bài xong ta tính thiên tính địa tính hết lòng người ta tính tới tất cả mọi thứ tất cả ta tính tới tất cả cái kế hoạch này không chê vào đâu được sau ngày hôm nay bác đại gia tộc sẽ trở thành đông hải thượng võ giả trong lòng mới thần chúng ta đúng là bọn hắn tín ngưỡng là bọn hắn sau này hy vọng là bọn hắn thần bọn hắn cần phải muốn cúng bái chúng ta đáng tiếc, ta đem Đông Hải bên trên sở hữu võ giả đều tính cùng một chỗ, duy chỉ có tính sai một cá nhân. Lâm Bạch Hoa Thanh Hải ngẩng đầu nhìn Lâm Bạch, trong mắt tràn ngập hối hận. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nhìn lấy Hoa Thanh Hải. Chính như Hoa Thanh Hải nói, hắn tính tới Đông Hải bên trên bất kỳ một cái nào võ giả, bao quát lần này đi phong ấn chi địa võ giả, hắn kết luận nhất định sẽ là độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên, kim thu bốn người này. Mà còn có một cái sa thông thiên, đáng tiếc cuối cùng sa thông thiên bị Lâm Bạch đánh bại cái này xuất hiện cái thứ nhất biến cố, nguyên bản hoa thanh hải kế hoạch là nhường sa thông thiên leo lên phù đại, lấy phương thức như vậy đi phong ấn chi địa, đến lúc đó tại cộng thêm bác đại gia tộc sai đi ra võ giả, liền tổng cộng có 6 cái bác đại gia tộc võ giả đi phong ấn chi địa. Đến lúc đó một chút vạch mặt, Kim Thu cũng sẽ chiếm được bác đại gia tộc trong trận doanh, loại cục diện này chính là ba đối bảy chém giết. Có thể Lâm Bạch xuất hiện, đại loạn hoa thanh hải kế hoạch. Thế cho nên nhường hoa thanh hải không thể không phòng thế là phía sau mới có, Hoa Thanh Hải mang theo bát đại gia tộc võ giả, đi trước phong ấn chi địa. Thứ nhất là cuối cùng cùng đại ma đàm phán. Thứ hai chính là sợ độc long đảo chủ, huyết kiếm khách, hướng thiên, lâm bạch bốn người này thủ đoạn quá nhiều, vạn nhất để bọn hắn chạy đi đâu. Thật là thiên phòng vạn phòng, cuối cùng kỳ xoa một chiêu, nhưng lâm bạch cùng huyết kiếm khách chạy đi. Hoa Thanh Hải đã sớm biết, bốn người này có thể tại Đông Hải cùng thần võ quốc bên trong sông ra lớn như vậy danh tiếng đến, cái kia tuyệt không phải là không phải hư danh hạng người, cho nên đã vô cùng cẩn thận, thật là vẫn có chuyện xấu. Lâm Bạch Dương Kiếm nói rằng, là các ngươi tự làm tự chịu. Hoa Thanh Hải cười lạnh nói, Lâm Bạch, ngươi hiểu chúng ta thống khổ sao? Hiểu loại kia tính mệnh không có ở đây trong tay mình cảm giác sao? Ngươi biết, chỉ cần cái kia đại ma xuất thế, chúng ta toàn thân huyết mạch cũng sẽ bị nô ấn tranh thủ, hướng thiên bên ngoài vị cường giả kia tuyên bố một cái đại ma xuất thế tin tức. Đến lúc đó, bác đại gia tộc võ giả, đều phải chết. Ta có biện pháp nào? ta bất quá là muốn sống khỏe mạnh mà thôi. ta có lỗi gì? lâm bạch lạnh lùng nói. người sai lầm lớn nhất lầm chính là không nên đem toàn bộ đông hải võ giả đánh bạc, để cho bọn họ tới cho các ngươi phụ trách. tính mạng các ngươi không có ở đây trong tay mình, các ngươi có thể dùng hán quan minh chính đại biện pháp đi giải quyết. cần gì phải đi cùng đại ma nói giao dịch, cần gì phải làm cho cả đông hải rơi vào trong nguy hiểm. hoa thanh hải, người bác đại gia tộc không phải là trên biển anh hùng, người bác đại gia tộc cũng sẽ không là trên biển mới thần ngươi bác đại gia tộc, cô phụ mảnh này biển, cô phụ gia hương ngươi, cô phụ trên biển sở hữu võ giả tín nhiệm. Hoa Thanh Hải bị Lâm Bạch mấy câu nói đó, nói rằng vẻ mặt xanh trắng. Câm miệng. Hoa Thanh Hải trống giận. Ta giết ngươi. Hoa Thanh Hải từ dưới đất bay vọt lên đến, một kiếm thẳng hướng Lâm Bạch. Lâm Bạch đôi mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, nói rằng. Ngươi bác đại gia tộc không xứng đáng đến Đông Hải thượng võ giả khoan thứ, trận chiến ngày hôm nay về sau, gia tộc của ngươi, tộc nhân của ngươi, sẽ vĩnh viễn tại nhục nhã cùng hổ thẹn trung độ qua. Các ngươi sẽ không bị khoan thứ. Chí ít, độc long tiền bối cùng hướng thiên, sẽ không khoan thứ ngươi. Lâm Bạch dơ cao kiếm trùng kích đi lên, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Thanh ca kiếm lục phẩm linh khí trực tiếp đem hoa thanh hải bảo kiếm trong tay chém vỡ, một kiếm xẹt qua hoa thanh hải yết hầu. Phốc suy. Hoa thanh hải ngửa mặt ngã xuống, trong đôi mắt lộ ra một tia hối hận. Đông hải nhà của ta. Lúc này, trên dưới bầu trời lên tiểu vũ, tích táp rơi vào hoa thanh hải trên mặt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bác đại gia tộc người cuối cùng, Sa lãng. Sa lãng vẻ mặt hoảng sợ, nhìn lấy hoa thanh hải đều chết, nhất thời đem đại đao ném một cái, quỳ trên mặt đất, đối lấy Lâm Bạch hô. Lâm Bạch, Lâm Bạch, ta biết sai, ta biết sai, vang cầu ngươi, không nên giết, đừng có giết ta. Lâm Bạch dương kiếm để tại sa lãng yết hầu, nói rằng. Nói cho bọn hắn biết, chân chính chân tướng. Lúc này 40 tỷ linh thạch bị toàn trường võ giả chia cắt trống không. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đều nhìn về phía trong sân, nhìn lấy Lâm Bạch cùng Sa Lãng. "Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói, ta nói." Sa Lãng khóc ròng ròng nói rằng. "Đông Hải chi vị, chính như Lâm Bạch nói, phong ấn đại ma nguyên bổn chính là một cái âm mưu, đây hết thảy đều là Hoa Thanh Hải chế định kế hoạch. Là chúng ta muốn cùng đại ma giao dịch, tốn hao thời gian 3 năm đi đánh nát phong ấn. Cũng là chúng ta đem quyên tiền nhiều hơn hơn 40 tỷ linh thạch, chiếm làm của mình." Lâm Bạch, không có lừa các ngươi, hắn nói hết thảy đều là thật. Sa lãng trong lòng hối hận, hắn biết rõ, hôm nay nói ra mấy câu nói đó, bác đại gia tộc liền chính thức từ Đông Hải bên trên thân bại danh liệt, sau này tử tôn, hầu như khó có nơi sống yên ổn. À, Lâm Bạch nói là thật. Ngươi bác đại gia tộc làm như thế, xứng đáng chúng ta sao? Các ngươi một đám tôn tử, vương bác đảng, đưa bọn họ tổ tông 18 đời móc ra lấy roi đánh thi thể. Các ngươi, vĩnh viễn không xứng đáng đến chúng ta khoan thứ từng cái đông hải võ giả chỉ vào sa lãng rống giận sa lãng bất đắc dĩ lắc đầu liên tục cười khổ lâm bạch ta đã dựa theo ngươi nói có thể hay không thả ta một cái mạng sa lãng chờ mong nhìn lấy lâm bạch lâm bạch nói rằng ta có thể thả ngươi một cái mạng nhưng ta muốn giúp người khác đâm ngươi hai kiếm nếu là ngươi có thể tại ta hai kiếm phía dưới còn sống ta liền phóng ngươi ly khai quyết kiếm khách vừa nghe vội vàng hô lâm bạch không muốn thả hắn đi thả hổ về rừng vô cùng hậu hoạn a à. Lâm Bạch mỉm cười lắc đầu, nhìn lấy Sa Lãng hỏi. Thế nào? Sa Lãng suy tư hồi lâu, cảm giác mình giàu gì cũng là thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, coi như là đánh không lại Lâm Bạch, nhưng chạy trốn tốc độ, chắc là Lâm Bạch đuổi không kịp. Lúc này đáp ứng. Tốt, liền hai kiếm. Chương 361 Hộ giáo chí tôn Nguồn Mê truyện audio com Tốt, ngươi chuẩn bị xong a à? Lâm Bạch ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tới đi. Sa lãng tức giận nói. Lâm Bạch đứng ở sa lãng trước mặt, toàn thân kiếm thế ngưng tụ. Một cổ mênh mông như biển kiếm ý, nhưng sa lãng trong nháy mắt cảm giác được một tia tuyệt vọng. Một kiếm này là vì hướng thiên đâm. Lâm Bạch một kiếm bay vọt lên, một cổ bóng đen của cái chết nhường sa lãng song khai hoảng sợ. Mạnh như vậy. Chạy à. a! Sa lãng quay người lại, cấp tốc hướng về quảng trường ở ngoài chạy đi. Lâm Bạch một kiếm xuất thủ, làng không một đạo cực bắn trúng sa lãng sau lưng đeo. Phốc suy. Sa lãng phun ra một ngụm tiên huyết, trùng điệp ngã trên mặt đất. Lâm Bạch bước nhanh đi tới. Lúc này Sa lãng mới phản ứng được, Lâm Bạch căn bản cũng không có định bỏ qua cho hắn, cái gì hai kiếm ước hẹn, Sa lãng hiện tại mới biết được, chính hắn căn bản là không có cách tránh được Lâm Bạch kiếm. Lâm Bạch, Lâm Bạch, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Sa lãng hoảng sợ kêu lên. Lâm Bạch ba ba, Lâm Bạch gia gia, không muốn, không muốn. Lâm Bạch tiến độ kiên định, ánh mắt tàn nhẫn, trực tiếp đi tới, giơ lên thanh ca kiếm, lạnh lùng nói. Một kiếm này là vì độc long đảo chủ đâm. Phốc suy. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, xa lãng đầu lâu bay ngang đi ra ngoài, rơi vào trăm mét ở ngoài. Đầu người phân ly đầu lâu rơi xuống đất, xa lãng trên mặt kia vẫn là một bộ vô cùng hoảng sợ khuôn mặt. Tốt, hai kiếm lấy qua, người có thể đi. Lâm Bạch liếc mắt nhìn xa lãng thi thể không đầu, lắc đầu nói rằng. Toàn trường võ giả sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách. Ở tại bọn hắn bên chân té toàn bộ Đông Hải bên trên cường đại nhất một đám võ giả. Lâm Bạch nói rằng. Đi thôi, tìm một chỗ đi uống rượu. Được. Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách ly khai, lưu lại hơn 50 vạn võ giả, trận mắt hốc mồm nhìn lấy thi thể đầy đất, hai người này tới đây vội vã, đi vậy vội vã. Liên tự như đúng, giết người hồng trần bên trong, thoát thân giao sát bên trong, sau đó phất y đi, ẩn sâu công và danh. Lâm Bạch cùng huyết kiếm khách ly khai quảng trường, đi tới thiên đảo chi thành bên trên lớn nhất trong tử lâu. Chén rượu đối chọi, một ngụm rượu mạnh vào bụng. Lâm Bạch nói rằng, nguyên bản ước định cẩn thận chắc là năm người không nghĩ tới bây giờ cũng chỉ còn lại có hai chúng ta huyết kiếm khách cũng hít sâu một hơi nói rằng đúng vậy ai sẽ nghĩ ra được vậy mà lại là như thế kết cục lâm bạch tiếp tục như vậy ngươi có tính toán gì không huyết kiếm khách hỏi ta dự định muốn hồi thần võ quốc đi linh tuyền hải ta cũng tìm được cũng cho độc long đảo chủ cùng hướng thiên báo thù đông hải tại cũng không có cái gì đáng giá ta lưu lại lâm bạch lắc đầu nói đến ngươi đây ngươi là chuẩn bị đi thiên kiếm vương triều sao Lâm Bạch nhớ kỹ huyết kiếm khách nói qua, chờ từ mê thất chi hải đi ra, hắn thì đi thiên kiếm vương triều, chuẩn bị tham gia lĩnh đông 700 quốc kiếm tu luận võ. Không, ta không đi, ta muốn ở lại Đông Hải. Huyết kiếm khách ngưng trọng lắc đầu nói rằng. Vì sao, ta thật là nhớ kỹ ngươi đã nói, danh kiếm sơn trang kiếm tu luận võ, nhưng là một cái kiếm tu cả đời vinh quang a. Lâm Bạch cười hỏi. Ha ha, vinh quang. Giống ta người như thế, liền không xứng người sở hữu vinh quang. Ta không đi, ta muốn lưu lại. Lâm Bạch, ngươi biết cởi ra Đông Hải sẽ là cái gì cục diện? Huyết kiếm khách lúc này yếu ớt hỏi. Lâm Bạch lắc đầu nói. Không biết. Huyết kiếm khách nói rằng. Bác đại gia tộc bây giờ đã tiêu vong, tiếp tục như vậy Đông Hải đem rơi vào một mảnh chém giết, các đại thế lực, toàn bộ có ngọn, vì đoạt địa bàn, đoạt tài nguyên, đại khai sát giới. Lâm Bạch có điểm minh Bạch gật đầu nói không sai, không có bác đại gia tộc đè nặng, những thứ này thế lực nhỏ tất nhiên sẽ khởi nghĩa vũ trang, đến lúc đó Đông Hải miễn không có là dài đến 10 năm lâu dài huyết chiến. Cần phải tại trong vòng 10 năm, Đông Hải bố cục cũng sẽ bị một lần nữa phân chia a. Huyết kiếm khách gật đầu nói. Cho nên ta muốn lưu lại, ta muốn dẹp loạn cái này tràn chiến loạn. Lâm Bạch Kinh ngạc nói. Ngươi muốn ở lại Đông Hải, khai tông lập phái sao? Huyết kiếm khách gật đầu nói. Ừm, ta nhất định muốn đối bây giờ Đông Hải phụ trách. Húng hồ Lâm Bạch, Bây giờ bác đại gia tộc thủ lĩnh đều đã chết, trừ bọn hắn ở ngoài, hai chúng ta là duy nhất biết rõ phong ấn chi địa người. Ta lưu lại, khai tông lập phái, thứ nhất có thể chỉnh hợp thế lực, sẽ không phát sinh không tất yếu đổ máu, thứ hai cũng có thể tiếp tục xem thủ phong ấn, để tránh khỏi bị dụng ý khó dò người tại lén vào đi vào. Hiện tại, là thời điểm gánh vác trách nhiệm. Quyết kiếm khách hít sâu một hơi nói rằng. Mời ngươi một ly. Lâm Bạch cười nhạt nói. Quyết kiếm khách mỉm cười. Lâm Bạch nói rằng thật là, hiện tại một mình ngươi thế đơn lực bạc, sợ rằng khó có thể nhường Đông Hải quần hùng tại thần phục A. Huyết kiếm khách nói rằng, cho nên, ta vẫn còn muốn xin ngươi xuất thủ A, ngươi giết bác đại gia tộc võ giả, hiện tại ngươi là Đông Hải bên trên mới thần, ngươi đứng ra lời nói, bọn hắn cũng không dám lỗ mãn. Lâm Bạch Cao Mày nói rằng, thật là ta đứng ra là không có vấn đề, nhưng ta sẽ không vĩnh viễn ở lại Đông Hải A, một khi ta đi. Huyết kiếm khách nói rằng, ngươi yên tâm, hiện tại ta chỉ yêu cầu ổn định bọn hắn liền có thể, chờ ngươi hồi thần võ quốc đi, ta liền đi mời ta sư phụ xuất sơn. Lâm Bạch cười nói. Ngươi còn có sư phụ? Huyết kiếm khách cười nói. Sư phụ ta là Đông Hải bên trên một vị duy nhất thần đang cảnh cao thủ. T. Lâm Bạch cả kinh, hiện tại hắn mới biết được nguyên lai huyết kiếm khách phía sau còn có một vị thần đang cảnh cao thủ A. À, ngươi chỉ cần tại trong tông môn, treo một cái chức vị là được, thế nào, giúp ta một tay, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Đông Hải máu chảy thành sông A. À. Huyết kiếm khách cuối cùng nói rằng được rồi vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu lâm bạch cuối cùng đáp ứng huyết kiếm khách nói không sai bác đại gia tộc lấy việc bây giờ đông hải liền sẽ tiến vào quần hùng các cứ cục diện đến lúc đó nhất định có là một mảnh máu chảy thành sông còn có chính là phong ấn chi địa thật là cần người đi thủ hộ mà bây giờ duy nhất biết rõ phong ấn chi địa hạ lạc người cũng chỉ có huyết kiếm khách cùng lâm bạch huyết kiếm khách nói hắn phải gánh vác nhận trách nhiệm lâm bạch cũng là rất chống đỡ hiện tại lúc này huyết kiếm khách lần nữa đi cái kia trong quảng trường lần này tiệc ăn mừng toàn bộ đông hải bên trên các đại thế lực các thế lực nhỏ có uy tín danh dự nhân vật đều tới chỗ này không hề nghi ngờ huyết kiếm khách lúc này muốn tuyên bố khai tông lập phái là lựa chọn tốt nhất lâm bạch cũng không có đi mà là thản nhiên ngồi ở chỗ này tiếp tục uống rượu uống ba ngày ba ngày sau huyết kiếm khách phái người tới mời lâm bạch đi quảng trường lâm bạch lần nữa bước vào quảng trường này lúc này trong sân đứng lấy đã không phải là bác đại gia tộc võ giả mà là huyết kiếm khách. Lúc này huyết kiếm khách, trên mặt kia không có ở đây có cái kia một bộ lỗ mãn lạnh lùng sắc mặt, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng cùng kiên nghị. Thậm chí còn, Lâm Bạch cảm giác được huyết kiếm khách trên người ngưng tụ một tia kiếm ý, Lâm Bạch gặp cái này cười một tiếng, không ngoài một năm, huyết kiếm khách là có thể lĩnh ngộ được kiếm ý, gặp qua hộ giáo chí tôn. Bọn ta bái kiến hộ giáo chí tôn. Nhìn thấy Lâm Bạch đi vào quảng trường, toàn trường có chừng hơn 50 vạn võ giả, toàn bộ hành lễ. Lâm Bạch cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy huyết kiếm khách, hộ giáo chí tôn đây là cái gì đồ vật mà nhường lâm bạch càng thêm kinh ngạc đúng huyết kiếm khách cư nhiên tại rất ngắn trong ba ngày liền đem những người này thu sạch phục huyết kiếm khách lên đây trước nói rằng ta nói rồi để ngươi treo một cái chức vị mà thôi ngươi không cần kinh ngạc như thế a à? lâm bạch lẩm bẩm ta nói rồi treo một cái chức vị mà thôi ta thật không ngờ ngươi treo được lớn như vậy lập tức liền tới hộ giáo chí tôn a à? huyết kiếm khách nói rằng không sai biệt lắm xứng với ngươi Lâm Bạch nhìn lấy toàn trường hơn 50 vạn võ giả ánh mắt, Lâm Bạch thấp giọng nói rằng. Ngươi nhanh như vậy liền đem những người này cho thu phục, phỏng chừng giết không ít người a. À. Huyết kiếm khách cười nhạt nói. Ta giết người, tính là ít. Nếu như thả bọn họ đi thiên đảo chi thành, bọn hắn giết người, vậy cũng không biết bao nhiêu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cũng thế. Chương 362 Quay về Linh Kiếm Tông Nguồn Mê truyện audio.com Quyết kiếm khách lúc này leo lên đài cao, cất giọng nói. Chư vị, hôm nay huyết kiếm tông khai sơn lập phái, sắp đặt trưởng giáo chí tôn cùng hộ giáo chí tôn, hai người đồng vị. Lâm Bạch, đảm nhiệm chính là hộ giáo chí tôn. Mà ta, đảm nhiệm trưởng giáo chí tôn. Huyết kiếm khách từ tốn nói. Huyết kiếm tông xuống, sắp đặt đan đường, từ thiên đan đảo, Lưu Thanh Phong đảm nhiệm chức đường chủ. Tuân mệnh. Một cái tu mi lão giả tóc trắng đứng ra nói rằng. Luyện khí đường, từ bách binh đảo, binh mạc đảm nhiệm chức đường chủ. Chế phu đường, từ huyền phong đảo, triệu phong đảm nhiệm chức đường chủ. Huyết ảnh đường, từ không về quần đảo, Lý Bách Sinh đảm nhiệm chức đường chủ. Thiên cơ đường, từ. Hải tâm đường, từ. Huyết kiếm khách từng cái điểm tướng ra khỏi hàng. Lâm Bạch cũng là đem những đường chủ này từng cái liếc mắt nhìn. Khoảng chừng thành lập có hơn 20 cái đường, các ti chức, coi như là ngũ tạng đầy đủ hết. Mà những đường chủ này, đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt kia đều là thật sâu hoảng sợ. Lâm Bạch ở chỗ này cũng không có chuyện gì, chỉ là đứng ra phát sáng cái lẫn nhau mà thôi vào tay một cái uy hiếp tính tác dụng cho nên lâm bạch cũng không thế nào nghiêm túc một bộ cà lơ phất phơ đứng ở huyết kiếm khách bên cạnh huyết kiếm tông sơn môn định tại một chỗ tên là huyết kiếm quần đảo địa phương huyết kiếm tông thành lập ngày đó bắt đầu ngày thứ hai liền bắt đầu điên cuồng đem bác đại gia tộc dưới cờ sản nghiệp toàn bộ bỏ vào trong túi huyết kiếm tông phía dưới huyết ảnh đường chuyên môn phụ trách ám sát phàm là có người không phục đều bị ám sát rất ngắn mấy ngày ở giữa huyết kiếm tông uy danh liền trải toàn bộ đông hải bên trên thật là rất là có rất nhiều thực lực không phục huyết kiếm tông điều này cần huyết kiếm khách chậm rãi đi giải quyết bọn hắn mà lâm bạch sẽ không có nhiều thời gian như vậy tại ở lâu huyết kiếm quần đảo huyết kiếm khách cùng huyết kiếm tông chư vị đường chủ tiễn lâm bạch đi tới cảng miệng huyết kiếm khách nói hôm nay muốn đi sao lâm bạch cười nói đúng vậy đi ra lâu cũng nên hồi huyết kiếm khách nói nếu như thần võ quốc ngây ngô để ngươi không hài lòng, vậy thì hồi hải ngoại đến, ngươi thật là huyết kiếm tông hộ giáo chí tôn A. Ha ha, lúc rảnh rỗi ta sẽ trở về tìm ngươi uống rượu. Lâm Bạch cười nhạt. Huyết kiếm khách vì Lâm Bạch chuẩn bị sau một chiếc thuyền lớn, cùng đủ quá nhiều nhân thủ, tiễn Lâm Bạch trở lại nội lục đi. Cáo biệt Đông Hải, Lâm Bạch hít sâu một hơi. Nhớ lại dọc theo con đường này, có thể nói từng bước hung hiểm A, hoa thanh hải kinh thiên đại cục, cuối cùng vẫn phó mặt đi tới Đông Hải cùng nội lục liên tiếp chỗ, Lâm Bạch lần nữa nhìn thấy Thương Hải Vân Thai Cung. Nhanh, nhanh. Lâm Bạch nhàn nhạt nhắc tới vài câu, thu hồi ánh mắt. Tiến vào nội lục, thuyền lớn tiến vào hắn tuyến đường an toàn, không có ở đây đi đế đô, mà là thẳng đến Linh Kiếm Tông mà đi. Linh Kiếm Tông cũng là dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, sắp đặt cảng miệng, có thể cho thuyền lớn trực tiếp dừng sát ở cảng miệng bên trên. Lâm Bạch xuống thuyền, ông quyền nói nói cảm ơn. Đa tạ triệu Lâm Huynh để ven đường hộ tống. Triệu Lâm, là huyết kiếm khách sai phái tới bảo hộ Lâm Bạch hội linh kiếm tông cao thủ, chính là một vị thiên võ cảnh thất trọng cao thủ. Triệu Lâm từ tốn nói. Hồ giáo chí tôn khách khí, lấy ngài tu vi, căn bản không cần ta hộ tống. Mà ta tới cái này, cũng bất quá là vì bảo hộ đội thuyền an toàn phản hồi huyết kiếm tông mà thôi. Hồ giáo chí tôn, ngày khác nếu như có rỗi rảnh, cũng xin hồi Đông Hải đến xem các huynh đệ. Lâm Bạch cười đáp. Nhất định, ta sẽ trở về. Triệu Lâm cười nói cái kia đã như vậy nơi đây là thần võ quốc chúng ta không tiện ở lâu liền cáo từ lâm bạch ông quyền cười nói bảo trọng triệu lâm cười nói bảo trọng lâm bạch đứng ở cảng miệng bên trên nhìn lấy huyết kiếm tông thuyền lớn xa xa mà đi tiêu thất trong tầm mắt lúc này lâm bạch mới quay đầu nhìn về phía linh kiếm tông lạnh lùng nói tô thương lão tử trở về ngày đó tô thương điều động tề dương đi ám sát lâm bạch nếu không phải lâm bạch có lôi thần ấn mang theo sợ rằng bây giờ đã trở thành tề dương dưới kiếm chi quỷ thù này không báo lâm bạch làm sao có thể dẹp loạn lửa giận trong lòng một đường đi lên linh kiếm tông lâm bạch lúc này mới phát hiện toàn bộ tông môn nội nhân số chí ít sống sờ sờ thiếu hơn một nửa rất nhiều trong cung điện đều là vắng vẻ giống như là người lập tức đều biến mất đồng dạng kỳ quái linh kiếm tông đệ tử đều đi đâu bên trong lâm bạch hết sức tò mò trước mặt kệ, trước hồi bạch vân phong gặp mặt sư phụ, sau đó đi kiếm minh tìm một cái lý kiếm tinh a, à, cũng không biết lý kiếm tinh người kia, lâu như vậy không thấy, tu vi có tiến bộ hay không? lâm bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói rằng, bước nhanh đi tới bạch vân phong bên trên, tam sư huynh, lâm bạch đi trước tìm lê sơn thanh, lúc này mới phát hiện, lê sơn thanh cũng không ở bạch vân phong bên trên, lâm bạch nhất thời cao mày, cảm giác có chút cổ quái, toàn bộ bạch vân phong trên đều tràn ngập một cổ quái dị khí tức, đi tới lăng thiên tử trước cung điện sư phụ ngươi ở đâu lâm bạch nhẹ giọng hô lăng thiên tử thanh âm từ bên trong cung điện truyền đến vào đi lâm bạch đi vào nhìn thấy lăng thiên tử vạn năm không thay đổi ngồi ở chỗ kia đọc sách liền cung kính hô đồ nhi bái kiến sư phụ lăng thiên tử cười khẽ nhìn lấy lâm bạch nói rằng ta nghe nói ngươi từ đế đô sau khi ra ngoài liền đi hải ngoại chắc là đi tìm linh tuyền hải đi thế nào nhưng có thu hoạch lâm bạch cười nói đã có một chút thu hoạch ta đã đem đại ngũ hành quyết kim linh tuyền hỏa linh tuyền thủy linh tuyền ngưng tụ ra hiện tại chỉ còn lại có thổ linh tuyền cùng một linh tuyền một linh tuyền còn dễ nói ta đã có một chút tin tức thế nhưng thổ linh tuyền bây giờ còn chưa có bất kỳ một chút hạ lạc lâm bạch có chút sầu mi khổ kiểm nói đến lăng thiên tử cười nói ta đều là chỉ có một chỗ có thổ thuộc tính vạn năm linh vật lâm bạch kinh hỷ hỏi sư phụ người biết a à, ở nơi nào có cũng xin sư phụ báo cho biết lăng thiên tử nhàn nhạt nói đến dựa theo ngươi tam sư huynh hội điếu tặng trở về tin tức nói, hình như là tại biên cương, có một cái đại nguyệt quốc hoàng tử trong tay, có một cái tên là Thái Sơn ấn lục phẩm linh khí. Cái này Thái Sơn ấn bên trong, có một viên thổ linh châu, ẩn chứa tinh thuần thổ thuộc tính linh khí. Nếu như ngươi có thể đạt được cái này Thái Sơn ấn, đem đánh ra, lấy ra bên trong thổ linh châu, hoàn toàn có thể cho ngươi ngưng tụ ra thổ linh tuyền tới. Lâm Bạch hai mắt kinh hỉ nhìn lấy Lăng Thiên tử, nói rằng: "Đa Tạ sư phụ báo cho biết." Lăng Thiên tử cười nhạt nói: không có việc gì, Nguyên bổn chính là ngươi Tam sư huynh cố ý cho ngươi lưu ý, trước đó vài ngày truyền hồi nói tới, vốn là muốn chính miệng nói cho ngươi, thật là ngươi vẫn chưa về. Lâm Bạch đối Lê Sơn thanh tràn ngập cảm kích. Vị này Tam sư huynh, mặc dù biểu hiện ra không có trợ giúp cho Lâm Bạch nhiều ít, thật là ở trong bóng tối là thật giúp Lâm Bạch không ít, vì Lâm Bạch khắp nơi suy nghĩ. Đã như vậy, vậy ta lập tức chuẩn bị một chút, liền đi biên cương. Lâm Bạch kích động nói rằng. Biết được có thổ thuộc tính linh châu hạ lạc, Lâm Bạch căn bản không muốn có bất kỳ dây dưa Hận không thể hiện tại liền bay đến biên cương đi, lấy ra thổ linh châu, ngưng tụ thổ linh tuyền." Lăng Thiên tử nói rằng, "Đi thôi. Lâm Bạch, đã ngươi muốn đi biên cương, như vậy ta cho ngươi một cái túi gấm, tại ngươi tuyệt vọng thời điểm có thể mở ra, có thể cho ngươi hy vọng mới." Lăng Thiên tử khi đang nói chuyện từ trong ngực lấy ra một cái túi gấm đến, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, "Sư phụ, trong này giả trang là cái gì?" Lăng Thiên tử nói, "Chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy tuyệt vọng, mở ra túi gấm." người có thể nhìn thấy hy vọng. Nhớ lấy, bình thường không nên mở ra. Lâm Bạch đem túi gấm thích đáng thu, cùng kính nói. Đệ tử tuân mệnh, cái kia đệ tử cáo lui trước. Đi thôi. Nhớ kỹ, lập tức là hạch tâm võ giả khảo hạch thời gian, không muốn làm lỡ. Lăng thiên tử gật đầu. Đệ tử nhanh như vậy từ hải ngoại trở về, chính là vì chuẩn bị chiến cái này hạch tâm võ giả. Mời sư phụ yên tâm, sư phụ bản lĩnh thật sự, đồ nhi là học định. Lâm Bạch đắc ý cười nói sau đó, Lâm Bạch ly khai cung điện. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi nói rằng. Không nghĩ tới, lúc này mới rất ngắn một tháng không đến lúc đó ở giữa, hắn cư nhiên liền từ thiên võ cảnh nhất trọng đột phá đến thiên võ cảnh lục trọng. Ma đạo võ hồn, quả nhiên nghịch thiên. Thật không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Chương 363 Lâm Bạch, ta yêu cầu ngươi, canh thứ năm. Nguồn Mê truyện audio.com Lâm Bạch đi xuống Bạch Vân Phong, sắc mặt kích động, bây giờ biết được thổ thuộc tính linh vật hạ lạc, nhưng Lâm Bạch căn bản không tâm tư tu chỉnh, hận không thể bay thẳng đến biên cương đi. Đi một chuyến kiếm minh a. À? Không biết tại ta đi trong đoạn thời gian này, kiếm minh có hay không bị thần minh khiêu khích. Lâm Bạch nhất thời hướng đi kiếm minh tổng bộ phương hướng. Dọc theo đường đi đi tới, Lâm Bạch thật đúng là phát hiện toàn bộ linh kiếm tông đệ tử đều thiếu một hơn phân nữa. Vắng vẻ linh kiếm tông, khí tức đều tản ra một cổ quỷ dị mùi vị. Làm Lâm Bạch đi tới kiếm minh thời điểm, cũng phát hiện kiếm minh võ giả hầu như đều không có ở đây, càng là không có tìm được Lý kiếm tinh, Vương Hạo, tôn càng đám người. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao linh kiếm tông võ giả đều không có ở đây? Lâm Bạch kinh hô nói liên tu. Lúc này, Lâm Bạch thẳng đến kiếm minh trưởng lão ở nơi này. Cũng may Lâm Bạch tại kiếm minh bên trong tìm được nhị trưởng lão. Đệ tử Lâm Bạch cầu kiến nhị trưởng lão. Lâm Bạch tại lầu các bên ngoài cung kính hô thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong lầu liền bước nhanh đi tới một cái mặt mũi hồng hào, vẻ mặt sắc mặt vui mừng lão giả, cực nhanh đi tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch, ngươi trở về. Lâm Bạch vừa nhìn, nhị trưởng lão gặp hắn bình an trở về, trong lòng cũng là mừng như điên không thôi. Ít khi, nhị trưởng lão trách cứ. Ngươi hài tử này, làm sao từ triều dương cung sau khi đi ra, cũng không trước hồi tông cửa, đi cái gì hải ngoại, về tới trước không được sao. Vừa mới kinh lịch đại chiến, hải ngoại có là như vậy hung hiểm, lại nhiều như vậy hải tặc, giả như ngươi thương thế trên người còn không có khép lại, xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? nhị trưởng lão hơi hơi trách cứ nói đến, lâm bạch trong lòng hơi hơi cảm động một chút, nói đến, mặc dù là tại triều dương cung bên trong chịu một chút thương thế, thế nhưng cũng may đều đã phục hồi như cũ được không sai biệt lắm. nhị trưởng lão, vì sao ta xem linh kiếm tông đệ tử đều thiếu một nửa a, à, bọn hắn đi cái kia, ta vừa rồi tại kiếm minh bên trong tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy lý kiếm tinh, vương hạo bọn hắn. nhị trưởng lão khẽ thở dài một cái nói rằng là như thế này, biên quan chiến sự báo nguy, nằm ninh quan thất thủ, kỷ bắt đã mang theo đại bộ phận địa võ cảnh ở trên kiếm minh đệ tử đi biên cảnh. Cái gì? Nằm ninh quan thất thủ. Điều này sao có thể, trưởng công chúa thật là mang theo 700 vạn đại quân đi nằm ninh quan, làm sao có thể thất thủ? Lâm Bạch Kinh Hô liên tục nói đến. Không sai, trưởng công chúa thật là mang theo 700 vạn đại quân đi qua, thật là đại nguyệt quốc lần này xuất binh, trên mặt nổi là 500 vạn, nhưng còn có tối binh 500 vạn chờ trưởng công chúa đại quân, mới vừa đến biên cương thời điểm, liền lọc vào đại nguyệt quốc mãnh liệt tiến công, 700 vạn đại quân tổn thương quá nữa, Nam Ninh Quang cũng thất thủ. Nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Lâm Bạch nói rằng. Cái kia vì sao không theo đế đô một lần nữa điều động binh mã đi qua? Trưởng công chúa bây giờ trong tay thật là nắm giữ ước chừng 2.000 vạn binh lực A. Nhị trưởng lão nói rằng. Chuyện này ta cũng không rõ ràng, có người nói trưởng công chúa xác thực hướng đế đô cầu viện qua, thật là viện quân chậm chạp chưa tới, thế cho nên làm lỡ chiến cơ, Nam Ninh Quan thất thủ. Hiện tại Đại Nguyệt Quốc nghìn vạn lần đại quân, nhảy vào thần võ quốc cảnh nội, tại đây thần võ quốc Nam cảnh nội điên cùng càng quét, đã là một mảnh máu chảy thành sông gián dấp. Cho nên vì thế, tứ đại tông môn nhau nhau điều khiển cao thủ võ đạo, đi trước tiền tuyến, cổ vũ công chúa Bình Định chiến loạn. Chúng ta linh kiếm tông đệ tử, hầu như đi tám thành, trưởng lão các trưởng lão đều đi hơn 70 vị. Lâm Bạch nghe nhị trưởng lão vừa nói như vậy. Hướng đế đô cầu viện, lại chậm chạp không có được viện quân. Như vậy chỉ có thể nói tại đế đô bên trong, có một cái có thể một tay che trời người, đem cái này thư cầu viện, cho cản lại. Cái này nhân loại, nhất định là quyền khuynh triều giả, lấy thúng úp voi. Tề vương gia. Lâm Bạch hai mắt hiếp một cái. Lúc trước cuối năm vĩ tế vừa mới kết thúc, Tề vương gia vừa mới bị gọt quyền, đại nguyệt quốc hứng thú binh xâm phạm biên giới, Lâm Bạch liền cảm giác được chuyện này không phải đơn giản như vậy. Quả nếu không, xem ra chuyện này cùng Tề vương gia là khá liên quan. Bây giờ Nam Ninh Quan thất thủ, Đại Nguyệt Quốc nhìn vạn lần đại quân nhảy vào thần võ quốc bên trong, đấu đá lung tung, công thành đoạt đất, thần võ quốc Nam Cảnh đã là một mảnh thay ngang đồng nội, dân chúng lầm than. Toàn bộ Nam Cảnh đều bị chiến tranh khói thuốc súng chỗ trang đầy. Nhị trưởng lão nói rằng, đúng, trưởng công chúa phái người cho ngươi tiễn tam phong tin, thật là đưa tới thời điểm, ngươi vẫn chưa về, ta liền thay ngươi nhận lấy. Hiện tại cho ngươi đi, ta không có xem qua tin. Khi đang nói chuyện, nhị trưởng lão từ trong túi trữ vật lấy ra tam phong phong kín tốt giấy viết thư đưa cho lâm bạch lâm bạch kết quả nhìn lấy phong thư bên trên tú lệ bút tích đây cũng là trưởng công chúa tự tay viết không thể nghi ngờ trưởng công chúa cho hắn viết qua tin nhất định là có vạn phần chuyện khẩn yếu lâm bạch khẩn cấp mở ra phong thư thứ nhất phong thư thứ nhất trên giấy viết lâm bạch ta vừa mới xuất quân đạt được năm ninh Quang còn chưa làm sơ chỉnh đốn liền bị đại nguyệt quốc đánh bất ngờ nửa đêm tự chiến ba canh giờ thương vong quá nữa ngay cả sở gian lưu đều thân chịu trọng thương mặc dù đẩy lùi quân địch nhưng chúng ta cũng tổn thương thảm trọng nam ninh quan nguy nga tường thành đã bị đại nguyệt quốc chuẩn bị diệt thành pháo kích suy sụp phân nữa ta không biết tòa thành trì này còn có thể chống đỡ bao lâu lâm bạch có phải là thật hay không không phải một cái lĩnh quân chiến tranh liệu lần đầu xuất chinh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang từ đế đô đi ra ngoài vừa tới nam ninh quan liền chịu cái này đại bại vọng quân hồi tin chỉ điểm ta đây là phong thư thứ nhất nội dung Lâm Bạch sau khi xem xong, tâm đều nắm chặt. Trưởng công chúa kiêu ngạo như thế một cái nữ nhân, lần đầu treo trận xuất chiến, liền chịu thảm như vậy bại, thậm chí còn đều để nàng hoài nghi mình có hay không có thể đảm nhiệm được thống soái tam quân năng lực. Ngay cả sở gian Lưu đều tại đánh lén ban đêm bên trong thân chịu trọng thương, kém chút chết trận. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi, ánh mắt càng phát ra sắc bén. Mở ra phong thư thứ hai, phía trên viết: Lâm Bạch, Nam Ninh Quan thất thủ, Đại Nguyệt quốc xuất binh nghìn vạn lần, chúng ta căn bản không đỡ được ta mang đến 700 vạn đại quân đã sắp tử thương hầu như không còn, bây giờ chúng ta đã lui giữ năm cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng, gia nguyệt Quang. Nếu ngươi thu được gửi thư, xin ngươi nhanh tới biên cương, giúp ta bình định chiến loạn. Hết phong thư thứ hai về sau, Lâm Bạch sắc mặt bắt đầu lạnh lùng đứng lên. Phong thư thứ hai, chắc là trưởng công chúa thất thủ Nam Ninh Quang sau viết cho Lâm Bạch. Nam Ninh Quang thất thủ, trưởng công chúa lui giữ năm Cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng gia Nguyệt Quang. Cái này không thể nghi ngờ chính là đem toàn bộ năm Cảnh chi địa, chắp tay đưa cho đại nguyệt quốc quân đội. Thảo nào lúc này năm cảnh là một mảnh thay ngang đồng nội, dân chúng lầm than. Lâm Bạch trầm mặt mở ra đệ tam phong thư. Cái này tam phong trong thơ, không có nhiều như vậy văn tự. Chỉ có một câu nói. Lâm Bạch, ta yêu cầu ngươi. soát Lâm Bạch đem tam phong tin thu vào trữ vật đại, vẽ mặt hiện ra sát khí, thẳng đến kiếm minh ở ngoài đi tới. Lâm Bạch, ngươi muốn đi cái kia. Nhị trưởng lão xem Lâm Bạch đầu cũng không quay lại ly khai, vội vàng hỏi biên cương. Lâm Bạch len khen mạnh mẽ nói rằng. Mặc dù Lâm Bạch lúc này cũng đối nhị trưởng lão ly khai, nhưng nhị trưởng lão như trước có thể cảm giác được Lâm Bạch trên mặt sát khí cùng hắn thanh ca kiếm bên trên hàng quan. Nhị trưởng lão hai mắt hiếp một cái, nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng ly khai, nhàn nhạt nói đến. Lại có mạnh như thế khí thế, xem ra Lâm Bạch lần này đi biên cương, sợ rằng sẽ máu chảy thành sông nha. Chương 364 Đêm không trăng giết người đêm Nguồn Mê truyện audio.com thần võ quốc trọng lớn vô biên lãnh thổ quốc gia bên trên, chỉ có năm cảnh tới gần đại nguyệt quốc. Năm cảnh bên trên, có hai đạo cửa ải, một đạo chính là tuyến đầu Nam Ninh Quang, nơi đây là đại nguyệt quốc tiến công cái thứ nhất yếu điểm. Qua Nam Ninh Quang, liền coi như là tiến vào thần võ quốc Nam Cảnh. Đạo thứ hai cửa ải chính là Gia Nguyệt Quang. Qua Gia Nguyệt Quang, là có thể thẳng đến đế đô. Gia Nguyệt Quang là Nam Cảnh cuối cùng một cửa ải, nếu là bị đại nguyệt quốc phá tan, cái kia đại nguyệt quốc quân đội, đem thẳng đến đế đô mà đến đến lúc đó thì không phải là cái gì phân tranh, nếu như xử lý không tốt, thần võ quốc có thể sẽ vì vậy bị đại nguyệt quốc tiêu diệt. Cho nên bây giờ năm cảnh tình hình chiến đấu là 10 phần không thể lạc quan. Mà bây giờ đại nguyệt quốc quân đội đã phá tan năm ninh quan, tại đây năm cảnh nội đấu đá lung tung, trắng trận tàn sát thành trì, cướp đoạt đủ loại tài nguyên tu luyện. Lần này đại nguyệt quốc xuất chinh thần võ quốc, có thể nói là thần võ quốc cùng đại nguyệt quốc mấy trăm năm qua, lớn nhất một trận chiến tranh. Linh Kiếm Tông đi đến Gia Nguyệt Quang lộ trình cũng không xa. Lâm Bạch từ Linh Kiếm Tông lấy một con khoái mã về sau, chỉ cần ba ngày thời gian là có thể đến Gia Nguyệt Quang. Ngày thứ hai ban đêm, Lâm Bạch ngự mã đi tới một mảnh rừng rậm rạp bên trong. Tính một chút lộ trình, cần phải sáng sớm ngày mai là có thể đến Gia Nguyệt Quang. Lâm Bạch nhìn sắc trời một chút rất khuya. Mà một bên con ngựa, liên tục chạy băng băng hai ngày, tiêu hao cũng là rất lớn, trên mặt hiện ra hết vẻ mệt mỏi. Lâm Bạch mỉm cười nói. Đã ngươi mệt, vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi a. À? Lâm Bạch vỗ con ngựa cổng, nhàn nhạt nói đến. Cũng không biết Gia Nguyệt Quang tình cảnh như thế nào. Lâm Bạch có chút lo lắng nói đến. Ở trong rừng đốt lửa đắp, Lâm Bạch ngồi xuống, mà con ngựa đã sớm mệt mỏi té trên mặt đất, khò khò ngủ say. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu viết cho hắn tin, riêng là nhìn thấy tấm thứ ba trong thơ, một câu kia, Lâm Bạch, ta yêu cầu ngươi. Câu nói này, nhưng Lâm Bạch cảm giác được Bạch Tiêu Tiêu chắc là rơi vào tuyệt cảnh, bằng không lời nói, lấy bạch tiêu tiêu tốt như vậy cường tính khí, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy lời nói tới. Ta lập tức tới ngay. Lâm Bạch nắm phong thư, kiên định nói rằng. Sạc sạc sạc. Vừa lúc đó, đột nhiên trong rừng truyền đến một mảnh dẫm đạp tiếng lá cây âm. Lâm Bạch nhất thời cảnh giác, trưởng phong đảo qua, đem trước mặt đóng lửa tắt, thuấn tức đứng lên, nhìn về phía hắc ám trong rừng. Hưu. 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 Giữa lúc lúc này, từng nhánh mũi tên nhọn ở trong rừng phá không mà đến thình thịch một tiếng, một bóng người từ trong tối bay ngang mà ra, rơi vào Lâm Bạch bên chân. Đây là một người mặc áo đen nam tử, hắn nhìn thấy Lâm Bạch, đối Lâm Bạch hô. Cứu ta, theo ta. Lâm Bạch hỏi. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Người quần áo đen này nói rằng. Ta là thần võ quốc thiên lang quân đoàn, phụng trưởng công chúa Chi Mệnh, đi trước đế đô cầu viện, không muốn mới vừa rời đi gia nguyệt quan, liền gặp phục kích, chúng ta một chuyến tám người, bây giờ cũng chỉ còn lại có ta một cá nhân còn sống, Ngươi là đi cầu viện. Lâm Bạch vội vàng đem người này đỡ dậy. Hưu. Đột nhiên lúc này, một chi mũi tên nhọn từ trong bóng tối bay ra ngoài, bắn thẳng đến người này sau lưng đeo. Lâm Bạch ánh mắt như điện, mau tay nhanh mắt đưa tay chọc một cái, đem cái này mũi tên nhọn vững vàng bắt bỏ vào trong tay. Bọn hắn muốn giết ta, bọn hắn không cho chúng ta đi cầu viện. Cái này Hắc Y nhìn thấy Lâm Bạch bắt lại mũi tên nhọn, nhất thời kinh hô nói rằng. Bọn họ là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Không biết, không biết. Bọn hắn hình như là biết rõ chúng ta tung tích, chúng ta khẽ động, bọn hắn liền lập tức nhận thấy được. Hắc y nhân yếu ớt nói rằng: "Không sao cả, ngươi ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi, ta." Lâm Bạch đem hắc y nhân kia đỡ dậy, tựa ở trên cây khô. Nhất thời, Lâm Bạch hai mắt nhìn về phía hắc ám trong rừng. "Kiếm ý." Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, nhất thời kiếm ý khuếch tán mà ra, đem toàn bộ rừng rậm bên trong đều bao phủ lại. Kiếm ý bám vào tại mỗi một chiếc lá phía trên nhưng Lâm Bạch cảm giác được rõ ràng trong rừng sở hữu nằm vùng ở người trong bóng tối. Tổng cộng 25 người, đều là thiên võ cảnh nhất trọng tu vi. Hư hư, ta đến muốn nhìn một chút là ai muốn chặn giết trưởng công chúa cầu viện sứ giả. Lâm Bạch bước ra một bước, nhảy vào hắc ám trong rừng. Cái kia cầu viện sứ giả vội vàng đối Lâm Bạch hô. Thiếu hiệp, ngươi cẩn thận a, à, những người này có thể khó đối phó. Xoát. Lâm Bạch nhảy vào trong rừng, tốc độ lập tức bay tăng đứng lên, tự như là trong bóng tối một đầu mảnh thú đang tìm bọn hắn con mồi kỳ quái, tiểu tử kia đi nơi nào? Trong tối, một cái kẻ tập kích kinh hô nói rằng, hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch từ trước mặt hắn tiêu thất. Ngươi tại tìm ta sao? Giữa lúc hắn kinh ngạc không gì sánh được thời điểm, Lâm Bạch lạnh lùng thanh âm vang lên tại hắn bên tai. Người này sắc mặt đại biến, hai mắt trừng lớn, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch cái kia một tấm băng lãnh gương mặt. Chết. Người này phát hiện Lâm Bạch, lúc này một chưởng nộ hướng mà ra, mạnh kích Lâm Bạch trên ngực mà đi. Ngươi là người phương nào, vì sao phải ám sát trưởng công chúa cầu viện sứ giả? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Hừ hừ, xuống địa ngục hỏi Diên Vương A. Người này cười lạnh một tiếng, đổi lấy Lâm Bạch quanh sát mà đi. Lâm Bạch hai mắt nhất biến, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Chém xuống một kiếm, thông thiên triệt địa kiếm quang đánh tới. Đem cái này nam nhân đánh bay ra ngoài, đụng vào trên đại thụ. Nói, là ai phái ngươi tới? Lâm Bạch đem mũi kiếm để ở chỗ này người trên cổ họng, hỏi. Giết ta đi, ta chết cũng sẽ không nói. Người này quật cường nói rằng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, nói rằng. Ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Lúc này, Lâm Bạch đi tới trước mặt người này. Ngươi muốn làm gì? Người này kinh hô lên. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Sư hồn. Lâm Bạch một chưởng nộ bổ xuống, đặt tại người tập kích này trên đỉnh đầu. Người này là thiên võ cảnh nhất trọng tu vi, tại sao có thể là Lâm Bạch đối thủ? Sư hồn triển khai, trong đầu của người nọ ký ức, trong chớp mắt từ Lâm Bạch trước mắt chợt lóe lên. Rất nhanh, Lâm Bạch liền tìm được người này thân phận tin tức. Trương Thủy, lệ thuộc thần võ quốc tề gia quân chiến ưng dưới trướng, vì trinh sát doanh thập phu trưởng. Lâm Bạch buông ra người tập kích này, một kiếm tựa đầu sọ gọt bay. Quả nhiên là tề vương gia đang làm trò quỷ, đem trưởng công chúa phái đi ra ngoài sở hữu cầu viện sứ giả, toàn bộ đều cho ám sát, thảo nào trưởng công chúa một mực hướng đế đô cầu viện, lại không thể đạt được bất luận cái gì trợ giúp. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh nụ cười, lúc này ánh mắt đảo qua toàn bộ trong rừng, còn còn có hơn 20 cái kẻ tập kích đang du động. Không cần phải nói, những người này cũng đều là tệ gia quân một viên. Đã các ngươi đều là tệ gia quân người, cái kia đều đi chết đi. Lâm Bạch thân pháp như điện, ở trong rừng cấp tốc truyền thủ. Quan trên, ngươi không sao chứ? Quan trên. Rất nhiều kẻ tập kích phát hiện không có nghe thấy trương thủy chỉ lệnh, nhất thời kinh hô lên. Phốc suy. Phốc suy. A a a a lúc này, từng đạo băng lãnh kiếm quan tự hắc ám trong rừng chật lóe lên lập tức từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến cầu viện sứ giả nhìn lấy trong rừng kiếm quan không ngừng thoáng hiện dựng lên trên mặt cũng là một mảnh vẻ kinh hãi giây lát về sau lâm bạch chậm rãi bước từ trong bóng tối đi tới vị này cầu viện sứ giả vội vàng hỏi thiếu hiệp ngươi không sao chứ những người tập kích kia đâu yên tâm đi đều đã giải quyết ngươi bây giờ còn có thể cưỡi ngựa đi sao lâm bạch đối cầu viện sứ giả hỏi vị này cầu viện sứ giả nói rằng không thành vấn đề, cho dù chết, ta cũng sẽ đem mật hàm đưa đến đế đô, bằng không lời nói, gia nguyệt quan một khi thất thủ, cái kia thần võ quốc liền nguy hiểm. Lâm Bạch nói rằng, như vậy liền tốt, ngươi cưỡi ta ngựa đi đế đô, nhất định phải gặp bệ hạ, đem mật hàm giao cho hắn, nhưng hắn hỏa tốc phát binh trợ giúp gia nguyệt quan. Mà ta hiện tại liền đi gia nguyệt quan, cổ vũ công chúa bảo vệ. Vị này cầu viện sứ giả nói rằng, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ, nơi đây khoảng cách đế đô đã không phải là rất xa, ta à, ra roi thúc ngựa cần phải tại sau 4 ngày sẽ đến, đến lúc đó gặp mặt bệ hạ. Tin tưởng viện quân tại trong vòng 10 ngày liền có thể đạt được gia nguyệt quan. 10 ngày. Lâm Bạch hai mắt hít một cái, cảm giác này 10 ngày chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy tốt vượt qua. Chương 365. Liên bại 7 ngày. Nguồn. Mê truyện audio com Gia Nguyệt Quang là nam cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng, chính là nam cảnh cả vùng đất một tòa hùng vĩ thành trì sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bạch thân ảnh liền xuất hiện ở gia nguyệt quan bên ngoài. Đêm qua hắn đã đem mã giao cho cái kia cầu viện sứ giả, nhưng hắn hỏa tốc chạy tới đế đô, gặp mặt bệ hạ, nhất định muốn mang viện quân tới. Mà Lâm Bạch lại còn không biết, làm cái này cái cầu viện sứ giả mới vừa tới đế đô liền bị tệ vương gia người phát hiện, trong tối giải quyết, căn bản không có nhìn thấy bệ hạ. Lâm Bạch một đêm chạy như bay, đi tới gia nguyệt quan xuống. Giờ khắc này ở gia nguyệt quan cửa thành, đến không hết võ giả cấp tốc hướng về thành miệng đi ra, hướng về thần võ quốc đế đô mà đi. Những thứ này đều là chạy nạn võ giả, tu vi đều tại địa võ cảnh phía dưới. Địa võ cảnh phía dưới tu vi, tại đại nguyệt quốc thiết kỵ phía dưới, thật là không có chút nào phản kháng chỗ trống. Lâm Bạch đi ngược dòng nước, đi vào gia nguyệt quan bên trong. Gia nguyệt quan bên trong, chung quanh đều có người mặc trọng khải, tay cầm giáo võ giả, đến hồi hồi người tuần tra, không dám chút nào chậm trễ. Đại quân vào ở gia nguyệt quan, lúc này các lộ lương thảo tài nguyên, linh dược khoáng thạch đều rối rít vận chuyển đến gia nguyệt quan tới, Lâm Bạch sư huynh. Giữa lúc Lâm Bạch yên lặng đi ở gia nguyệt quan bên trong thời điểm, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng kinh hô âm. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, một cái chàng trai tuấn tú, người mặc bố giáp, cột tóc lên, hai mắt lấp lánh có thần, tự như là một vị thiếu niên thần tướng, uy phong lẫm lẫm. Lý Kiếm Tinh, ngươi làm sao mặc thành cái dạng này? Lâm Bạch cười nhạt nói. Thật là ngươi a, à, Lâm Bạch, ngươi rốt cục tới. Đây là trưởng công chúa cho chúng ta chuẩn bị bố giáp, có người nói có thể chống cự bình thường tam phẩm linh khí công kích, Lý Kiếm Tinh đi tới kích động nói rằng. Ngươi rốt cục tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Lý Kiếm Tinh vỗ Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cười nói. Ta vừa mới trở lại Linh Kiếm Tông, chỉ nghe thấy biên quan báo nguy, liền ngựa không dừng vó qua đây, hiện tại tình huống thế nào. Tứ Đại Tông môn đệ tử tham chiến. Lý Kiếm Tinh sắc mặt hơi hơi xấu hổ nói rằng. Đúng, Đại Nguyệt Quốc không tiếp thụ thần võ quốc luận võ đàm phán, dự định cường công, tự như muốn một hơi thở đem thần võ quốc nuốt một dạng tất nhiên bọn hắn không tiếp thụ luận võ đàm phán, vậy chúng ta tứ đại tông môn đệ tử, cũng chỉ có thể trực tiếp tham chiến. Lâm Bạch Vấn Đạo, tứ đại tông môn bên trong có cái nào đệ tử tới? Lý Kiếm Tinh nói rằng, có không ít đâu, chúng ta linh kiếm tông hầu như địa võ cảnh ở trên võ giả toàn bộ đều tới. Mà Thương Hải Vân Thai Cung, nội cung tứ hoàng một trong ngô kiếm, đã đến hơn 10 ngày, nhưng chưa từng có xuất thủ qua. Liệt hỏa cung tới là hỏa linh. Hắn là liệt hỏa cung đệ nhị thiên tài, một thân hỏa thuộc tính công pháp, tu luyện tới đăng phong tạo cực cấp độ. Vô phong môn không có phái người tới. Mà chúng ta linh kiếm tông, bởi vì tô thương đang bế quan đột phá, cho nên mới người là hạch tâm võ giả, diệt mạc bắt. Không chỉ là các đệ tử nhúng tay, cái này đại chiến chủ yếu nhất là các trưởng lão tỷ thí. Chúng ta linh kiếm tông thập đại trưởng lão đều tới hai vị, kỷ bắc, quý bạch nhị vị trưởng lão. Mà thương hải vân thai cung phái tới mộ dung kỳ cùng hắn hơn một trăm vị thiên võ cảnh cửu trọng trưởng lão. Lâm Bạch vừa nghe, thầm kinh hãi vô luận là ngô kiếm hỏa linh diệp mạc Bắc đều cũng coi là thiên tài tuyệt thế từng cái đều hết sức lợi hại ngô kiếm tại thương hải vân thai cung bên trong được gọi là nội cung tứ hoàng thực lực cực kỳ kinh khủng đồng thời hắn chính là thần võ thiên tài bản bên trên cao thủ hỏa linh liệt hỏa cung cung chủ con trai thứ hai cũng đồng thời được khen là liệt hỏa cung đệ nhị thiên tài coi như thần võ thiên tài bản bên trên cao thủ hắn có được viễn siêu đồng cấp lực lượng diệp mạc bắc linh kiếm tông chính vị hạch tâm võ giả một trong tu vi cao thâm trắc hàng năm ở bên ngoài du lịch, lần này trở lại tông môn chuẩn bị hạch tâm võ giả khảo hạch, nhưng không nghĩ quốc chiến bạo phát, liền theo đội ngũ đi tới biên cương. Mà Quý Bạch, Kỷ Bắc đều là linh kiếm tông thập đại trưởng lão, tu vi đến gần vô hạn nửa bước thần đang cảnh, bọn hắn đến chỗ này, không thể nghi ngờ là trở thành trụ cột vững vàng. Mà Mộ Dung Kỳ, người này cũng là nửa bước thần đang cảnh giới, coi như Thương Hải Vân Thai cung lão bài trưởng lão, sau đến Thương Hải Vân Thai cung hắn mấy vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo tín nhiệm, tu vi cũng là khủng bố phi phàm. Còn có hắn rất nhiều cao thủ, số đều không đếm đi qua. Lý Kiếm Tinh nói rằng Lâm Bạch yên lặng gật đầu Trưởng công chúa đâu? Ta muốn tăng trưởng công chúa. Lý Kiếm Tinh nghe thấy Lâm Bạch lời này, nhất thời thức tỉnh, vẻ mặt kinh hải nói rằng Không tốt, ta kém chút đem chính sự cấp quên mất. Lâm Bạch, hiện tại trưởng công chúa tại đây trước trận cùng Đại Nguyệt Quốc Hoàng tử Thác Bạc Phong đối thoại đây. Ngươi là không biết à, mấy ngày nay Đại Nguyệt Quốc bên trong võ đạo tông môn phái người khiêu chiến, đã thắng liên tiếp 10 ngày. Thần võ quốc mới là khí thế hoàn toàn không có, quân tâm tan rã a. À. Lâm Bạch hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút đi. Lý Kiếm Tinh nói rằng, đi một chút, chúng ta đi trước trên tường thành lại nói. Vừa đi vừa nói chuyện, vừa đi theo Lý Kiếm Tinh đi tới, hắn một bên cho Lâm Bạch nói, Thác Bạc Phong là Đại Nguyệt Quốc Hoàng thất nhị hoàng tử, đồng thời cũng là Đại Nguyệt Quốc thiên tài bản bên trên cao thủ tuyệt thế. Năm gần đây, trong cung liên tiếp truyền ra Đại Nguyệt Quốc Hoàng để muốn thọ nguyên không nhiều tin tức vì vậy, Thác Bạc Phong vì thắng được phụ hoàng niềm vui, tại cuối năm nay lúc, ngự giá thân chinh, thẳng đến thần võ quốc mà đến. Lúc này mới có như bây giờ quốc chiến. Theo lấy đại nguyệt quốc công phá năm ninh quan về sau, thần võ quốc tứ đại tông môn bắt đầu tham chiến, mà lúc này đây, đại nguyệt quốc võ đạo tông môn cũng bắt đầu tham chiến. Đại nguyệt quốc võ đạo tông môn, không bằng thần võ quốc có bốn cái. Đại nguyệt quốc võ đạo tông môn, chỉ có một cái siêu cấp hàng loạt, tên là Thánh Nguyệt Tông. Thánh Nguyệt Tông là đại nguyệt quốc bên trong cường đại nhất võ đạo tông môn, không ai sánh bằng, tại Thánh Nguyệt Tông bá chủ cấp bậc thống trị xuống, hầu như các thế lực vừa mới có ngọn đi ra, liền bị Thánh Nguyệt Tông thôn vệ. Vì vậy, bây giờ Thánh Nguyệt Tông cường đại đến môn hạ đệ tử sở hữu tiếp cận hơn 500.000 người, nội môn đệ tử hơn trăm 000 hạch tâm võ giả vượt lên trước hơn 1.000 người, trưởng lão các thành viên đều vượt qua tiếp cận 3.000. Như thế tông môn nội tình, ngay cả Thương Hải Vân Thai Cung đều muốn chỗ thua kém một đầu. Thánh Nguyệt Tông đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm, thiên võ cảnh ở trên võ giả mới có thể trở thành nội môn võ giả, mà chỉ có thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên võ giả mới có tư cách đi tranh đoạt hạch tâm võ giả vị trí. Lần này quốc chiến, Thánh Nguyệt Tông điều khiển tiếp cận một vạn nội môn võ giả đi trước biên quan, mà đồng thời lại có 700 vị hạch tâm võ giả đi theo, 500 vị trưởng lão cùng đường. Thánh Nguyệt Tông xuất động nhiều như vậy cao thủ, tự như có một bộ muốn trợ Thác Bạc Phong đem thần võ quốc ăn tới gián dấp. Nam Ninh Quan công phá về sau, Thác Bạc Phong đại quân tại Nam Cảnh tùy ý càng quét. Sau đó, Thác Bạc Phong đem đại quân trữ hàng tại Gia Nguyệt Quan ở ngoài, cùng trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu đối mặt. Gia Nguyệt Quan so với năm Ninh Quan khó có thể công phá, huống hộ trong thành đại lượng quân giới vật tư, tài nguyên tu luyện, linh đan dịu dược, đủ đủ nhường thần võ quốc đại quân thủ vững một tháng. Cho nên, vì bức trưởng công chúa xuất chiến, Thánh Nguyệt Tông mỗi ngày liền điều động cao thủ tại trước trận gọi chiến. Từ 7 ngày trước bắt đầu, thần võ quốc tứ đại tông môn có bao nhiêu cao thủ xuất chiến, nhưng không một may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị thua liên bại bảy ngày, nhưng Bạch Tiêu Tiêu chịu khổ ti chớp thần võ quốc quân tâm tan rã, khí thế hoàn toàn không có, ngay cả trên tường thành tướng sĩ tại liên bại sau bảy ngày, đều cảm thấy thần võ quốc có thể phải diệt quốc. Mà liên bại sau bảy ngày, có một bộ phận trong quân tướng sĩ bắt đầu dao động, nhào nhào thoát đi ra nguy quan đi. Cái này trong vòng bảy ngày, chạy ra quân đội tướng sĩ, đều vượt qua mười vạn đông đúc. Bảy ngày liên bại, quân tâm tan rã. Ngày hôm nay là ngày thứ chín. Không có sai biệt, Đại Nguyệt Quốc Đại Quân tại Giang Nguyệt Quan bên ngoài gọi chiến. Chương 366 Trước trận gọi chiến Nguồn Mê truyện audio com Trên tường thành, trưởng công chúa một đời nhung trang, khăn trùm không cần phải lông mi đứng ở chính giữa. Tại trưởng công chúa bên trái, lấy sở giang lưu đám người dẫn đầu chư hậu vương thế tử gia, uy phong lẩm lẩm, người mặt trọng khải đứng thẳng, nhìn chầm chầm trông về phía xa cái này thành tường bên ngoài đại nguyệt quốc hổ lan chi sư. Tại trưởng công chúa bên trái, lấy kỷ bắc, quý bạch, mộ dung kỳ đám người dẫn đầu tứ đại tông môn tuyệt thế trưởng lão mỗi cái sắc mặt ngưng trọng ăn nói có ý tứ trong con người mang theo một tia thâm trầm sát ý mà sau đó tại trưởng lão đám người bên người liền đứng lấy đến từ thần võ quốc các đại thế lực bên trong thiên tài kiệt xuất bên trong liền có vô cùng nổi danh hỏa linh ngô kiếm dịp mặt bắt đám người nhóm người này xếp thành một hàng lúc này ở trên tường thành hội tụ toàn bộ thần võ quốc đỉnh cao lực lượng lúc này Lâm Bạch cùng Lý Kiếm Tinh chậm rãi hướng đi lên thành tường, Lâm Bạch xa xa liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu, gặp nàng không có việc gì, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Lập tức, Lâm Bạch nhìn về phía dưới tường thành. Trong sa trường, đang có hai nam tử, không ngừng lấy mệnh tướng đỏ sức, từng chiêu độc ác, cần phải đánh chết đối phương. Mà ở chiến trường đối diện, cái kia rầm rạp, sắp xếp chỉnh tề quân đội bên trong, một tòa cao to ngay vàng tòa giá bên trên, một cái 27-28 tuổi thanh niên nam tử, khuôn mặt tuấn tú, cái cầm chỗ giữ lại râu ria. Lúc này hắn sắc mặt lộ vẻ cười nhìn về phía trong sa trường, một tay bưng chén rượu lên, bên người còn có mấy cái tuổi thanh xuân thị nữ, lột bỏ quả nho, cho ăn vào trong miệng. Người này chính là đại nguyệt quốc nhị hoàng tử, cũng là đại nguyệt quốc hiếm có thiên tài kiệt xuất, thác bạc phong. Tại đây ngay vàng tọa giá bên trên, còn có một lần trước trẻ con. Lão giả này, một bộ phong khinh vân đạm, bạch y trường bào, đầu tóc bạc trắng bạc phơ, ánh mắt của hắn mỉm cười nhìn phía xa, vẻ mặt ung dung. Lão giả này tên là Đường Thiên Hạo, chính là đại nguyệt quốc thánh nguyệt tông phó trưởng giáo một trong tu vi võ đạo coi như tại đồng cảnh giới bên trong cũng cũng coi là người nổi bật mà cái kia một thiếu niên niên kỷ cũng bất quá mới chừng 20, mươi mày kiếm mắt sáng môi hồng răng trắng mỉm cười ở giữa lộ ra một tia tà mị màu sắc trang nhã người này tên là triệu liễu chính là thánh nguyệt tông bên trong một ngàn hạch tâm võ giả bên trong 10 vị trí đầu tu vi cực độ khủng bố tại đại nguyệt quốc có thể danh khí cơ hồ không dưới tại thác bạc phong thác bạc phong đường thiên hạo triệu liễu xem như là chủ trì bổn tràng chiến dịch nhân vật trọng yếu. Thác Bạc Phong ánh mắt hiếp lại, nhìn từ xa lấy xa trường bên trong, cười nhạt nói. Các ngươi thánh nguyệt tông vị này đệ tử không tệ a, à, kiếm pháp siêu quần, tin tưởng không ra 10 cái hiệp đấu, cái kia linh kiếm tông đệ tử liền nhìn không được. Đường Thiên Hạo khẽ cười nói. Ha ha, Tôn Kiệt, chính là thánh nguyệt tông hạch tâm đệ tử, tu vi thiên võ cảnh thất trọng, coi như tại cùng trong cảnh giới, hắn cũng cũng coi là một vị cao thủ, cái kia linh kiếm tông tiểu đồ vật tại sao có thể là đối thủ của hắn, Thác Bạc Phong cười nhạt nói. Xem ra chúng ta hôm nay có thể ung dung thắng lợi, đây đã là ngày thứ 9, gia nguyệt quan bên trong quân tâm hầu như đều nhanh tan hết a. À? Đường Thiên Hạo cười nói. Không sai biệt lắm, theo gia nguyệt quan nội tuyến người xuyên đến tin tức, cái này 7 ngày liên bại nhường thần võ quốc quân tâm tan rã, đào binh nhân số đều đã tăng đến tiếp cận 10 vạn người. Thác Bạc Phong cười nói. Đây chính là ta muốn kết quả, không chiến mà khuất nhân chi binh, mới là thượng sách. Chỉ là đáng tiếc a, à? cái này thần võ quốc tới nhiều thiên tài như vậy lại không có một cái có thể làm cho triệu liễu huynh gặt hái tiểu vương thật là rất muốn kiến thức một chút triệu liễu huynh kiếm pháp thác bạc phong nhìn bên người triệu liễu nói rằng triệu liễu cười nói điện hạ phóng nhãn toàn bộ thần võ quốc bên trong cũng chỉ có hai người có thể làm đối thủ của ta một cái thương hải vân thai cung đoạn thương hải một cái ngô kiếm mà người khác ta chưa bao giờ không coi vào đâu thác bạc phong cười nói ta thật là nhớ kỹ ngô kiếm đã đến gia nguyệt quan phỏng chừng ngươi chờ chút có cơ hội giao thủ với hắn triệu liễu cười nói xin điện hạ yên tâm nếu ta cùng ngô kiếm giao thủ ta nhất định đem người khác đầu cho ngài mang về được thác bạc phong đắc ý cười nói chờ lần này khải hoàng hồi triều chư vị công lao tiểu vương đều sẽ nhớ kỹ ngày khác ta leo lên ngôi cửu ngủ tất nhiên không quên thánh nguyệt tông hết sức giúp đỡ tình triệu liễu cùng đường thiên hạo đều là hài lòng cười cười sa trường bên trong luận võ đấu kiếm trong hai người, linh kiếm tông đệ tử dần dần rơi xuống hạ phong. Ba chiêu sau đó, linh kiếm tông vị kia đệ tử trực tiếp bị thánh nguyệt tông tôn kiệt cảm dưới kiếm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, thánh nguyệt, thánh nguyệt, thánh nguyệt. Tôn kiệt chém giết linh kiếm tông đệ tử, toàn bộ đại nguyệt quốc trong quân đội, liền truyền đến như sấm sét la lên. Một người hô, hàng ngàn hàng vạn người đồng hô. Tiếng gầm cuồn cuộn nổi lên xa trường bên trong bão cát, tự như mang theo bách chiến bách thắng lực lượng, đụng vào gia nguyệt quan trên tường thành. Ai, lại thua? Lại thua, lẽ nào thần võ quốc nhất định vong sao? Lẽ nào ta thần võ quốc thiên tài, không ai có thể đánh bại tôn kiệt sao? Ai? Ai? Vừa mới bị thua, tại lâm bạch bên người, rất nhiều tướng sĩ đều mây đen vẻ mặt nói rằng. Bộ dáng kia, mười phần quể oải, thậm chí là mất đi đối nhân sinh hy vọng. Lý Kiếm Tinh ở một bên yên lặng nói rằng nếu như tại tiếp tục như vậy, rất nhanh thần võ quốc quân tâm liền không còn sót lại chút gì. đến lúc đó đại nguyệt quốc đánh bất ngờ lời nói, cái kia sợ rằng thần võ quốc tướng sĩ đem không có chút nào chống đỡ chi lực a. À. lâm bạch thật sâu gật đầu. hiện tại thần võ quốc nhu cầu cấp bách một trận đại thắng, tới vãn hồi quân tâm. trưởng công chúa thắt tim lại, nhìn thấy linh kiếm tông đệ tử rơi xuống, máu tươi tại chỗ, trong con ngươi cũng là lộ ra một tia không đành lòng. sở giang lưu thấp giọng nói rằng chủ soái, không thể tại cứ tiếp như thế, nếu đang tiếp tục như vậy khiêu chiến đi, bên ta quân tâm nhất định tan rã. Mạc tướng chờ lệnh, xuất quân xuất chiến, liều mạng một lần. Bọn ta đều là nguyện theo sở vương gia xuất chiến, lấy mệnh tương bác, thủ ta thần võ quốc sơn hà vĩnh cố. Một phương, chư hầu vương thế tử nhau nhau một chân quỳ xuống, hướng bạch tiêu tiêu chờ lệnh. Bạch tiêu tiêu từ tốn nói. Sở vương gia, bây giờ không phải là lấy mệnh tương bác thời điểm, chúng ta bây giờ binh lực không đủ, coi như ra khỏi thành cũng là chịu chết kỷ bắt thật sâu gật đầu nói. Trưởng công chúa nói rất có lý, bây giờ không phải là lấy mệnh tương bác thời điểm. Bây giờ còn chưa tới tử chiến đến cùng thời điểm, bất quá bây giờ, chúng ta gấp cần một trận đại thắng tới vãn hội quân tâm A. Trưởng công chúa từ tốn nói. Thật là bên ta thiên tài, lại có ai có thể có dùng lực thiên quân chi lực. Kỷ Bác nhìn về phía hỏa linh cùng ngô kiếm hai người. Trưởng công chúa cũng theo lấy kỷ Bác ánh mắt nhìn qua đi. Thôi được trưởng công chúa tự nhiên cũng nhìn ra được, bây giờ chỉ có hỏa linh cùng ngô kiếm hai người xuất thủ một lần, mới có thể hoàn toàn thắng lợi, vãn hồi quân tâm. Lúc này, trưởng công chúa hướng đi ngô kiếm cùng hỏa linh vị trí. Ngô kiếm vẻ mặt phong khinh vân đạm nhìn lấy vị này sống an nhàn sung sướng trưởng công chúa điện hạ đi tới, khóe miệng lộ ra một tia dâm tà nụ cười. Mà hỏa linh cũng là một bộ ngã ngớn nhìn lấy trưởng công chúa. Hai người này vừa nhìn chính là không có hảo ý, bạch tiêu tiêu trong lòng cũng là hết sức rõ ràng nếu như không phải bây giờ đã đến vạn phần tinh yếu trước mắt bên trên trưởng công chúa là tuyệt đối sẽ không đi cầu hai người này trưởng công chúa đi tới nói rằng nhị vị bây giờ đã là binh lâm dưới thành bên ta liên bại bảy ngày nếu như hôm nay bại một lần chính là tám ngày liên bại đến lúc đó bên ta quân tâm nhất định tan rã cũng xin nhị vị xuất thủ mang đến cho chúng ta một trận đại thắng đổi về quân tâm lấy để cho chúng ta có thể chống được viện quân lúc chạy đến sau khi trưởng công chúa thanh âm đều có chút ăn nói khép nép nói nhìn thấy vị này cao ngạo công chúa, có thể đối với bọn hắn như vậy nói chuyện, ngô kiếm cùng hỏa linh trong lòng là một trận thống khoái. Riêng là vị này trưởng công chúa là thần võ quốc bên trong nổi danh mỹ nhân, cái kia tư thái, cái kia ngực, chân kia, đều là nhân gian hiếm có cực phẩm. Hỏa linh ngã ngớn cười nói. Tất nhiên trưởng công chúa đều như vậy nói, ngô kiếm huynh, ngươi thấy thế nào? Ngô kiếm mỉm cười, nói rằng. Trưởng công chúa, chờ ta ra tay cũng được, bất quá ta có một cái yêu cầu. Trưởng công chúa hiếu kỳ nhìn lấy ngô kiếm, hỏi. Yêu cầu gì? Nếu thần võ quốc có thể thỏa mãn các ngươi, ta đều hội tận lực bằng lòng các ngươi. Ngô Kiếm cười nói. Yêu cầu này rất đơn giản, trưởng công chúa chính mình là có thể đáp ứng chúng ta. Cái kia chính là, nếu như trưởng công chúa có thể bồi huynh để chúng ta ngủ một đêm lời nói, chúng ta ngay lập tức sẽ xuất thủ. Hỏa Linh đắc ý cười nói. Đúng vậy, ta cũng là ý tứ này. Không biết trưởng công chúa ý như thế nào? Chương 367 Hắn, tới Nguồn mê truyện audio com cái này hỏa linh cùng ngô kiếm một bộ đắc ý liên tục mang theo tà mị nụ cười nhìn lấy bạch tiêu tiêu bạch tiêu tiêu vẻ mặt phẫn nộ giận không kềm được đây quả thực là khinh người quá đáng các ngươi hai tên hỗn trướng khinh người quá đáng đi theo bạch tiêu tiêu bên người sở giang lưu giận tím mặt cầm trong tay giáo liền muốn xông lên tìm ngô kiếm cùng hỏa linh liều mạng thương hải vân thiên cung cùng liệt hỏa cung chính là trắng chuột một ổ mà ngô kiếm cùng hỏa linh tự nhiên cũng là cá mè một lứa trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu ngăn lại sở Giang Lưu, lạnh giọng nhìn lấy ngô kiếm cùng hỏa linh nói rằng. Hừ hừ, bản công chúa cũng không tin, ta đường đường thần võ quốc, lãnh thổ quốc gia tung hoành ngàn tỷ dặm, quốc nội võ giả cao thủ như mây, trừ các ngươi ta tìm không ra một cái có thể đánh bại tôn kiệt cao thủ sao? Ngô kiếm khiêu khích cười một tiếng. Trưởng công chúa Điện Hạ, ta có thể rất rõ ràng nói cho, tại gia nguyệt quan bên trong, trừ ta cùng hỏa linh ở ngoài, người khác, căn bản không thể nào là tôn kiệt đối thủ. Hỏa linh cười nói ha ha, ngô kiếm huynh, tất nhiên trưởng công chúa muốn đi tìm, vậy thì nàng đi tìm a, à, đợi nàng tìm chưa đến thời điểm, nàng tự nhiên liền sẽ ngoan ngoãn hồi tới tìm chúng ta, đáp ứng chúng ta yêu cầu. Ngô kiếm đắc ý cười nói. Cũng đối với, hỏa linh huynh nói có lý a. À. Đồ hỗn trướng. Trưởng công chúa ảo não gầm nhẹ một tiếng, xoay người trở lại trung ương chủ soái chi vị bên trên. Mà ngô kiếm cùng hỏa linh, hai người đều là vẻ mặt đắc ý cười rộ lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, trưởng công chúa là tất nhiên sẽ chủ động bò lên trên bọn hắn dương. Kỷ Bắc nhìn thấy trưởng công chúa vẻ mặt băng hàng trở về, thấp giọng hỏi. Làm sao? Đàm phán không thành. Trưởng công chúa lạnh lùng nói. Hai cái súc sinh, chờ ta bình định lần này chiến loạn, ta nhất định tự mình dẫn đại quân, giết tới liệt hỏa cung cùng thương hải vân thai cung. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch cũng đều biết, cái này hỏa linh cùng ngô kiếm hai người, cũng không phải cái gì đồ tốt. Sa trường bên trong. Tôn Kiệt đứng ở liệt dương hạ đẳng sau khi hồi lâu, không kiên nhẫn nhìn lấy trên tường thành, nói rằng. Ui ui ui, các ngươi thần võ quốc có còn hay không võ giả ra nghênh chiến a à, ta đều nóng chết tạm được không được a à. tôn kiệt trêu rao lên trưởng công chúa bây giờ trong lòng gian nan tiếng thối lưỡng nan tôn kiệt nhìn lấy trưởng công chúa khẽ cười nói trưởng công chúa a à, ta nói ngươi một cái phụ đạo nhân gia lĩnh cái gì binh đánh cái gì ý vào a à, hay là về nhà đi giúp chồng dạy con a à. nếu như trưởng công chúa không có như ý lan quân vậy tại hạ có thể nhận lấy ngươi nha tôn kiệt đắc ý cười nói bất quá nói rất hay a à ngươi gả cho cháu ta kiệt, đến đại nguyệt quốc, ngươi chỉ có thể làm thiếp, biết không? Ha ha ha, trưởng công chúa chỉ có thể làm thiếp. Đường đường thần võ quốc trưởng công chúa gả cho tôn kiệt làm thiếp, cái này tốt. Thác bạc phong lúc này cũng là thoải mái cười ha hả. Nhất thời, toàn bộ đại nguyệt quốc trong quân đội, truyền đến từng đợt tiếng cười. Ha ha ha, thần võ quốc trưởng công chúa, ngươi gả cho tôn kiệt làm thiếp đi, thua thiệt không ngươi. Đúng đấy, nhưng ngươi nhìn bọn ta đại nguyệt quốc nam nhân, là có cỡ nào tinh tráng. Nãy nãy, trưởng công chúa a ngươi liền đáp ứng môn này hôn ước a trong đại quân không ngừng truyền đến cười thanh âm trưởng công chúa sắc mặt xấu hổ mà sở gian lưu các loại chờ một đám trong quân tướng sĩ càng là chịu đến vô cùng nhục nhã đường đường thần võ quốc trưởng công chúa lần này lĩnh binh xuất chiến chủ soái bị đại nguyệt quốc nói thành gã qua còn chỉ có thể làm tiểu thiết, làm nhục như vậy mặc kệ là ai cũng khó mà nuốt xuống cơn giận này vô cùng nhục nhã riêng là sở gian lưu cái kia một đôi nhãn thần tự như muốn cách không đem tôn kiệt ăn tươi một dạng. Trưởng công chúa sắc mặt lộ ra tuyệt vọng tự dễu, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, tuyệt vọng nói rằng. Lẽ nào ta thần võ quốc khí số đã hết sao? Nghe tiếng đã lâu thánh nguyệt tông cao thủ như mây, tại hạ đến đây lãnh giáo hai chiêu. Đột nhiên lúc này, một cái bình thản thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thanh âm này bình thản tột cùng, nhưng nói lúc đi ra, lại ngạnh sinh sinh đem thiên hạ sở hữu tiếng cười chế trụ. Toàn trường kinh ngạc, nhìn về phía trên thành tường, tìm kiếm người nói chuyện trong nháy mắt, lý kiếm tinh bên người lâm bạch nhảy lên một cái, từ nguyên nga trên thành tường vững vàng rơi vào trong sa trường, làm bóng người này nhảy lên thời điểm, trưởng công chúa bạch tiêu tiêu trong mắt nước mắt đều chảy ra, trưởng công chúa nước mắt theo nàng mỹ lệ gương mặt chảy xuống, đây là kích động nước mắt, là vui vui mừng nước mắt, là cảm kích nước mắt, nàng biết rõ, hắn tới, tại nàng nhất tuyệt vọng, bất lực nhất, cần nhất có người đứng ra giúp nàng một tay thời điểm, hắn tới, hắn giống như là một vị bạch y thần tướng cầm trong tay chiến kiếm từ trên trời giáng xuống trước bình thiên hạ chiến loạn thủ sơn sông vĩnh cố huy kiếm chém vỡ huyền hoàng lại định ra càng khôn vô song bạch y thần tướng từ trời rơi xuống lâm bạch mặt không chút thay đổi đứng ở trong sa trường quay đầu vừa nhìn nhìn về phía trưởng công chúa cùng nàng bốn mắt tương đối trưởng công chúa trong mắt kích động nước mắt chảy ròng một chút nức nở bộ dáng như thế đến không được nghĩ là một vị chinh chiến thiên hạ anh thư lại như là một cô gái bé bỏng một dạng kỷ bắc quý bạch Nhìn thấy Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, nhất thời kích động toàn thân rung lên. Lâm Bạch. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch đều là khó có thể tin kinh hô. Hắn từ hải ngoại trở về. Kỷ Bắc cùng Quý Bạch cũng đều là biết rõ Lâm Bạch ra biển tin tức, lại thật không ngờ, rất ngắn hơn 10 ngày thời gian, Lâm Bạch liền từ hải ngoại trở về. Bất quá, càng làm cho Kỷ Bắc cùng Quý Bạch cảm động may mắn là, Lâm Bạch hồi tới đúng lúc A, à, là phò mã gia. Là phò mã gia trở về sở giang lưu đứng ở trưởng công chúa bên người thần sắc kích động vỗ trên tường thành cục gạch phấn khởi kêu to lên là phò mã gia a là lâm bạch hắn chính là cái nào tại triều dương cung lực áp quần hùng thiếu niên thiên tại sao rất nhiều thế tử gia cũng đều là nhao nhao kinh hô lên nhất thời cái này kinh hô thanh âm lập tức ở trên tường thành lan tràn ra mộ dung kỳ nhìn thấy lâm bạch hai mắt cũng là lóe lên băng lạnh ánh sáng mộ dung kỳ không quên tự mình một người trở lại thương hải vân thai cung thời điểm có thể là sống sờ sờ quỳ gối sơn môn chỗ, trọng ba ngày, để cầu trưởng giáo trách phạt. Ba ngày sau, trưởng giáo mới đặt xá mộ dung kỳ. Cái khi ba ngày quỳ gối sơn môn thời điểm, mộ dung kỳ liên tục không nghĩ lấy lâm bạch. Muốn lấy như thế nào đem lâm bạch giết, như thế nào nhường lâm bạch bị chết vô cùng thống khổ. Tin tưởng ta, bây giờ toàn bộ chiến trường bên trên, tuyệt đối không phải thác bạc phong muốn nhường lâm bạch chết, muốn cho nhất lâm bạch người chết, tuyệt đối là mộ dung kỳ. Lâm bạch. Chiến ưng siết quả đấm, hai mắt căm tức nhìn lâm bạch chiến phong đã bị phế chiến phong bị phế đêm đó tề vương gia tự hạ lệnh đem chiến phong ném tới ăn mày ổ đi chiến ưng nhìn qua chiến phong chiến phong bây giờ lại biến thành một cái ăn mày vết xe đổ phía sau xe chi sư chiến ưng âm thầm thề chính mình tuyệt đối không muốn giống như đại ca của mình như vậy đang biến thành một cái ăn mày chỉ cần có thể bảo trụ thân phận hôm nay địa vị chiến ưng có thể trả giá tất cả nhưng chiến ưng đối lâm bạch hận thật là chưa từng có ngăn chặn qua hắn muốn báo thù hắn muốn giết lâm bạch vì mình tranh thủ được vô thượng vinh quang. Hắn chính là giết dịch hàng cái kia lâm bạch. Ngô kiếm có chút hăng hái liếc mắt nhìn cái kia xa trường bên trong nam tử quần áo trắng, cười khẩy. Có vẻ như nhìn cũng không gì hơn cái này nha. Chương 368 Trạm dưới kiếm, canh thứ năm. Nguồn Mê truyện audio com Hắn chính là giết dịch hàng cái kia lâm bạch. Ngô kiếm có chút hăng hái liếc mắt nhìn cái kia xa trường bên trong nam tử quần áo trắng, cười khẩy. Có vẻ như nhìn cũng không gì hơn cái này nha. Hỏa Linh cười lạnh nói. Người này giết ta liệt hỏa cung không ít người, lưu lượng, vạn hạ đều là chết ở trong tay hắn. Hừ, thù này không báo, liệt hỏa cung vĩnh viễn không bỏ qua. Theo lấy Lâm Bạch xuất hiện, trên tường thành các võ giả, có người cao hứng, cũng có người yên lặng. Tôn Kiệt khinh thường cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng. Ngươi, một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả cũng dám hạ xuống khiêu chiến ta, muốn chết phải không? Lâm Bạch hai mắt hàm sát, lạnh giọng nói rằng. Ra tay đi, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Tôn Kiệt cả kinh, đắc ý cười to nói. Nhà à, như thế cuồng, gấp gáp như vậy đi tìm cái chết sao? Cái kia đã như vậy, nói lên tính danh đến, lão tử dưới kiếm không giết vô danh chi nhân. Lâm Bạch Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng. Tốt, Lâm Bạch, ngươi đúng là chết ở ta dưới kiếm thứ chín thần võ quốc thiên tài. Thiên hỏa kiếm pháp chi hỏa thụ ngân hoa. Tôn Kiệt sau khi nói xong, bảo kiếm trong tay vọt một cái, liên tiếp tia lửa ở giữa không trung giật mình. Một kiếm này đánh tới, kiếm thế lập tức tự như hóa thành thiên quân vạn mã, hung mảnh va chạm mà đến, nhấc lên khắp trời phong trần. Song phương giao thủ, toàn trường chú ý, trưởng công chúa lau khô khóe mắt nước mắt, lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Kỷ Bắc, đánh bại, Sở Giang Lưu cũng đều là vẻ mặt lo lắng. Mà Mộ Dung Kỳ, Ngô Kiếm, Hỏa Linh thì là khóe miệng cười nhạt, hận không thể Lâm Bạch chết ở Tôn Kiệt trong tay. Thác Bạc Phong ăn một viên thị nữ truyền đạt quả nho, cười nói: "Trận chiến này, các ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Thiên Hạo cười nhạt nói: ha hả, lấy tôn kiệt thiên võ cảnh thất trọng tu vi, một chiêu đủ để đem người này đánh chết. Triệu liễu cũng cười nói. Đường thiên hạo trưởng lão nói không sai, huống hồ bây giờ tôn kiệt còn thi triển ra thiên hỏa kiếm pháp, bộ kiếm pháp này thật là một quyển địa cấp bác phẩm kiếm pháp, thi triển ra bộ này kiếm pháp, cùng trong cảnh giới đều không người nào có thể ngăn trở tôn kiệt một kiếm, cái kia thiên võ cảnh lục trọng võ giả, làm sao có thể lập tức. Thác bạc phong thỏa mãn cười nói. Nói như vậy, chúng ta lại thắng một trận. Ha ha ha, tới uống rượu vậy chúng ta chúc mừng Điện Hạ lại được thắng một trận. Đường Thiên Hạo cùng Triệu Liễu song song nâng chén, xa trường bên trên chiến đấu cũng còn không có phân ra thắng bại, mà những người này đã đang ăn mừng thắng lợi. Xa trường bên trong. Chết đi. Tôn Kiệt Lộ vẻ giữ tận cười giận dữ, một kiếm sông đến như bay, rạn nước huyền hoàng, đánh nát hư không. Xong, xong. Thần Võ Quốc lại muốn bại, Tôn Kiệt như thế một kiếm quá mạnh mẽ. Đúng vậy, thiếu niên áo trắng kia, chỉ sợ là chết chắc a. À. Hừ, đáng đời, gọi hắn khinh thường, muốn đi ra ngoài cậy anh hùng, chết cũng đáng đời. đứng ở trên tường thành các võ giả nhao nhao kinh hô lên. nhưng mà ngay tại lúc này, lâm bạch đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhìn lấy tôn kiệt hung mảnh một kiếm đâm tới, làm sao? dọa sợ. ngô kiếm xấu hổ vừa cười vừa nói, hơn phân nửa là dọa sợ a. À? hỏa linh ha ha cười như điên. trưởng công chúa nín hơi mà đợi, nói rằng, lâm bạch, ngươi đang chờ cái gì đâu? phản kích a. À ha ha ha, chết đi. Tôn Kiệt mang theo cùng tiếu xong lại. Vậy thì xem ai chết. Coi như một kiếm này đến Lâm Bạch trước mặt nháy mắt, đột nhiên, vẽ hàng quang từ Lâm Bạch trong túi trữ vật lóe lên mà ra, rơi vào Lâm Bạch trong tay, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Công. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy sắc thép đụng nhau thanh âm truyền đến. Tôn Kiệt bảo kiếm bị chém đứt, kinh hải liên tiếp lui về phía sau, kinh hô. Ngươi lại có lục phẩm linh khí. Ha ha ha, cái này lục phẩm linh khí bảo kiếm là ta tiểu tử, tiếp tục như vậy ta đem thi triển ra một kích mạnh nhất, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi. Tôn Kiệt nhìn chầm chầm Lâm Bạch, cười lạnh. Người nói nhảm quá nhiều, không có cơ hội. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện ép về phía Tôn Kiệt. Một cổ dàn dù kiếm thế nhào tới trước mặt. Tôn Kiệt mắt sáng lên, cảm giác được cổ này trong kiếm thế làm người sợ hãi sát ý, không chần chờ chút nào, lập tức thi triển mà ra bây giờ trong tay hắn tối cường kiếm pháp. Thiên hỏa kiếm pháp, hỏa diễm lưu tinh xoát một mảnh kiếm khí tựa như liệt hỏa giống như sao băng rơi xuống phía dưới. Phiêu phong chấn hải. Lâm Bạch đi tới Tôn Kiệt trước mặt, một đạo kiếm khí đường kính chém xuống. Kiếm khí xuyên thủng trời cao, mang theo vô biên lực lượng kinh khủng đem Tôn Kiệt cái này một mảnh hỏa vũ kiếm khí toàn bộ quét một cái sạch, thế không thể đỡ chém giết mà đi. Không tốt. Tôn Kiệt kinh hô một tiếng, cảm giác được cổ này kiếm khí phía trên mang theo nồng nặc tử khí, sợ đến hắn toàn thân rùng mình. Xoay người liền đi. Liền trong chớp mắt này, kiếm khí đã đuổi theo tôn kiệt thổi phù một tiếng tiên huyết văng khắp nơi tại chỗ tôn kiệt đầu lâu đường kính bị chém bay đi ra ngoài hơn 100 m rơi trên mặt đất thời điểm biểu hiện trên mặt vẫn là như vậy vô cùng kinh hãi tôn kiệt chết lâm bạch chưa thu kiếm đứng ở trong xa trường ánh mắt hơi hơi một bên nhìn về phía trước mặt mênh mông vô bờ đại nguyệt quốc quân đội liếc mắt liền nhìn thấy cái kia ngai vàng tọa giá bên trên thác bạc phong hơi hơi cười lạnh một tiếng thắng thắng chúng ta thắng sao cho tới bây giờ, trên tường thành tướng sĩ cũng còn không thể tin được thần võ quốc thắng, nhao nhao kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch, trận mắt hốc mồm. Chúng ta thắng. Phò mã gia, tốt lắm. Thật đơ cơ mờ lợi hại. Sở Giang Lưu lúc này quát to lên. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn tuế. Lâm Bạch. Lâm Bạch. Lâm Bạch. Nhất thời, trên thành tường cùng cùng nổi lên ngập trời tiếng hô to âm, một đợt cao hơn một đợt. Đã vừa mới sắp tan vỡ quân tâm, theo lấy lâm bạch cái này một tháng, xem như là đã thu hồi một phần ba. Nhưng muốn trọng chỉnh quân tâm, chỉ dựa vào giết một cá nhân có thể không làm được. Trưởng công chúa bạch tiêu tiêu từ đi tới biên cương về sau, nàng sẽ không có cười, liên tục đại bại, bị thương nặng nàng tự tin, bây giờ lâm bạch xuất hiện, lật ngược một thành, nhưng bạch tiêu tiêu khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Kỷ bắt cùng quý bạch đối mặt cười một tiếng. Quý bạch cười ha hả đến. Ha ha, lâm bạch tiểu tử này không tệ a, à, không nghĩ tới cương nhiên đều có thiên võ cảnh lục trọng thực lực, kỷ bắt, lão tử không thể không phục ngươi ánh mắt độc đáo trước đây nếu không phải ngươi từ linh tê thành đem lâm bạch mang về sợ rằng linh kiếm tông không có hôm nay vinh quang a à? kỷ bắc cười nhạt nói ta cũng thật không ngờ trước đây chỉ là muốn cho hắn một cái cơ hội mà thôi ai sẽ nghĩ đến hắn hôm nay sẽ có kinh người như vậy thành tựu đúng vậy ai sẽ nghĩ ra được a à? quý bạch cùng kỷ bắc đều là nhỏ bé mỉm cười thác bạc phong nghe thấy trên tường thành tiếng hô to âm nhất thời ánh mắt tối sầm lại vẻ mặt lợi khí lạnh giọng nói rằng đường thiên hạo triệu liễu, như thế là chuyện gì xảy ra? Vừa mới muốn đem thần võ quốc quân tâm ma diệt, hiện tại một trận chiến này, lại để cho bọn hắn cho đánh trở về một ít. Đường thiên hạo sững sờ, lập tức nói rằng. Điện hạ không lo, bất quá là một thắng mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Có lẽ là tôn kiệt khinh địch đi, ta lập tức an bài đệ tử đi lên đem người này cho giết. Đường thiên hạo vỗ bộ ngực cho thác bạc phong cam đoan giết lâm bạch năm canh hoàn tất. Ngày mai sáng sớm bạo phát chí ít 30 chương trở lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử A. Chương 369 ba kiếm bên trong vết không được các ngươi, coi như ta thua Nguồn Mê truyện audio.com Lâm Bạch đại thắng, hai kiếm chém vết tôn kiệt, có thể nói là cho thần võ quốc trận doanh tăng không ít sĩ khí Trưởng công chúa nhẹ giọng hô Lâm Bạch, trở về A à? Lâm Bạch nghe thấy Bạch tiêu tiêu thanh âm, xoay người chuẩn bị trở về trong tường thành Tướng địch chạy đâu, thánh nguyệt tông vương chiến đến đây giết ngươi Giữa lúc Lâm Bạch mới vừa đi nháy mắt, từ đại nguyệt quốc trong phương trận đột nhiên vừa nhảy ra một vị khác thanh niên nam tử vẻ mặt hàm sát hai mắt như kiếm nhìn lấy lâm bạch phía sau lưng một kiếm đánh tới một quyền này khí thế hung hung hình như có toái thiên chi lực phía sau đánh lén tính năng lực gì lâm bạch mạnh mẽ kiếm tuôn ra kiếm khí cùng quyền mang đối chọi kịch liệt nổ tung lên vương chiến một quyền không thể thương tổn được lâm bạch nhất thời cười lạnh nói hư hư quả nhiên có điểm năng lực thảo nào tôn kiệt sư đệ nhất thời thất thủ cương nhiên chết ở trong tay ngươi lâm bạch cười lạnh nói ta có thể chịu rất nhiều, không kém điểm này. thật sao? ta đến muốn lãnh giáo một chút. vương chiến cười lạnh nói. lấy ngươi thiên võ cảnh thất trọng tu vi, còn chưa phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi đừng tới chịu chết. cút về a. À. lâm bạch miệt thị nói rằng. ghê tởm, ngươi một cái thiên võ cảnh lục trọng võ giả, cư nhiên dám xem thường ta. vương chiến bị lâm bạch câu nói này giận quá. một cái thiên võ cảnh thất trọng võ giả, lại là thánh nguyệt tông hạch tâm đệ tử, coi như là tại lĩnh đông bảy trăm quốc đi lại cũng đủ để cũng coi là một vị cao thủ. Có thể cư nhiên lúc này cư nhiên bị Lâm Bạch cái này thiên võ cảnh lục trọng võ giả cho miệt thị. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nếu như ngươi không muốn đánh một trận, vậy ngươi thì tới đi, nếu ta ba kiếm giết không được ngươi, coi như ta thua. Nghe thấy câu nói này, thần võ quốc võ giả đều kinh ngạc đến ngay người. Phò Mã Gia nói gì? Ba kiếm giết không được người này, coi như hắn thua. Thật ngông cùng đi, quá bá đạo đi, bất quá ta ưa thích. Phò Mã nỗ lực lên thần võ quốc tướng sĩ, lần nữa kích động hô to lên. Vương Chiến cười như điên nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là thiên võ cảnh cửu trọng võ giả, ba kiếm liền muốn giết ta, ta cho ngươi biết, coi như là thiên võ cảnh cửu trọng, cũng không dám như thế cuồng. Ta đến muốn nhìn một chút, ngươi nghĩ như thế nào giết ta? Tới. Vương Chiến vận chuyển chân khí, làm ra mười phần phòng ngự thái độ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, giờ cao kiếm bay vọt lên, một cổ dàng dụ kiếm thế tràn ngập bát phương dựng lên, rất nặng như núi một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí xé rách đám mây, chém vỡ Sơn Hà đồng dạng đánh úp về phía vương chiến trên người. Kiếm ý. Sơn Hà vĩnh tịch. Lâm Bạch đồng thời kinh hô mà ra. Kiếm khí xung phong liệu chết mà đi, thế không thể đỡ đánh về phía vương chiến. Chúc tài mọn, xem ta một quyền đánh nát hắn. Vương chiến nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí nước cùng cùng mà ra, hùng hậu lực lượng ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Đụng một tiếng. Một quyền mảnh kích mà ra, trùng điệp bắn trúng lâm bạch kiếm khí phía trên kinh ngạc một màn xuất hiện vương chiến một quyền này không chỉ có không thể đem lâm bạch kiếm khí đánh nát ngược lại nhường kiếm khí tự như các dưa hấu đồng dạng cắt nhỏ quyền mang lập tức chật lóe lên đem vương chiến đầu lâu trảm dưới kiếm vương chiến chết không nhắm mắt đầu lâu bay ra hơn 30 mươi mét trùng điệp ngã trên mặt đất toàn trường hóa đá một kiếm một kiếm liền giết thiên võ cảnh thất trọng vương chiến phò mã gia phò mã gia phò mã gia sở giang lưu đứng ở trên tường thành kích động khó có thể mở miệng vỗ mạnh trên tường thành gạch đổi lấy lâm bạch kích động hưng phấn cùng hô theo lấy sở giang lưu hô lớn phò mã gia toàn bộ trên tường thành thậm chí còn gia nguyệt quan bên trong tướng sĩ đều nhất tề hô to phò mã gia phò mã gia phò mã gia phò mã gia uy vũ phò mã gia quá tuấn tú đơn giản là ta thần tượng uy vũ bá khí đẹp trai ngưu bức treo tạc thiên từng cái tướng sĩ phấn khởi kêu to lên sĩ khí lần nữa tăng vọt trưởng công chúa ánh mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn màu sắc tựa như cái kia tự tin bạch tiêu tiêu lại trở về đồng dạng Hoắc quý bạch cùng kỷ bắc đều đối liếc mắt một cái hai người trên mặt đều là kinh ngạc một mảnh nhưng lập tức thoải mái cười ha hả lâm bạch một kiếm chém dết thiên võ cảnh thất trọng võ giả quá làm cho quý bạch cùng kỷ bắc kinh hãi bất quá sau đó bọn hắn cũng biết lâm bạch càng mạnh như vậy liền coi như là kiếm minh càng mạnh lâm bạch một cước đem vương chiến thi thể đá bay đi ra ngoài đụng vào đại nguyệt quốc quân đội trong phương trận Ta nghĩ các ngươi thánh Nguyệt Tông sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi a à. Lâm Bạch kiếm phong chỉ một cái, cách không chỉ hướng thác bạc phong. Thác bạc phong phẫn nộ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng kiếm chỉ lấy hắn. Sở Giang Lưu nhìn thấy một màn này, ngắn mũi há hốc mồm sau đó, kinh hô lên. Đến, đến, tới. Cái gì tới? Sở Giang Lưu bên người một cái thế tử gia không hiểu hỏi. Sở Giang Lưu nói rằng. Phò mã gia muốn nổi đoá. Cái này gia hỏa, là nổi danh cùng vọng các ngươi cố gắng nghe đi, tiếp tục như vậy phò mã gia nhất đoạn văn, phỏng chừng hồi sợ đến mấy người các ngươi buổi tối đều ngủ không yên. Mặc dù ta còn không biết hắn muốn nói gì, thế nhưng cái này gia hỏa là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Sở Giang Lưu kích động nói rằng, từ Triều Dương Cung về sau, Sở Giang Lưu liền đi điều tra Lâm Bạch. Có được trong tư liệu, liền viết một chữ, cuồng. Linh kiếm tông ngoại môn luận võ, một người đơn đấu toàn bộ linh kiếm tông ngoại môn võ giả. Bất quy nhai huyết chiến, một người lại đơn đấu toàn bộ linh kiếm tông địa võ cảnh đệ tử. Mà ở triều dương cung bên trong, một người lại đơn đấu tam đại tông môn kiệt xuất đệ tử, hơn nữa còn toàn bộ đều cho giết. Trưởng công chúa nghe thấy sở giang lưu lời nói, cũng là hơi kinh hãi, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy lâm bạch. Lâm bạch dơ cao lên kiếm phong, chỉ vào thác bạc giả, cười lạnh nói. Ta nghĩ các ngươi thánh nguyệt tông sẽ không dễ dàng như vậy thả ta đi đi, đã như vậy, cái kia muốn khiêu chiến ta, đều tới đi. Nhưng phàm là lên đài người khiêu chiến, Ta ba kiếm bên trong vết không được các ngươi coi như ta thua ta nếu thua tại chỗ tựa đầu cắt cho ngươi lâm bạch lạnh giọng nói rằng t nghe thấy câu nói này kỷ bắc quý bạch đều là một bộ trận mắt hốc mồm nhìn lấy lâm bạch ba kiếm bên trong vết không được các ngươi coi như ta thua đây là có nhiều cuồng a vẫn là nói có nhiều tự tin a đối diện cũng đều là thánh nguyệt tông nội hạch tâm vũ người bất kỳ cái gì một vị đều là danh chấn đại nguyệt quốc thiên tài tuyệt thế lâm bạch lại còn nói ba kiếm bên trong vết bọn hắn đây quả thực là sống sờ sờ đánh mặt, không chỉ là đánh đại nguyệt quốc khuôn mặt, càng đem thánh nguyệt tông khuôn mặt cho quốc sưng. Đứng ở sở giang lưu bên người cái kia thế tử gia, hốt hoảng nói rằng: Sở vương gia, bị ngươi nói chuẩn, ta phỏng chừng tiếp tục như vậy mấy tháng cũng đừng nghỉ ngủ. Cái này đơ cơ mờ cũng quá cùng vọng a. À. Sở vương gia, làm sao ngươi biết phò mã gia sẽ làm như vậy a? À? Sở giang lưu mắng: Lão tử làm sao biết? Lão tử vì sao không biết? Đây chính là cái này gia hỏa bản tính. Một khi hắn nhường hắn đánh ra tự tin, vậy hắn liền cuồng đến không có biên. Linh kiếm tông ngoại môn luận võ, hắn là dạng này, Linh kiếm tông bất quy nhai bên trên, hắn chính là dạng này, Triều Dương cung bên trong, hắn vẫn dạng này. Đây là bản tính. Sở Giang Lưu đắc ý cười nói, "Thế nhưng, tất nhiên hắn làm như thế, như vậy thì nói rõ, hắn là có tuyệt đối tự tin." Sở Giang Lưu đồng thời cũng nói, "Trưởng công chúa lo lắng hô, Lâm Bạch." Trưởng công chúa đều kinh ngạc đến ngay người, trong lòng âm thầm nói, quá qua loa a đối diện thánh nguyệt tông thật là để tới gần năm sáu trăm người hạch tâm võ giả a lâm bạch người quá manh động ngô kiếm nhất thời cười lạnh nói thôi đi không biết sống chết nếu như triệu liễu xuất thủ một chiêu liền đủ đủ giết hắn hỏa linh nói rằng đúng đấy hắn làm như thế đơn giản là muốn chết bên kia thác bạc phong từ trên lông ý đứng lên dần chỉ lấy lâm bạch giận dữ hét cung vọng dĩ nhiên lớn ta đại nguyệt quốc không người chư vị nghe lệnh Ai giết người này, thưởng 50 vạn linh thạch, phong vạn hồ hầu. T. Thánh Nguyệt Tông sở hữu đệ tử nghe thấy câu nói này, đều là hít sâu một hơi. 50 vạn linh thạch, cái này không nói, đối với một cái thiên võ cảnh mà nói, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú a, tối trọng yếu là phong vạn hồ hầu. Bái hầu phong tước, đây chính là nhiều ít võ giả cả đời tha thiết ước mơ sự tình a, ngay cả Triệu Liễu, nghe thấy câu nói này, cũng đều là trên mặt cả kinh, lập tức mừng như điên đứng lên. Phong hầu, có thể nắm quyền trong tay lực Binh lực, địa vị, vinh quang, mỹ nhân, tài phú, muốn lấy được đồ vật tại Phong hầu sau đó đều có thể đạt được. Đây mới là thiên đại mê hoặc a, xin điện hạ yên tâm, Tống Long vì điện hạ lấy hồi người này đầu người." Thác Bạc Phong vừa dứt lời, liền có một cái võ giả từ quân đội trong phương trận nhảy lên một cái, thẳng hướng Lâm Bạch hôm nay, bắt đầu bạo càng. Cầu nguyệt phiếu. Cầu nguyệt phiếu. Cầu phiếu đề cử. Cầu phiếu đề cử a. Chương 370. Đại nguyệt quốc thiên tài. Nguồn mê truyện audio com ba kiếm bên trong vết không được các ngươi coi như ta thua câu nói này truyền ra lập tức làm nổ toàn bộ thánh nguyệt tông đệ tử móa ngươi hắn sau là mọc ra ba đầu sáu tay sao dám như thế cuồng sẽ có người thu thập ngươi tiểu huynh đệ đừng quá cuồng mã đức chờ lão tử đi lên đem vật nhỏ này đầu vặn xuống đảm đương bát rượu uống rượu vị sư huynh kia xuất chiến giết người này toàn bộ thánh nguyệt tông bên trong võ giả nhào nhào kêu lên lúc này Tống Long bay vọt qua mọi người đỉnh đầu, rơi vào chiến trường chi thượng. Thánh Nguyệt Tông, Tống Long, đến đây lãnh giáo cao chiêu. Tống Long rơi vào trong xa trường, tự giới thiệu sau đó, hai mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, đổi lấy Lâm Bạch xung phong liều chết mà đi. Quá tốt, Tống Long sư huynh xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Hừ, Tống Long sư huynh thật là chúng ta Thánh Nguyệt Tông bên trong đại nguyệt thất quyền một trong, thiên võ cảnh bác trọng tu vi, hoàn toàn không phải tiểu huynh đệ này có thể so sánh với. Tống Long sư huynh nỗ lực lên, cho chúng ta thánh nguyệt tông tranh một hơi thở a. À. Từng cái thánh nguyệt tông võ giả kêu lên. Tống Long, thánh nguyệt tông đại nguyệt thất quyền một trong. cái gọi là đại nguyệt thất quyền, tự giống với là thương hải vân thiên cung nội cung tứ hoàng thất vương một dạng nhân vật thiên tài. Tại thánh nguyệt tông bên trong có tam anh tứ kiệt, thánh nguyệt ba kiếm, đại nguyệt thất quyền, thánh nguyệt chi vương, chờ các loại, chờ danh hào. Bên trong thánh nguyệt chi vương chính là thánh nguyệt tông thánh tử, lần này chưa có tới biên cương mà là tại bế quan đột phá trừ thánh nguyệt chi vương lần lượt sắp xếp mà xuống theo thứ tự là thánh nguyệt ba kiếm tam anh tứ kiệt đại nguyệt thất quyền các loại danh hào thiên kiêu tổng long tất nhiên có thể trở thành là đại nguyệt thất quyền chi lực võ giả nhất định có được hơn người thực lực mảnh long quyền chi mảnh long quá gian tổng long lăng không đánh tới quyền mang tự như có thể vỡ vụn chư thiên đồng dạng rơi xuống một quyền trung động xa trường vạn trường bụi bậm bay lên trời mảnh long ta xem ngươi là một cái trùng a à. một kiếm giết ngươi Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, phong lôi thần dực khẽ động, Lâm Bạch uyển như điện chấp tới gần Tống Long. Bạch Ngân chiến thể lực lượng ngành kháng xuống Tống Long một quyền này. Tống Long kinh hô một tiếng. Ngươi sức mạnh thân thể, cư nhiên như thế cường đại. Hư Trảm. Tại Tống Long kinh hô nháy mắt, Lâm Bạch đã sớm chuẩn bị xong thanh ca kiếm tất thắng một kiếm. Thông thiên triệt địa kiếm quang, sau Minh Nguyệt còn muốn sáng sủa. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, Tống Long một kiếm trực tiếp bị chém vết thành hai nửa tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Toàn trường vắng vẻ. Mặc kệ là đại nguyệt quốc võ giả vẫn là thần võ quốc võ giả, lúc này toàn bộ đều há hốc mồm đồng dạng nhìn lấy Lâm Bạch. Cái gì? Ta không nhìn lầm đi, phò mã gia ngành kháng tống long một quyền, còn đơn giản một kiếm đưa hắn đánh chết. Người không nhìn lầm, huynh đệ, bởi vì ta cũng nhìn thấy. Đã như vậy, vậy đã nói rõ phò mã gia thực lực, còn còn tại đại nguyệt thất quyền những thứ này thiên kiêu phía trên. Không sai, phò mã gia uy vũ thần võ quốc trên tường thành, lần nữa truyền đến núi kêu biển gầm hoang hô. Tống Long sư huynh chết. Điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Thân là đại nguyệt thất quyền, quyền pháp như vậy được Tống Long sư huynh, làm sao có thể đều không có thương tổn được người này. Một đám thánh nguyệt tông võ giả, khó có thể tin nói rằng. Lúc này, tại nguyên bổn Tống Long vị trí bên cạnh, một cái khác đại hán khôi ngô đứng lên, thống khổ hô. Tống Long sư huynh, ta báo thù cho ngươi. Cái này đại hán khôi ngô, lay động tiến độ, tự như một con trâu hoang đồng dạng lao ra đại quân trong phương trận. Là Tô Thiết. Lại là một vị đại nguyệt thất quyền một trong. Tô Thiết cùng Tống Long là huynh đệ sinh tử, bây giờ Tống Long chết trận, Tô Thiết nhất định phải báo thù cho hắn A. À? Tô Thiết cũng không phải là Tống Long dễ đối phó như vậy. Hắn không chỉ là một cái quyền pháp cao thủ, hơn nữa còn là một vị luyện thể giả A. À? Tô Thiết sư huynh nỗ lực lên nhìn thấy tô thiết xuất chiến nhất thời lần nữa kích khởi đại nguyệt quốc chư vị tướng sĩ cùng thánh nguyệt tông chư vị đệ tử ý chí chiến đấu nhau nhau cho tô thiết nỗ lực lên đứng lên tô thiết xong tới đi ra nhìn thấy bị chém vết thành hai nửa tống long thi thể mặt lộ vẻ thống khổ lâm bạch nhìn lấy tô thiết hỏi ngươi là liễm thi vẫn là tới đánh lộn ta là tới cho ngươi liễm thi chịu chết đi tô thiết bị lâm bạch hỏi lên như vậy nhất thời cuồng nộ bắp thịt cả người bên trong bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng chấn đắc mặt đất các đá đều bốc lên thượng thiên. Luyện thể giả. Lâm Bạch kinh hô một tiếng, hai mắt lộ ra dị quan. Tại Tô Thiết một quyền đánh tới nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm đối chọi mà lên. Ngươi luyện thể giả, lẽ nào ta thì không phải là sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Kinh phong kiếm pháp. Phong kiếp. Tô Thiết mặc dù sức chiến đấu mạnh nổ, một quyền oanh kích mà đến, nhưng không có bao nhiêu lực lượng, chỉ ít Lâm Bạch không có cảm giác được bao nhiêu lực lượng. Bạch Ngân chiến thể ung dung chống được Tô Thiết một quyền cùng lúc đó lâm bạch một kiếm phản kích mà lên ha ha ngươi kiếm pháp là không có khả năng thương tổn được ta ta thật là luyện thể giả tô thiết cười như điên thật sao ta trong tay cầm thật là lục phẩm linh khí đừng nói ngươi là mắt thường phạm thai coi như là thần lão tử một kiếm này cũng có thể chém xuống hắn một cánh tay chết đi cho ta lâm bạch nổi giận gầm lên một tiếng một kiếm nổi giận chém mà xuống mang theo lực lượng kinh khủng một đạo kiếm quan trùng kích vào đến tại tô thiết trong mắt nhanh chóng phóng đại thẳng đến đạo kiếm khí này bắn trúng tô thiết nháy mắt, hắn mới hiểu được, chính mình căn bản là không có cách lập tức một kiếm này. Phốc suy. Tô thiết đầu lâu bị lâm bạch một kiếm chém bay. Quyết trụ từ yết hầu vị trí xông lên trên cao ba thước cao, ba cái hô hấp về sau, mới chậm rãi rơi xuống. Tô thiết sư huynh, cư nhiên cũng chết. Tô thiết sư huynh thật là thiên võ cảnh bác trọng A. Điều này sao có thể, đây là gạt người A. Một đám thánh nguyệt tông đệ tử quể oải nghiêm mặt nói rằng được xưng đại nguyệt quốc bên trong quyền pháp tối cường đại nguyệt thất quyền bây giờ đã có hai cái chết ở lâm bạch dưới kiếm tô thiết cùng tống long chết trận làm cho cả đại nguyệt quốc cùng thánh nguyệt tông bên trong đều tràn ngập một tia chán chường quẻ oải khí tức tô thiết cùng tống long không chỉ có tại đại nguyệt quốc bên trong có cực mạnh uy danh ngay cả tại quân đội cũng là đối hai người bọn họ gấp bội cảm thấy tôn sùng bây giờ hai người chết trận đối với các tướng sĩ sĩ khí thật là một cái trọng kích phò mã gia phò mã gia uy vũ sở giang lưu tại trên tường thành kích động nổi gân xanh, đổi lấy Lâm Bạch điên cuồng gào thét. Phò Mã Gia, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Ha ha ha. Sở Giang Lưu đắc ý vênh váo, căn bản không biết mình đến tột cùng đang nói cái gì. Trưởng công chúa nghe thấy câu nói này, tức giận bạch liếc mắt Sở Giang Lưu, lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập nhu tình, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, cau mày quay đầu liếc mắt nhìn Sở Giang Lưu. Thật là tại Sở Giang Lưu bên người mấy cái kia thế tử gia lại kích động kêu. Hắn đang nhìn ta, ta Thiên, phò mã gia đang nhìn ta, ta thật kích động, trong lòng ta có đầu nai nhỏ tại đi loạn. Nói nhảm, hắn đang nhìn ta, phò mã gia xem là ta. Là ta, các ngươi một đám xấu bức, phò mã gia nhìn ngươi gì đây? Rõ ràng xem là ta, các ngươi có xấu hổ hay không? Những thế tử này ra mỗi cái kích động nói rằng. Thác Bạc Phong khí từ trên lông ý đứng lên, giận dữ hét. Đường Thiên Hạo, ta muốn cái này nhân loại mệnh. Thác Bạc Phong cảm giác được chính mình trong quân sĩ khí tại đây biến mất. Cái này một cổ từ năm ninh quan dết đến gia nguyệt quan như hồng sĩ khí, tại đây biến mất. Thác bạc phong minh bạch, hiện tại nhất định muốn dết lâm bạch mới có thể vãn hồi sĩ khí. Chương 371 Bả Thế Long Quyền Nguồn Mê truyện audio.com Triệu liễu nhìn lấy đường thiên hạo nói rằng Trưởng lão, có cần hay không ta xuất thủ? Đường thiên hạo hai mắt hít một cái, do dự một chút, hắn kinh nghiệm lão luyện tự nhiên nhìn ra được lâm bạch cũng không phải đồng dạng kiếm tu võ giả tầm thường căn bản không phải đối thủ của hắn không cần triệu liễu sư huynh xuất thủ cha ta đi là được gỡ xuống người này đầu người giữa lúc lúc này một bóng người từ ngồi trên ghế đứng lên đường thiên hạo quay đầu vừa nhìn tất cả kinh hãi bởi vì người nói chuyện bất ngờ chính là hắn con trai độc nhất đường nguyên đường thiên hạo nhìn chính mình con trai độc nhất trong lòng âm thầm nói rằng nguyên nhi là thánh nguyệt tông tam anh tứ kiệt một trong thiên võ cảnh cửu trọng tu vi cần phải đủ để giết Lâm Bạch, nếu như hắn giết Lâm Bạch, liền có thể cắt đất phong vương, quan tông diệu tổ A, đường thiên hạo gật đầu nói. Tốt, Nguyên Nhi, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Minh Bạch, phụ thân. Đường Nguyên cười đắc ý, tuân lệnh sau đó, nhảy lên một cái, rơi vào trong sa trường. Trên thành tường, lập tức mắt sắc người hô. Lại có người xuất chiến. Lần này tới là. Tam Anh Tứ Kiệt một trong. Là đường Nguyên. Có không ít cao thủ đều kinh hô lên mà trưởng công chúa, kỷ bắc, quý bạch cũng đều là ngưng tụ lại tâm thần, bọn hắn cũng biết rõ đường nguyên lợi hại. Sở Giang Lưu lúc này nhìn lấy đường nguyên, hai mắt lộ ra bức người sát ý, đường nguyên sau khi rơi xuống, quay đầu liếc mắt nhìn sở Giang Lưu, cười nói. Sở vương gia, không nghĩ tới ngươi chịu ta một chưởng, cư nhiên còn có thể sống được, đơn giản là một cái kỳ tích a. À? Trước đó năm linh quan bị công phá thời điểm, sở Giang Lưu từng bị đường nguyên một chưởng đã thương. Nếu không phải sở vương phủ có khởi tử hồi sinh đang dược, sợ rằng sở giang lưu bây giờ đều đã xuống địa ngục. Đối cái này, sở gian lưu thật là đối đường Nguyên ghi hận trong lòng A. Đường Nguyên quay đầu qua đến, nhìn lấy Lâm Bạch, cười lạnh nói. Ngươi có điểm bản lĩnh, cư nhiên có thể giết Tô Thiết cùng Tống Long, thế nhưng ngươi cũng giới hạn ở đây, hôm nay ngươi nhất định chết ở trong tay ta. Lâm Bạch nhàn nhạt hỏi. Ngươi vừa rồi xem sở gian lưu vì sao? Đường Nguyên cười ha ha nói. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lúc đó năm Ninh quan bị chúng ta công phá thời điểm ta phụng mệnh tàn sát hàng loạt dân trong thành, vừa may khi đó Sở gian Lưu chính bảo vệ một đám hạ cấp võ giả ly khai. Ngươi nói một chút, ta thật vất vả gặp một vị quân sau khi, nhất thời ngứa tay giống như hắn qua mấy chiêu. Kết quả các ngươi thần võ quốc quân sau khi kém như vậy, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Đường Nguyên đắc ý cười nói, thì ra là thế. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Như vậy thù này, ta giúp hắn báo. Ngươi chính là trước suy tính một chút, đợi lát nữa làm sao chạy thoát thân a. Đường Nguyên lạnh giọng một tiếng, xem chiêu. Đường Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức bạo tăng, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng rơi mà ra. Hắn song quyền phía trên, một cổ vô cùng mênh mông bá khí chi lực khuếch tán tới, bá thế Long quyền. Thức thứ nhất, Long đằng tứ hải. Một cổ lực lượng kinh khủng xung kích ra. Tại cổ lực lượng này bên trong, nhường Lâm Bạch đều cảm giác được một tia khủng hoảng. Đây là, Lâm Bạch kinh ngạc một tiếng. Ha ha ha. Cái này chính là ta Thánh Nguyệt tông mấy đời truyền thừa, Bá Thế Long Quyền, mặc dù là bản thiếu, nhưng là có thể cũng coi là một quyển thiên cấp nhị phẩm võ kỹ. Ngươi có thể chết ở Bá Thế Long Quyền phía dưới, xem như là ngươi suốt đời có phúc. Đường Nguyên cười như điên. Triệu Liễu nhìn thấy Đường Nguyên thi triển ra quả đấm, nhất thời có chút không vui nhìn lấy Đường Thiên Hạo, nói rằng: "Trưởng lão, không nghĩ tới ngươi đem Bá Thế Long Quyền đều giao cho Đường Nguyên sư đệ tu luyện a." Đường Thiên Hạo lúng túng cười một tiếng, không có trả lời. Triệu Liễu lạnh trên một tiếng trong lòng bất bình. Bàn về chất, triệu liễu không biết so đường nguyên cao nhiều ít, luận thành tựu, triệu liễu hơn xa đường nguyên vài lần, khả năng liền liền hắn đều không có biện pháp tu luyện tới bá thế long quyền, đường nguyên cư nhiên tu luyện tới. Vì sao? Bởi vì người ta có một cái phó trưởng giáo cha A, bá thế long quyền, chính là Thánh Nguyệt Tông sớm vài năm đạt được một cái bản thiếu, cái này bản thiếu bên trong chỉ ghi chép ba chiêu quyền pháp, nhưng đi qua Thánh Nguyệt Tông cao thủ kiểm tra đo lường. Mặc dù là bản thiếu, nhưng là cũng coi là có thể sánh ngang thiên cấp nhị phẩm võ kỹ đến tận đây sau đó, bá thế long quyền liền trở thành thánh nguyệt tông không phải là lập xuống cống hiến to lớn võ giả không thể tu luyện. Cho nên liền triệu liễu đều không có tư cách. Triệu liễu uy danh cực đại, tại thánh nguyệt tông bên trong là gần với thánh nguyệt chi vương thánh nguyệt tam kiếm một trong. Nguyên lai bất quá là bản thiếu mà thôi. Lâm Bạch sau khi nghe nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Nếu như bộ quyền pháp này là bản đầy đủ lời nói, cái kia phỏng chừng ta khả năng thật đúng là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng nếu là bản thiếu, ha hả lâm bạch cười lạnh một tiếng cầm kiếm bay xông lên rống bá thế long quyền long uy cái thế bá khí vô song theo lấy đường nguyên một quyền oanh sát mà đến chậm rãi thiên uy cái thế mà xuống tự như phi long tại thiên đồng dạng trấn áp mà xuống đại địa tùy theo bị cổ này lực lượng cường đại chấn đắc từng khúc nước ra mà ra kinh phong kiếm phát kinh thiên phong bạo một kiếm nổ xông lên cùng đường nguyên cái này một quyền đánh vào nhau nhất thời một cổ cường đại nổ mạnh khuếch tán ra một kích này đối chọi hai người cương nhiên cân sức ngang tài ai cũng không có làm gì được ai cương nhiên có thể đón lấy ta một quyền này hừ quả nhiên vẫn là không thể xem thường ngươi đã như vậy cái kia nhìn ngươi có hay không có thể đón lấy ta quyền thứ hai bá thế long quyền thức thứ hai lòng tôn thiên hạ quyền thứ hai đánh tới so với quyền thứ nhất quy lực muốn khổng lồ nhiều gấp mấy lần lực lượng cường đại ba động mà ra tự như đem bốn phía một mảnh tận thế đồng dạng lực lượng kinh khủng phía dưới lâm bạch đều cảm giác được một tia kinh hãi nếu như đường nguyên bộc phát ra lực lượng tuyệt đối là so với hoa thanh hải mạnh hơn đây coi như là lâm bạch bình sinh giao thủ chi nhân bên trong cường đại nhất một vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả không hổ là thánh nguyệt tông bên trong được xưng tam anh tứ kiệt thiên tài a quả nhiên mạnh mẽ phi phàm lâm bạch hai mắt chút ngưng khóe miệng hơi hơi co rúng một chút một đôi mắt tản mát ra lành lành sát ý kiếm ý lâm bạch chủ động thi triển kiếm ý kinh phong kiếm phát sơn hà vĩnh tịch kiếm ý thi triển lâm bạch một đạo kiếm khí nổi giận chém mà xuống gào thét tại trong thiên hạ, xông tới đi qua, lần nữa cùng đường nguyên một quyền đụng nhau mà ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Hai người đều bị cái này một cổ cường đại lực lượng đẩy lui vài chục bước. Đường nguyên vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt lộ ra kinh ngạc nhìn lấy, trong lòng kinh ngạc nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đón lấy ta quyền thứ hai, người này chính diện tiếp hạ xuống. Hư hư, đã như vậy, vậy hắn nhất định chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn, một quyền này liền kết thúc tính mạng hắn A, bá thế long quyền thứ ba, vạn long phệ thiên. Đường nguyên toàn thân chấn động, chân khí mênh mông như rồng đồng dạng bay vút lên mà ra, tại đường nguyên bên người, ngưng tụ ra từng cái thần long hư ảnh, uy áp kinh khủng theo tới, kinh sợ bác hoang quần hùng. Lâm Bạch hai mắt chút ngưng, gấp bội cảm thấy áp lực. Thác Bạc Phong lúc này đứng lên, cười giận dữ nói. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi đừng quên nhớ, ngươi cũng đã có nói ba kiếm bên trong không giết đối thủ, liền coi như ngươi thua. Nếu ngươi thua, liền muốn chính mình cắt lấy đầu lâu ngươi tại xuất thủ nếu như vết không được đường nguyên ngươi liền thua thác bạc phong âm lãnh nói rằng trưởng công chúa nghe nói về sau trong lòng tràn đầy lo lắng một đôi mỹ lệ con mắt chăm chú nhìn lấy lâm bạch lâm bạch ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có việc a à. trưởng công chúa trong lòng lo lắng nói đến lâm bạch nghe thấy thác bạc phong thanh âm nhất thời cười lạnh nói ai nói ta sẽ thua một kiếm này ta nhất định chém giết người này